chương 487, thích hay làm việc thiện. Chờ sau khi tất cả mọi người đi, tu sĩ mập xích tường kia đột nhiên tiến tới trần trầm bên cạnh nháy mắt nói. Đạo hữu người thật học qua thiên đạo chi thuật à? Không phải là lừa bịp chứ, trần trầm liếc mắt nhìn hắn, thần tình có chút khinh thường. Tuy cao nhân tiền bối đi ra ngoài có hơn một nửa là lừa đảo, nhưng hắn thật sự có bản lĩnh đó, sao có khả năng là lừa đảo? Xích tường thấy thần tình của hắn, có chút nửa tin nửa ngờ nói đại thế giới phía sau vết nứt không gian này không có cao thủ đó là thật nhưng mà những kia tu sĩ địa sát tông nói cũng không sai dưới tình huống bình thường thế giới lớn như vậy đều sẽ có cao thủ đỉnh tiêm nhưng đại thế giới này hết lần này đến lần khác không có người nói có kỳ quái hay không thấy người này đang thử thăm dò của mình trần trầm thản nhiên nói thiên hạ lớn không thiếu cái lạ cái này có gì đáng kinh ngạc xích tường thấy thử thăm dò không ra sâu cạn của trần trầm lập tức không nói thêm gì nữa nhách miệng xong ngồi xuống phía trước vết nứt không gian khoanh chân tu luyện trần trầm cảm ứng một thoáng người này đại khái là tu vi phân thần đỉnh phong loại tu vi này có thể được cao tầng địa sát tông vừa rồi gọi là đạo hữu hiển nhiên là ở phương diện khác có bản lĩnh thật sự người trần trầm đối với người này bảo lưu lại một tia lòng cảnh giác sau đó rơi vào trầm tư giờ đây hắn đã nhìn thấy vết nứt không gian như thế nào mới có thể chiếm vết nứt không gian này thành của riêng đây diệt địa sát tông cái này rõ ràng không thể nào không nói mình bây giờ không có thực lực này mà dù là diệt được thật vết nứt không gian này cũng không thể mang đi mà muốn lừa dối địa sát tông như kim thánh tông kia quả thực rất khó khăn dù gì thì phía trên địa sát tông còn có tả thần điện cũng không phải tông môn như kim thánh tông chưa thấy qua việc đời Khiến Trần Trầm quả thực có chút khó khăn. Chấm 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 chấm, trong nháy mắt, nửa tháng đi qua. Trong nửa tháng này, vết nứt không gian không ngừng xảy ra biến hóa, cuối cùng không ngờ Đường Vân lại từ hắc sắc xoắn ốc biến thành một loại hình giống như mặt nước gợn sóng, xuyên thấu qua gợn sóng thậm chí có thể thỉnh thoảng xem đến một chút cảnh tượng thế giới bên kia. Trần Trầm không chớp mắt nhìn chằm chằm vết nứt nhìn, ý đồ có thể nhìn thấy một chút tràng cảnh quen thuộc, hoặc là người xích tường thì ở một bên than thở đáng tiếc vết nứt không gian này không tiếp tục khuếch trương mặc kệ thế giới bên kia là tình huống như thế nào chỉ dựa vào vết nứt không gian này là không thể nào tiến vào thế giới kia hơn nữa nhìn như vậy vết nứt không gian này nhiều nhất lại duy trì một năm sẽ phải biến mất giao dịch cái gì cũng không quá hiện thực rồi nghe nói như thế trong lòng trần trầm đã vui sướng lại khó chịu vui sướng là tu sĩ thượng giới không thể nào thông qua vết nứt không gian này xâm nhập hạ giới khó chịu là hắn cũng không thể xuyên qua hạ giới đưa tiểu đồng bọn đến thượng giới. Đang lúc trong lòng của hắn giàu gì khi, xích tường lại đi tới, đem một ngọc giản ném vào vết nứt không gian trong. Trần trầm thấy vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Có thể thu người thế giới bên kia đến sao? Có thể thu đến, nhưng không gian pháp tắc không giống nhau, phòng trừng mở không ra, ha ha, ta có thể tưởng tượng ra bộ dáng bọn hắn trầm tư suy nghĩ lại chưa nắm được mấu chốt thật sự là thú vị. Xích tường cười hì hì nói, mặt mũi tràn đầy đều là chơi ác. Trần trầm nghe vậy móc ra một viên linh tinh ném đi vào, thần tình xích tường bỗng nhiên cứng đờ, đau lòng nói. Đạo hữu, người thế này cũng quá xa xỉ, đây chính là một viên linh tinh, người nói bỏ là bỏ. Ta không thiếu chút linh tinh này, ngẫm lại bộ dáng người một thế giới khác đạt được linh tinh vui vẻ ra mặt, ta cảm thấy rất thú vị. Trần trầm bình tĩnh nói, nếu xích tường này nói người một giới khác có thể thu đến. Vậy hắn đương nhiên phải ném chút vật liệu đi qua. Cự giải đại hải yêu phi thăng tới thượng giới xong cố ý nhắc đến vết nứt không gian này. Rất hiển nhiên vết nứt không gian này hiện tại nắm giữ trong tay đỉnh tiêm cao thủ hạ giới. Hắn ném vật liệu đi qua 89 phần 10 sẽ rơi xuống trong tay của mình người. Nếu không phải xích tường ở chỗ này, hiện tại hắn đã điên cuồng ném vật liệu. Không thiếu linh tinh, tốt, đạo hữu, người thật là đại khí xích tường coi là người này đang giả vờ lạnh lùng trong ánh mắt xuất hiện một vệt xem thường trong khi nói chuyện trần trầm lại ném đi một viên linh tinh vào vết nứt không gian dưới khóe mắt co quắp của hắn không nói gì thêm người này nếu muốn giả lão sói vẫy đuôi vậy chính làm cho hắn sắp xếp gọn dù sao cũng không phải linh tinh của hắn trần trầm không quan tâm hắn tiếp thu suy nghĩ một chút ném một bình đan dược đi qua đan dược này tên là trùng linh đan quần hàm trong đó là linh khí cực kỳ nồng đậm, đủ để cho tu sĩ luyện hư tăng lên mấy cảnh giới. Nếu thả cái này xuống hạ giới, xem như là nghịch thiên chi bảo, nhưng ở thượng giới cũng bình thường thôi, cuối cùng chỉ là vật liệu luyện hư tu sĩ dùng. Xích tường thấy vậy vẫn không nói chuyện, ngay sau đó, Trần Trâm lại ném mấy món phòng hộ pháp bảo đi xuống, những phòng hộ pháp bảo này không tính là tinh phẩm gì, nhưng thừa sức chống cự đại kiếp hạ giới phi thăng. Lúc này, xích tường rốt cục nhịn không được, hỏi đạo hữu chẳng lẽ ngươi trời sinh thích làm việc thiện nếu như vậy không bằng bố thí chút linh tinh cho ta đi ta rất nghèo âm hắn vừa dứt lời một viên linh tinh rơi vào trước mặt hắn xích tường trố mắt ngoác mồm tranh thủ thời gian tiếp nhận linh tinh đồng thời xác nhận đây là thật thu hồi linh tinh xong hắn dùng giật nảy mình ánh mắt nhìn về phía trần trầm còn đang ném vật liệu đạo hữu là cao nhân nha xem linh tinh như cạn bã ha ha trần trầm cười khẽ hai tiếng không biểu thị gì chỉ tiếp tục đưa những vật khác vào hạ giới những vật này giá trị không cao không thấp tất cả đều vô dụng đối với tu sĩ phân thần hợp thể đối với tu sĩ luyện hư lại có tác dụng lớn ở trong mắt xích tường trần trầm cũng chính là ném đi một chút phế vật cũng không có xuất hiện hoài nghi gì sau một hồi lâu trần trầm lấy ra một viên linh thạch nho nhỏ cứng nhắc tiếp đó duỗi ngón tay ra khắc họa ở phía trên khắc họa văn tự thượng cổ xích tường một chữ cũng xem không hiểu nhưng tu sĩ hạ giới nhìn thấy những ký hiệu này là được rồi biết phía trước những vật đó là hắn đưa hạ giới nghĩ tới đây trong lòng trần trầm ấm áp tốc độ tay lại nhanh mấy phần cũng không lâu lắm đã khắc đầy phiến đá đưa vào trong vết nứt không gian về phần cái khác muốn nói vẫn là chờ khi xích tường này không chú ý lại nghĩ biện pháp đưa đi xuống đi cùng lúc đó ở hạ giới chỗ vết nứt không gian mấy tu sĩ con mắt con người nháy đều không nháy mắt nhìn vết nứt không gian. Âm, một tiếng kỳ dị âm thanh vang lên, một viên linh tinh rơi ra. Trong đó, hắc y tu sĩ bước ra một bước, tiếp nhận linh tinh cười to nói. Rơi, lại rơi, mẹ nó, linh khí nơi này thật nồng nặc, không ngờ vết nứt không gian này còn có thể rơi bảo vật đây. Viên thống lĩnh, ta hiện tại sẽ truyền tin chuyện này cho Ngọc Tông Chủ. Truyền, yên, gọi bọn họ chạy tới nhìn một chút thứ này ta cũng không biết viên kình thiên hơi hấp thu một thoáng cái kia linh tinh chỉ trong cảm giác linh khí như biển lớn loại cảm giác này hắn trên một lần thể nghiệm hay là lúc trước cùng sư huynh đi vô tâm tông hấp thu mặt đất linh tinh khi mới có qua chẳng lẽ đây cũng một loại linh tinh viên kình thiên tự lẩm bẩm lúc trước hắn cảm thấy linh khí trong linh tinh cuồn cuộn như biển nhưng khi đó hắn là tu vi trúc cơ hiện tại thế nào hắn đã là cao thủ nguyên thần trung kỳ mà còn có loại cảm giác này bảo vật này giá trị chỉ, chỉ sợ không thua linh tinh, mà vật như vậy, hắn đã được đến ba viên. Đương, đang lúc hắn âm thầm hài lòng thời gian, lại một viên linh tinh rớt xuống, hắn tranh thủ thời gian cất kỹ. Âm, lần này rơi vật liệu khoa trương hơn, không ngờ lại rơi một bình đan dược xuống. Còn có thể rơi thứ này, mẹ nó, là bảo vật, không chờ hắn phản ứng lại, một chuông nhỏ lại đập phải trên đầu của hắn. Cái chuông này vô cùng nặng, cho dù không linh lực thôi động đều đem hắn đập một lảo đảo, Dọa đến hắn tranh thủ thời gian bịt tay lại, ngay sau đó đủ loại đan dược bảo vật, thỉnh thoảng từ trong vết nứt không gian chui ra ngoài, viên kình thiên cười miệng đều nhếch đến tai. Ai nói trên trời sẽ không rơi bánh rơi xuống, đây không phải đang điên cuồng rơi à, bia này là cái gì? Mắt thấy lấy tấm bia đá rơi xuống dưới, viên kình thiên tranh thủ thời gian tiếp nhận, xong dùng khóe mắt liếc qua liếc qua. Chỉ là vừa nhìn, mắt hắn đã không thể chuyển. Phía trên kia khắc là đan phương trúc cơ đan, dùng là văn tự thượng cổ. Nếu chỉ là văn tự thượng cổ thì cũng thôi đi, nhưng bút tích thượng cổ văn tự hắn hết sức quen thuộc. Sư huynh, viên kình thiên nhẹ giọng líu díu một câu, hốc mắt đột nhiên ẩm ướt. chương 488, qua lại, đạo hữu người đang khắc cái gì vậy? Đêm khuya, xích tường thấy trần trầm vẫn đang khắc ký hiệu loạn thất bát tao gì đó, góp tới hết sức tò mò hỏi thăm một loại chữ viết thiên đạo ngươi không hiểu trần trầm thản nhiên đáp lại xích tường nghe vậy thần tình có chút ngượng ngùng hắn tự nhận kiến thức rộng rãi bác tài đa học nhưng chữ viết người trước mặt này khắc hắn thật là một chút cũng xem không hiểu nhưng hắn có thể nhìn ra đó là một loại chữ viết có hệ thống cũng không phải tùy ý mò mẫm khắc ra vậy đạo hữu khắc như vậy phiến đá ném vào thế giới đó là có ý gì xích tường lại hỏi Trần Trầm nghe đến đây nhếch miệng cười nói, giống như ngươi, muốn làm thổ dân nơi đó vò đầu bứt tay, bộ dáng trầm tư suy nghĩ lại không có chút nào đoạt được, ta cảm thấy rất thú vị. Thì ra là thế, xích tường nhẹ gật đầu, thần tình có chút xấu hổ, lúc trước hắn cũng chỉ là nhất thời hưng khởi, không ngờ vị này lại trực tiếp chơi đùa nghiện. Thật là một quái nhân, không nghĩ nhiều nữa, hắn lại ngồi xuống bên cạnh tu luyện. Chờ hắn triệt để chìm vào trong tu luyện, Trần Trầm lại lấy ra viên linh thạch cứng nhắc. Lần này hắn khắc cũng là chữ viết, ta ở thượng giới, hiện tại rất tốt, vết nứt không gian này thông hướng thượng giới, nhưng mà không cách nào để tu sĩ thông qua, trong vòng một năm có lẽ sẽ biến mất. Các ngươi không cần quá mức để ý, còn có, ta ném xuống những vật kia, các ngươi cố gắng lợi dụng, trong đó có một phần bản đồ chi tiết của thượng giới, ngày sau nếu có người phi thăng, bằng vào bản đồ này tìm tới vị trí mình tồn tại. Một lát, Trần Trầm lưu loát viết hơn một ngàn chữ. Không có cách, hắn muốn nói chuyện, muốn bàn giao vật liệu quá nhiều, nếu như không phải tận khả năng đơn giản hóa nói, hắn có thể phải viết một vạn chữ. Bên kia xích tường chỉ coi hắn còn đang khắc chữ như gà bới, căn bản không chú ý, cũng không góp tới tự chuốc nhục nhã. Trần Trầm khắc xong kín phiến đá xong, nhẹ nhàng đưa vào trong vết nứt không gian. Lại qua nửa tháng, vết nứt không gian trở nên càng thông thấu, trần trầm thậm chí thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng viên kình thiên khiến hắn dị thường hưng phấn so với kiếp trước nhìn thấy gấu trúc đều vui vẻ hơn nhiều trừ cái đó ra vết nứt không gian còn thỉnh thoảng bắn ra cảnh tượng nơi khác ở hạ giới giống như cương vực yêu tộc giống như vô tận hài mà một ngày này trong đại điện này lại lần nữa tập kết không ít tu sĩ trong đó tuyệt đại bộ phận đều là trên một lần người quen đại trưởng lão địa sát tông cũng lại lần nữa xuất hiện thấy vết nứt không gian trở nên thông thấu, ngược lại thở dài. Rất hiển nhiên, hắn cũng cho ra kết luận tương tự với xích tường. Tuy nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn ôm chút lòng chờ mong vào vận may hỏi. Hai vị đạo hữu đối với vết nứt không gian này thấy thế nào? Xích tường dành nói, đáng tiếc là vết nứt phế, không có bất kỳ giá trị gì. Trần trầm ở một bên gật đầu nói, xác thực như thế, đại trưởng lão nghe vậy ánh mắt triệt để mở đi, thì ra tưởng rằng xuất hiện vết nứt không gian trong tông môn là thiên đại hảo sự không ngờ cuối cùng là một chàng không vui nghĩ tới đây hắn theo bản năng muốn giải tán mọi người nhưng mà đúng lúc này cảnh tượng trong vết nứt không gian bắn ra đột nhiên biến đổi biến thành hạ giới hỏa diễm sơn mạch cảnh tượng đó giống như ở trên trời cao mấy vạn mét quan sát hạ giới lúc này trần trầm mới phát hiện hỏa diễm sơn mạch không ngờ lại hiện ra một hình dạng chim phượng những người khác tự nhiên cũng phát hiện kỳ cảnh này, từng cái bu lại, nghị luận ầm ĩ, cái này tựa như là hoàn cảnh đặc thù do chân linh vẫn lạc tạo thành. Thế giới kia thật tồn tại chân linh, ta đã nói rồi, đại thế giới sao có khả năng không có đỉnh cấp này tồn tại. Nghe đến mấy câu này, xích tường có chút không cao hứng. Chân linh vẫn lạc tạo thành hoàn cảnh đặc thù mà thôi, có tiểu thế giới còn có thi thể chân linh đây, như vậy có thể nói rõ cái gì? chỉ có thể nói rõ thế giới này đã từng huy hoàng qua đồng thời không thể nói rằng nó hiện tại vẫn như cũ khắp nơi là bảo trần trầm theo gật đầu xem như công nhận quan điểm của hắn hai bên rất nhanh lại bắt đầu tranh luận chỉ có một tu sĩ tà thần điện trao mày biểu lộ ngưng trọng hình như tại nhớ lại cái gì một lát tu sĩ tà thần điện kia đi tới trước mặt đại trưởng lão nhỏ giọng nói trưởng lão không biết ngươi có biết tà thần điện ta có một đoạn bí mật hay không Bí mật bí mật gì đại trưởng lão kinh ngạc hỏi hắn không biết rõ lúc này người này nhắc đến cái này làm gì hơn một vạn năm trước tà thần điện chúng ta phát hiện một thế giới cực lớn tài nguyên trong đó dị thường phong phú trừ cái đó ra còn có lượng lớn sinh linh rất thích hợp tà thần điện chúng ta tu luyện công pháp ngay sau đó tà thần điện chúng ta bài xuất mấy đám tu sĩ đi giới kia thăm dò cuối cùng đều không ngoại lệ tất cả đều vẫn lạc trong thế giới kia bất đắc dĩ lúc ấy điện chủ lão nhân ra người đích thân mở ra không gian thông đạo tiến vào trong thế giới sau đó thì sao đại trưởng lão càng hiếu kỳ cuối cùng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa vết nứt không gian bị đánh biến mất mất đi liên hệ với thế giới kia lúc ấy điện chủ cũng biến mất không còn tâm tích sinh mệnh ngọc giản cất giữ trong tà thần điện trực tiếp nghiền nát điện chủ vẫn lạc đại trưởng lão chấn động vô cùng điện chủ tà thần điện cái đó là cường giả bực nào chỉ cần không phải tiên nhân hàng thế, cơ bản không thể chết, dạng tồn tại như vậy lại vẫn lạc trong một dị thế giới, điều này thực làm cho người ta thổn thức. Nhưng vậy lại có quan hệ gì với vết nứt không gian hiện tại? Tu sĩ Tà Thần Điện kia nhìn ra đại trưởng lão nghi hoặc, giải thích nói: "Căn cứ trong ghi chép của Tà Thần Điện chúng ta, trong thế giới này có mấy cái chân linh tồn tại, trong đó có một chân linh chu tước." Chân linh chu tước, đại trưởng lão hít sâu một hơi, hắn xem như hiểu rõ ý tứ của tu sĩ tà thần điện này. Chân linh chu tước cực kỳ hiếm có, nơi nào có nhiều tiểu thế giới có thể có được như vậy? Chẳng lẽ thế giới này chính là thế giới lúc trước đánh rơi, nơi mà năm đó điện chủ tà thần điện vẫn lạc? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn trở nên kích động. Vậy phải làm sao để xác định chuyện này đây? Việc này ta biết hồi báo tà thần điện. Trong vòng vài ngày, tà thần điện chúng ta liền sẽ đánh ra một nhóm người tới cha xong thật giả nếu thật là thế giới lúc trước kia, cái khác tạm thời không đề cập tới, điện chủ đại nhân khẳng định sẽ hạnh phúc nghênh đón thi cốt sư phù hắn trở về. Tu sĩ tà thần điện kia cười nói, chỉ mong là vậy, nếu thật là tình huống này, cũng không uổng công địa sát tông chúng ta phát hiện thế giới này. Đại trưởng lão nắm chặt lại nắm đấm nói, tốt, tại hạ cáo từ, mấy ngày nay, còn thỉnh cầu đại trưởng lão trước trông coi tốt vết nứt không gian. Đó là tự nhiên, người cứ yên tâm đạt được đại trưởng lão hứa hẹn xong, tu sĩ tà thần điện kia quay người rời khỏi đại điện, cũng không lâu lắm dạ biến mất ở chân trời. Giữa bọn hắn nói chuyện cũng không tận lực bí mật, một nhóm tu sĩ tranh luận đến tranh luận đi không để ý, nhưng chỗ không xa trần trầm lại tất cả đều nghe vào. Mà giờ khắc này, tim của hắn đã nhảy lên cổ họng, hạ giới và tà thần điện từng có giao phong, lúc hắn phát hiện tà đế là người của tà thần điện đã đoán được không ngờ hôm nay lại bị tu sĩ tà thần điện đã nhìn ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Phải biết giờ đây hạ giới không có chân linh trưởng thành nào, một khi bị cao thủ đỉnh tiêm của tà thần điện mở ra thông đạo không gian, hạ giới cơ hồ không có chút sức chống cực nào. Như vậy tương lai, hắn không thể không lo lắng. mươi 489, cửu địch gặp lại. Lại qua mấy ngày, một nhóm tu sĩ tà thần điện phủ xuống địa sát tông những tu sĩ này không phải cao thủ nhìn vết nứt không gian mà là một chút tu sĩ dần già đi có thậm chí đã hơn một vạn tuổi nếu tu vi còn không thể đột phá vậy sắp thọ hết chết ra nhóm lão tu sĩ này nhìn vết nứt không gian híp mắt rơi vào trầm tư trải qua hai ngày thảo luận xong bọn hắn đã có kết luận thế giới sau vết nứt không gian này chính là đại thế giới lúc trước điện chủ vẫn lạc địa sát tông đại trưởng lão nghe đến đây đại hỷ tranh thủ thời gian bẩm báo tông chủ lại từ tông chủ mang theo đám kia tà thần điện lão tu sĩ trở lại tà thần điện đi gặp mặt tà thần điện chủ đương đại địa sát tông trong một mảnh vui mừng lập xuống công lao bực này toàn bộ tông môn không thể nghi ngờ sẽ đạt được phần thường khổng lồ tông chủ không phải một người hẹp hòi bọn hắn khẳng định đều có thể kiếm một chén canh trần trầm thì về tới đỉnh núi khách khanh ngoài địa sát tông giờ đây vết nứt không gian đã bị chặt chẽ trông giữ hắn thân là khách khanh đã không có tư cách tới gần vết nứt không gian kia. Mấu chốt là vết nứt không gian được tà thần điện coi trọng, lấy thực lực bây giờ của hắn, cho dù là nghịch thiên cũng không thay đổi được quyết sách của tà thần điện. Tà thần điện bước vào hạ giới, cơ hồ đã thành kết cục đã định. Trần trầm cũng không gấp, bởi vì hắn biết hiện tại gấp cũng vô ích, hắn có thể làm chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Chấm 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 chấm. Khi một nhóm lão tu sĩ Tà Thần Điện trở về Tà Thần Điện không được mấy ngày, tất cả trận pháp của Địa Sát Tông đột nhiên mở ra, đại khái duy trì liên tục nửa ngày thời gian, những trận pháp này mới lại lần nữa đóng lại. Ngay sau đó, lượng lớn tu sĩ Địa Sát Tông thân ở các nơi quay trở về trong tông môn. Trần Trầm suy nghĩ một chút đi ra ngoài, tùy tiện ngăn cản một tu sĩ Địa Sát Tông, ngữ khí hiền lành hỏi: "Vị đạo hữu này, xảy ra chuyện gì? Vì sao nhiều đệ tử trở về như vậy?" đệ tử địa sát tông kia thấy trần mặc y phục khách khanh cũng không nghĩ quá nhiều trực tiếp nói đạo hữu ngươi không biết sao tà thần điện đang chiêu mộ tất cả đệ tử luyện hư đệ tử luyện hư xảy ra chuyện gì trần trầm hơi kinh ngạc lúc này hắn mới chú ý tới tu vi tu sĩ địa sát tông mấy ngày nay trở về cũng không phải rất mạnh trước đâu mấy ngày tà thần điện chủ đích thân phủ xuống địa sát tông chúng ta đồng thời đi xem vết nứt không gian kia chờ trở về Tà Thần Điện, điện chủ đại nhân và mấy trưởng lão liên thủ định vị chỗ thế giới kia, đồng thời mở ra không gian thông đạo. Nhưng mà, thế giới kia trải qua trận chiến vạn năm trước đã nhận lấy tổn thương rất nặng, tuy diện tích không thay đổi, nhưng thiên đạo quy tắc cũng xảy ra biến hóa, tu sĩ tu vi vượt qua luyện hư căn bản không tiến vào được thế giới kia. Cho nên Tà Thần Điện xuống chiêu mộ lệnh, chiêu mộ ngàn tu sĩ luyện hư tiến vào thế giới kia, tìm kiếm di hài điện chủ đời trước. Trần Trầm nghe vậy đầu tiên là vui vẻ, sau lại lo lắng. Ngàn tu sĩ luyện hư, nếu hạ giới không tính toán hải yêu ở vô tận hải, xem chừng có thể góp mười mấy hai mươi luyện hư cũng không tệ rồi, trong đó đại bộ phận cũng đều là luyện hư sơ kỳ, cái này còn ngăn cản thế nào? Vậy lúc nào tà thần điện xuất trinh, Trần Trầm trở lại yên tĩnh xuống nỗi lòng hỏi, một tháng sau, quy tắc thế giới kia đã bị tà thần điện hoàn toàn nắm giữ. Chỉ nhưng mà thế giới kia quá lớn, nếu muốn tìm một di hải tu sĩ nói nghe thì dễ cho nên tà thần điện muốn tìm một tu sĩ từ thế giới kia phi thăng cùng nhau tiến vào thế giới kia làm dẫn đường thì ra là thế trần trầm khẽ vuốt cằm đệ tử địa sát tông thấy tu vi của trần trầm dường như cũng không cao cười nói đạo hiếu dường như cũng là cảnh giới luyện hư có thể bằng vào tu vi luyện hư trở thành khách khanh địa sát tông chúng ta vậy khẳng định là có bản lĩnh thật sự sao không cùng nhau gia nhập đại quân trinh phạt? Tuy thế giới kia phỏng chừng không có trọng bảo gì, nhưng sinh vẫn rất nhiều, đối chúng ta luyện công có cực độ trợ giúp. Ta cũng có thể sao? Nghiêm chỉnh mà nói ta cũng không phải tu sĩ địa sát tông. Mắt trần trầm sáng lên, có chút bất đắc dĩ nói. Tất nhiên có thể, lần này tà thần điện chiêu mộ đại bộ phận đều là tu sĩ luyện hư của các tông môn phụ thuộc, nguyên bản còn kế hoạch nếu số lượng không đủ. Đi ngoại giới chiêu mộ tán tu đây nếu mình là tu sĩ luyện hư của tà thần điện, chật chật chật, luyện hư tu vi sẽ gia nhập tà thần điện, ít càng thêm ít, hễ có một, đều là nhất đẳng thiên kiêu, ai nguyện ý lãng phí thời gian đi tiểu thế giới. Trần Trầm nghe đến đây cảm kích nói, đa tạ đạo hữu cáo chi, ta trở về chuẩn bị một phen sẽ đi báo danh. Không khách khí, ta cũng chuẩn bị đi báo danh, đến thế giới kia, chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ây, đạo hữu, đây là lệnh bài truyền tin của ta, ta gọi tà linh. Ta gọi trương kỵ, lệnh bài này ta nhận, biết được tin tức như vậy xong, trần trầm quay trở về chỗ ở. Giờ đây, tình huống như vậy so với trong tưởng tượng của hắn tốt hơn nhiều. Tu sĩ huyện hư trở lên không cách nào tiến vào hạ giới, hắc hắc, đừng nhìn lão thiên gia hạ giới kia không nói đạo lý, nhưng lúc này còn rất hữu dụng. Trừ cái đó ra, hắn vẫn phải vui mừng vì mình làm ra phân thân tu vi luyện hư dưới cơ duyên xảo hợp không ngờ lại cũng có thể trà trộn vào trong đội ngũ trinh phạt, nếu mình thao tác tốt, nói không chừng có thể giảm mạnh tổn thất của hạ giới. Tại chỗ thu thập mọi chuyện thỏa đáng xong, Trần trầm tìm được vị trí báo danh trong địa sát tông, báo danh tham gia trinh phạt hạ giới. Địa sát tông đối với hắn cũng không xét duyệt gì, dễ như trở bàn tay cho hắn thông qua. Một tháng sau, 7-80 tu sĩ luyện hư của địa sát tông tập kết ở ngoài sơn môn địa sát tông. Lúc này, ở đây đã ngừng một chiếc phi chu của tà thần điện đám người đến đông đủ xong mọi người cùng nhau trèo lên phi chu bay về tà thần điện đại khái phi hành một ngày một đêm đã đạt tới trong một phân điện của tà thần điện mà thông đạo không gian thông hướng hạ giới ở trong phân điện này trên quảng trường phân điện thỉnh thoảng có phi chu rơi xuống tu sĩ càng tụ càng nhiều tất cả đều là tu sĩ luyện hư đến từ các nơi nam vực trương đạo hữu tà thần điện chính là không giống cho dù là Phân Điện cũng khí phái hơn Địa Sát Tông chúng ta nhiều. Tà Linh thật sớm đã tìm đến Trần Trầm, giờ đây nhìn thấy tác phong của Tà Thần Điện xong, phi thường hâm mộ nói. Trần Trầm phối hợp lộ ra vẻ hâm mộ, nói khẽ: Ai nói không phải chứ? Không biết tương lai chúng ta có hy vọng gia nhập Tà Thần Điện không? Ha ha, nếu chúng ta đi tiểu thế giới có thể có thu hoạch, tương lai chưa chắc không thể. Hai người cười nói, chỗ cao nhất quảng trường xuất hiện biến hóa. Một nhóm tu sĩ mang y phục Tà Thần Điện đi tới. Yên tĩnh, một lão giả trong đó quát nhẹ một tiếng, vang vọng toàn bộ quảng trường. Quảng trường trong chớp mắt trở nên lặng ngắt như tờ, lão giả kia thần sắc lạnh lùng, chỉ một tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh nói: "Vị này là đệ tử thân truyền u minh của điện chủ, cũng thủ lĩnh lần này của các ngươi, đến thế giới kia, các ngươi đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu có người làm trái, giết không tha." Hắn vừa dứt lời, đệ tử tên là u minh kia quét mắt nhìn hơn nghìn người một chút thần tình bễ nghế. sau đó lão giả kia vừa chỉ một một tu sĩ tóc trắng khúm núm đang cúi đầu khom lưng phía sau u minh nói vị này là tu sĩ thế giới phi thăng lên đến tên là bạch đông thăng là dẫn đường lần này đồng thời cũng là phó thủ lĩnh lần này đến hạ giới các ngươi nếu có cái gì nghi hoặc có thể hỏi hắn gặp qua các vị đạo hữu bạch đông thăng thi lễ đối với mọi người một cái sắc mặt trở nên hơi uy nghiêm một chút. Phía dưới trần trầm thấy vậy cúi đầu, âm thầm cắn chặt hàm răng. Bạch Đông Thăng không ngờ lại ở nơi này gặp đến lão tặc này. Lúc đó ở hạ giới, thù người này truy sát mình còn chưa báo đây, bây giờ lại làm dẫn đường cho tà thần điện. Xem ra lần này, phải báo thù mới hận cũ cùng một lúc rồi. chương 490, trở về hạ giới. Các vị yên tâm, tuy thế giới kia cường giả không ít, nhưng chỉ cần không hành động một mình chắc chắn sẽ không có nguy cơ. Bạch Đông Thăng ở phía trên bàn luận trên trời dưới biển, nói đã mặt đỏ lừ lừ. Sau khi phi thăng, hắn ở thượng giới lẫn vào thực là tầm thường, mấy món bảo vật đưa đến thượng giới cũng không có tác dụng lớn gì, cho nên đến nay hắn vẫn chỉ có tu vi luyện hư đỉnh phong. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến bây giờ lại gặp phải chuyện tốt bực này. Nếu lần này làm tốt, Tà thần điện trưởng lão đáp ứng để hắn gia nhập Tà thần điện từ đó trở thành tu sĩ tà thần điện. Chuyện này với hắn tới nói quả thực là một bước lên trời, chỉ cần tưởng tượng, hắn đã hưng phấn không thôi. Ai có thể nghĩ đến hạ giới mình tồn tại trước đây lại có lịch sử bực này? Đây thật là tiện nghi hắn, nhưng mà, ấn tượng của hắn đối với hạ giới còn dừng lại lúc trước khi hắn phi thăng. Căn bản không biết rõ say này hạ giới xảy ra đại sự thế nào, càng không biết lúc trước tiểu tử phá ách ấn làn trước hắn truy sát kia cũng phi thăng hơn nữa lan lộn vào trong đại quân trinh phạt lần này. Không ngờ là U Minh dẫn đội, không ngờ hắn cũng nguyện ý đi hạ giới. Tà Linh đứng bên cạnh trần trầm từ xa mà nhìn đến U Minh trên cao, trong mắt tràn đầy sùng bái, về phần bạch đông thăng gì gió, hắn từ đầu đến cuối đều không để vào mắt. Trần trầm thấy vậy hiếu kỳ nói, U Minh này là ai? Có chỗ đặc biết gì sao? Hắn mà người cũng không biết, hắn là đệ tử thân truyền của điện chủ đại nhân là người có tư chất tiên thiên đạo thể trong cả giới đều cực kỳ có tiếng thậm chí có người xưng hắn là luyện hư mạnh nhất tiên thiên đạo thể nghe được từ này trong lòng trần trầm hơi động một chút đây chính là thể chất ngang bằng với con hải tử hoặc là nữ nhi của hắn đó xác thực khó lường chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là tu vi luyện hư đỉnh phong nhưng hắn từng chém giết tu sĩ hợp thể càng mấu chốt là năm nay hắn mới trăm tuổi mà thôi có không ít tu sĩ tả thần điện cho rằng tương lai hắn có hy vọng cạnh tranh vị trí điện chủ. Tà linh tiếp tục giới thiệu, nghe được chém giết hợp thể, trần trầm là thật kinh trụ. lấy tu vi luyện hư chém giết hợp thể, cái này không khỏi cũng quá khoa trương rồi. ở giữa chính là một đại cảnh giới phân thần kỳ. lúc trước khi hắn luyện hư đều tuyệt không thể nào làm được. hình như nhìn ra trần trầm khiếp sợ, tà linh cực kỳ sùng kính nói, đạo hữu người có chỗ không biết tuy U Minh có tu vi luyện hư đỉnh phong, nhưng đã nắm giữ hai lực lượng pháp tắc, trên toàn bộ một giới này hắn đều tính là cấp độ yêu nghiệt. Đừng nhìn tu sĩ luyện hư chúng ta trên quảng trường nhiều, nhưng thật đánh nhau, chưa chắc là đối thủ của một mình hắn, nếu không chạy trốn, ta cảm thấy hắn giết hết tất cả chúng ta cũng không dùng đến thời gian một ngày. Trần trầm nghe đến đây yên lặng lại, trong lòng xếp U Minh này vào hàng ngũ kình địch. Khống chế hai loại pháp tắc, thực lực này đã hoàn toàn không thể dùng tu vi đến tính toán. Dù gì thì hắn chỉ bằng mượn mộc chi pháp tắc đã cơ hồ có thể ngang dọc hợp thể cảnh trở xuống. Nhưng mà phân thân thực lực này của hắn cũng không kém, nếu thật đánh nhau với U Minh thì hắn cũng chưa chắc sẽ thua. Nhớ kỹ nhiệm vụ thiết yếu của các ngươi là tìm kiếm di hài của nhâm điện chủ. Lần này nếu tìm không thấy di hài của nhâm điện chủ, mọi chiến lợi phẩm của tất cả các ngươi đều về tà thần điện. Hiểu chưa? Cuối cùng, tà thần điện trưởng lão kia lại cường điệu một câu. Phía dưới một đám tu sĩ luyện hư nghe vậy một mảnh xôn xao, nhưng mà cũng không lâu lắm đã tiếp nhận hiện thực. Xuất phát, thấy không có người có ý kiến, trưởng lão tà thần điện quát to một tiếng, tránh ra thân hình, lộ ra một thông đạo không gian sau lưng của hắn kích thước bằng một người. U Minh làm thủ lĩnh, người thứ nhất đi vào, ngay sau đó là Bạch Đông Thăng, sau khi tu sĩ trên quảng trường một tiếp theo một bay vào trong thông đạo không gian ước trừng bay trọn vẹn nửa canh giờ, rốt cục đến phiên Trần Trầm, nhưng mà hắn lại dừng lại. "Trương đạo hữu, người thế nào?" Tà Linh ở một bên thấy Trần Trầm mơ hồ có chút run rẩy thuận miệng hỏi một câu. "Không có gì, chỉ là quá kích động, trước đây ta là một tán tu, đây là lần đầu tiên tham gia hành động đại quy mô như vậy." Trần Trầm giải thích một câu, hắn là xúc động không giả, nhưng là một loại xúc động gần hương tình đoạn thời gian trước hắn vừa từ chỗ cự giải đại hải yêu được đến tin tức hạ giới ai có thể nghĩ đến vừa đi qua không bao lâu không ngờ hắn lại có thể trực tiếp trở về hạ giới mặc dù chỉ là một phân thân nhưng có thể trở về hạ giới nhìn tình huống hạ giới một chút đi gặp người quen hạ giới một lần hắn đã cực kỳ thỏa mãn huống chi lần này hắn còn có cơ hội đưa người đến thượng giới nghĩ tới đây hắn ánh mắt trở nên cực kỳ kiên định ta nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp bọn người tích xương đến thượng giới. Hạ giới, thật sự là quá không an tâm, quyết định xong, trần trầm không do dự nữa, trực tiếp bay lên bầu trời, hướng về cái kia không gian thông đạo bay đi, tà linh thì theo thật sát song hắn. Xuyên qua không gian thông đạo, cảm giác choáng váng đầu hoa mắt lại lần nữa xuất hiện, cũng không lâu lắm, bên tai truyền đến một âm thanh gió và sóng biển xen lẫn tại vào nhau. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt, một biển lớn vô tận đã xuất hiện trước mặt hắn đây là vô tận hải trần trầm nhìn một chút cảnh vật chung quanh thầm nghĩ trong lòng hạ giới cương vực của hai tộc nhân yêu mặc dù lớn nhưng còn kém rất rất xa diện tích của vô tận hải thông đạo hông gian thông hướng trên không vô tận hải cũng không ngoài ý muôn đại nhân nơi này là một chỗ hải vực của hạ giới tên là vô tận hải vô cùng to lớn nhưng mà ở dưới biển nơi này cũng ẩn dấu lượng lớn chân bảo nếu ngươi có hứng thú ta đi xuống giúp ngài tìm một chút. Bên kia Bạch Đông Thăng chỉ vào mặt biển phía dưới hết sức ân cần giới thiệu cho U Minh. U Minh mang theo lụa đen che mặt, nhìn không ra biểu tình gì, lờ mờ hỏi. Lục địa nơi này ở đâu? Bạch Đông Thăng nghe đến đây thần tình trở nên có chút xấu hổ. Mặc dù hắn biết nơi này là vô tận hải, nhưng có trời mới biết nơi này là nơi nào trong vô tận hải. Đại nhân, người có chỗ không biết, biển này quả thực khổng lồ, trùng điệp không chỉ nghìn vạn dặm chiếm tuyệt đại đa số diện tích một giới này, chỉ nhìn mặt biển này, thuộc hạ cũng rất khó khẳng định lục địa ở phương hướng nào. U Minh liếc mắt nhìn Bạch Đông Thăng, ra lệnh đối với hơn ngàn tu sĩ đã tụ tập. Theo ta phi hành hướng đông, đợi sau khi tìm được lục địa lại nghĩ biện pháp tìm tới di hài của đại điện chủ. Hắn vừa dứt lời, trong mặt biển phía dưới bỗng nhiên xông lên một hải thú to lớn, đánh về phía hắn. U Minh nhìn cũng không nhìn hải thú kia một chút, chỉ hư nhẹ một tiếng hải thú kia đã trực tiếp sụp đổ, hóa thành huyết vụ. Nhưng không đợi hải thú hóa thành mưa máu rơi vào trong nước, lại là hai hải thú vọt ra khỏi mặt nước. Lần này không chờ hắn xuất thủ, Bạch Đông thăng dẫn đầu lấy ra một pháp bảo hình kiếm, dưới một kiếm, chém hai hải thú kia thành hai nửa. Một giới này thật nhiều sinh linh, ta còn chưa thấy qua biển lớn như vậy bao giờ. Không ít tù sĩ nhìn hai thi thể hải thú nghị luận ẩm ý. Trong mắt mọi người càng tràn đầy khát máu, nóng lòng lập tức đại khai sát giới một trận. chương 491, một đường đổ sát, trần trầm sen lẫn trong đội ngũ, yên lặng nhìn tất cả những thứ này. Giờ đây cảm giác ở hạ giới hoàn toàn khác biệt so với hạ giới trước đây, hắn cảm nhận được rõ ràng một loại áp chế cực mạnh. Tuy hắn bằng vào nhục thân có thể đánh ra công kích vượt qua luyện hư, nhưng nếu thật đánh ra loại công kích kia, hắn sợ rằng sẽ lập tức phi thăng. Nhưng mà lực lượng pháp tác của hắn ngược lại vượt quá bất ngờ dùng tốt, chỉ là hơi cảm ứng một thoáng, đã đạt được lượng lớn thực vật trong biển đáp lại. Đi thôi, U Minh lờ mờ nói một câu, bắt đầu phi hành theo hướng đông, hơn ngàn tu sĩ theo sát phía sau, trùng điệp che khuất bầu trời. Vô tận hải phía dưới Huế Hải Yêu có chút linh trí tất cả đều tiềm nhập thâm hải, mà những hải thú không có linh trí kia chỉ cần lộ ra mặt nước sẽ lập tức bị tu sĩ phía trên tiện tay đánh giết. chấm 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 chấm, một đám người ước chừng phi hành thời gian một ngày mới nhìn thấy hòn đảo thứ nhất. Nhưng mà một đám luyện hư tu sĩ chẳng những không chán nản, ngược lại càng hưng phấn, thế giới lớn như vậy, đây chính là rất ít gặp, mà thế giới càng lớn thì đại biểu tài nguyên càng nhiều, sinh linh cũng càng nhiều. Trương Đạo Hữu người có pháp bảo hoặc là công pháp gì muốn luyện sao? Thừa dịp phi hành thời gian, tà linh một mặt hưng phấn nhìn về phía Trần Trầm. Trần Trầm khẽ lắc đầu, thần tình không buồn không vui. Tà linh nghe đến đây có chút tiếc hận, nói vậy thì thật là đáng tiếc ta ngược lại thật ra có một món pháp bảo yêu cầu luyện chế yêu cầu thu nạp trăm vạn sinh hồn nếu đạo hữu nguyện ý giúp ta một chút năng lực ta nguyện ý trả một chút thù lao có thể trần trầm nhếch miệng cười nói cười đến người vật vô hại ngoại trừ trần trầm và tà linh ra các tu sĩ luyện hư khác cũng đang tiến hành một chút ước định nếu muốn tìm di hài của điện chủ vậy thì sớm muộn cũng phải chia ra hành động một giới này tuy mạnh nhất chỉ là luyện hư, nhưng không có người nào biết đến cùng có nhiều hay ít luyện hư. Loại tình huống này vẫn là tổ đội một chỗ hành động mới tốt. Trần Trầm thả thần thức ra, nghe được đều là lời nói như vậy. Người này muốn đổ sát trăm vạn nhân khẩu, người kia muốn tiêu diệt trên trăm nguyên thần, thô sơ giản lược phỏng chừng một thoáng. Cái này hơn ngàn luyện hư nóng lòng đến tàn sát vài ức sinh linh. Đám người này cũng thật là không coi mệnh làm mệnh. Ha ha, trong lòng trần trầm cười lạnh trong mắt lóe lên một tia sát cơ tiếp tục phi hành ba ngày một đám người rốt cục nhìn thấy đại lục danh giới đại lục này đều là rừng rậm trần trầm nhớ lại một phen xác nhận của mình chưa từng tới nơi này phóng thần thức tới xa nhất một chút ngoại tộc xuất hiện trong thần thức của hắn ở hạ giới ngoại trừ cương vực của hai tộc nhân yêu còn có nơi vắng vẻ tương tự với đại chu đại tấn những nơi vắng vẻ này bị ngoại tộc chiếm cứ rất rõ ràng, hiện tại bọn hắn nhìn thấy địa giới liền thuộc về ngoại tộc. Nơi này là nơi nào? Phía trước nhất của đội ngũ, U Minh nhìn về phía Bạch Đông Thăng. Bạch Đông Thăng liếc mắt nhìn, có chút khinh thường nói. Nơi đây là nơi nhỏ của một giới này, không có chân quý vật liệu gì, tu sĩ chính thống của giới này sẽ không nguyện ý tới nơi này. Thi hài của điện chủ đại nhân có khả năng có thể xuất hiện ở đây sao? Cái này, khó mà nói, Bạch Đông Thăng lắc đầu, vậy tìm một lần đi. U Minh nhìn về phía phương xa từ từ nói. Bạch Đông Thăng nghe vậy tranh thủ thời gian hạ lệnh đối với một đám tu sĩ. Các vị phân tán tìm kiếm ba ngày, ba ngày sau báo cáo tình huống, về phần lần sau khi nào tập kết, đến lúc đó sẽ thông qua lệnh bài truyền tin thông báo. Hắn vừa dứt lời, hơn ngàn luyện hư gieo hò một tiếng ngay lập tức giải tán. Trần Trâm ở hậu phương liếc mắt nhìn, hơn ngàn luyện hư đại khái chia thành hơn 300 tổ. Trừ cái đó ra, đại khái còn có hơn 20 luyện hư theo bên cạnh U Minh, cũng không có ý tứ muốn đi. Trương Đạo Hữu chúng ta đi thôi. Bên cạnh truyền đến tiếng thúc giục của tà linh, trần trầm lên tiếng đi theo phía sau tà linh. Một khắc đồng hồ sau, trần trầm à tà linh liền thấy một bộ tộc, nhưng mà bộ lạc này đã bị tàn sát không còn, khắp nơi đều là thi thể khô héo. Trong không khí không có một chút mùi máu tanh, chỉ có một tia sát khí lờ mờ chỉ mới ngần ấy thời gian mà thôi, những tà tù thượng giới kia đã làm tốt mọi việc, hướng về phía dưới một nơi xuất phát. Cái này, hiệu suất, quả thực có chút kinh người, liếc mắt nhìn những thi thể chết không nhắm mắt kia, trong lòng trần trầm khẽ thở dài, ngoảnh lại nói với tà linh, bọn hắn động thủ quá nhanh, chúng ta trực tiếp hướng xa xa bay đi. Ừm, bọn gia hỏa này, thật không làm nhân sự, xuất thủ nhanh như vậy, tà linh oán trách một câu, tiếp tục bay hướng phía trước. Lần này hai người liên tiếp bay hơn vạn dặm, mà trong vòng vạn dặm gặp đều là phế tích, sinh linh tươi mới rất hiếm thấy, sắc mặt Tà Linh càng ngày càng đen, thẳng đến ngoài vạn dặm, lúc này mới gặp được một thành trì có sinh linh. Ha ha, Trương Đạo Hữu, tu sĩ trong thành trì này mạnh nhất chỉ là Nguyên Anh, không khác gì Sâu Kiến, tại hạ xuất thủ là được. Tà Linh liếc mắt nhìn thành trì kia, cười ha ha một tiếng, sau đó tế ra một trường đao hắc sắc trường đao hắc sắc đón gió tăng vọt, trong khoảnh khắc biến thành kích thước thành trì. Hạ xuống, tà linh đối với trường đao hắc sắc khẽ quát một tiếng, thanh trường đao kia thẳng tắp rơi xuống. Âm âm, một tiếng vang rền, thành trì kia trong khoảnh khắc sụp đổ, sinh linh ngoại tộc trong đó căn bản không có bất kỳ phản ứng nào đã toàn bộ biến thành cho bụi. Từng hư ảnh linh hồn mắt trần có thể thấy không bị khống chế bay lên phía trước, rất nhanh đều bị trường đao hắc sắc hấp thu chỗ lưỡi đao của trường đao hắc sắc sáng lên một tia hồng mang, uy lực hình như cường đại một phần. Tà Linh nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy cảm giác thoải mái dễ chịu. Ở chân linh giới thật sự là quá bị đè nén, vẫn là tại tiểu thế giới dễ chịu, trương đạo hữu, vừa rồi pháp bảo của ta hấp thu hơn 8.000 sinh hồn. Nếu ở chân linh giới, căn bản không dám tưởng tượng. Vậy ta chúc mừng đạo hữu, trần trầm ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắc hắc, vậy mới chỗ nào đến đâu trương đạo hữu chúng ta tiếp tục tà linh không chú ý tới thần tình của trần trầm cười hắc hắc hai tiếng xong tiếp tục bay lên phía trước cứ như vậy hai người một đường bay về hướng đông ven đường những nơi đi qua hễ gặp được sinh linh đều bị trường đao hắc sắc kia chém giết chỉ mới nửa ngày thời gian tà linh đã diệt sát mấy vạn sinh linh trần trầm cũng không động một tay tà linh giết đến hưng khởi đang chuẩn bị tiếp tục phi hành lên phía trước xa xa đột nhiên bạo phát ra một hồi chấn động cực kỳ mãnh liệt làm cho sắc mặt hắn hơi đổi một chút trương đạo hữu dường như bên kia có cường giả luyện hư đang chiến đấu trần trầm nhìn phương hướng kia một chút lạnh nhạt nói là người của chúng ta đánh nhau tà linh nghe vậy nhướng mày song kinh ngạc nhìn trần trầm một chút xảy ra chiến đấu cách nơi đây cực xa thần thức của hắn không chỉ điều tra không đến tình huống bên kia thậm chí còn kém một khoảng cách tương đối xa không ngờ trương đạo hữu này dễ như trở bàn tay đã biết tình huống bên kia xem ra trương đạo hữu này so với tưởng tượng của hắn cường hoành hơn nhiều trương đạo hữu người có thể cảm ứng được hai phe đội ngũ tranh đấu là thuộc tông môn nào sao tà linh hỏi không biết đều là tông môn chưa thấy qua đoán chừng là tán tu tạm thời gia nhập đại quân trinh phạt ha ha bọn gia hỏa này đều là đạo quân ô hợp mới đi đến thế giới này bao lâu không ngờ lại trước nội đấu trần trầm khinh miệt nói vì sao bọn hắn đánh nhau người cứ nói đi trần trầm giống như có thầm ý cười nói có thể làm cho người cùng đi tới thế giới này xung đột ngoại trừ tranh đoạt bảo vật còn có thể có nguyên nhân gì hơn ngàn luyện hư thoạt nhìn trùng trùng điệp điệp nhưng ở trong phân thành mấy chục trên trăm thế lực căn bản không thể nói là đoàn kết tu sĩ cùng một tông mô đều chưa hẳn đồng lòng nếu không phải vậy thì tà linh này cũng không đến mức tìm mình tổ đội tà linh bừng tỉnh hiểu ra trong mắt lóe lên một tia tham lam, lời nói đến bên miệng lại không nói miệng. Trần trầm tà ác cười nói, nếu không, chúng ta đi xem một chút, chương 492, Bạch Hổ Tinh Phách Thạch. Lời nói của Trần Trầm quả thực nói đến trong lòng Tà Linh. Nhưng mà Tà Linh lại không vội vã đáp ứng. Cuối cùng cho đồng đội của mình lưu lại một ấn tượng quá tham lam. Vậy cũng không tốt, đến lúc đó rất dễ dàng lục đục nội bộ. Trương Đạo Hữu như vậy có thể không tốt hay không? chút tiểu tâm tư đó làm sao có khả năng giấu giếm được trần trầm, trong lòng trần trầm xì một khinh miệt tiếng, cười nói. Bảo vật người có đức chiếm được, một giới này bảo vật tuy nhiều, nhưng hơn ngàn luyện hư, quả thực có chút không đủ phân. Khụ khụ, đạo hiếu nói thật giống như có chút đạo lý, đã như vậy, chúng ta đi qua khuyên các đạo hiếu bên kia một chút đi. Tà Linh gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Dứt lời hắn cũng cảm thấy của mình diễn dường như có chút quá phận, lúc này cùng trần trầm một chỗ ha ha phá lên cười. Một lát sau, hai người đã đến gần nơi tranh đấu, nơi đây là một chỗ bộ tộc. Tất nhiên, giờ phút này đã thành phế tích. Bên, ở trên không phế tích, năm luyện hư đang kịch đấu. Một bên có ba người, một phương hai người. Nhưng bên phía hai người kia trong có một người đạt tới luyện hư đỉnh phong. Độc chiến hai người không chỉ không rơi vào thế hạ phong, ngược lại chiếm cứ nhất định thượng phong. Cảm nhận được khí thế của mấy người, Tà Linh có chút trột dạ, mặc dù hắn là luyện hư hậu kỳ, nhưng so với năm người này, cũng tiêu chuẩn trung quy trung củ, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, nguy hiểm quá lớn. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng nhìn về phía Trần Trâm. Nhưng mà Trần Trầm căn bản không thấy năm người, ánh mắt của hắn không ngừng tìm kiếm ở trong bộ lạc phía dưới, cũng không lâu lắm đã dừng lại ở chỗ một mặt đồ đằng trên tường. Tuy đồ đằng phía trên đã bị móc xuống, nhưng Trần Trầm vẫn có thể nhìn ra đó là hình dạng một con mãnh hồ đám người này tranh đoạt hẳn là đồ đằng đã bị móc xuống kia hai người các ngươi chớ có khinh người quá đáng nếu không ta hủy bạch hổ tinh phách thạch này mọi người nhất phách lưỡng tán hai bên tiếp tục chiến chỉ chốc lát bên phía ba người dần không kiên trì nổi một người trong đó lấy ra một bức điêu khắc bạch hổ kích thước bằng một người tức giận quát lời này vừa nói hai người kia quả nhiên sợ ném chuột vỡ bình lập tức dừng tay thứ này không phải là thứ các ngươi có thể cầm nếu lúc này các ngươi buông xuống thứ này, ta chỉ sẽ giết các ngươi, nếu không đừng trách ta đến lúc đó rút hồn của các ngươi ra." Cha Tấn ngàn năm, tu sĩ Luyện Hư đỉnh phong kia lạnh nhạt nói, ngụ ý giết ba người này chính là ân điển lớn nhất của hắn. Trương Đạo Hữu, không ngờ là Bạch Hổ Tinh Phách Thạch, đó là nơi chân linh vẫn lạc, dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể xuất hiện. Nó ẩn hàm tinh phách Bạch Hổ, mặc dù không có cường đại bằng tinh phách của những chân linh bị đại năng chém giết xong rút ra nhưng cũng xa không phải tinh phách của hậu duệ chân linh có thể so sánh. Tà Linh nghe được Bạch Hổ tinh phách thạch xong thoáng cái trở nên vô cùng kích động, dùng thần thức truyền âm cho Trần Trầm. Trần Trầm nhẹ gật đầu, Tà Linh thấy vậy có chút không nắm được ý tứ của Trần Trầm, nói thật, hắn thấy một phe cường thế kia có chút hung ác, nếu hắn tìm chỉ là một đồng đội bình thường, bây giờ nhìn người ta như bức như thế, vụng trộm chạy trốn là được rồi. Về phần Bạch Hổ tinh phách thạch kia Hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Bạch hổ tinh phách thạch về ta, không có vấn đề chứ? Trần Trầm ngoảnh lại nhìn về phía Tà Linh, lờ mờ hỏi. "Ách, không có vấn đề, nếu Trương đạo hữu có thể bắt hai người kia, Bạch hổ tinh phách thạch kia tự nhiên sẽ là của đạo hữu, ta theo sau uống một chút canh là được rồi." Tà Linh cũng có tự mình biết mình, lập tức bảo đảm nói. "Vậy là tốt rồi." Trần Trầm nhẹ gật đầu, lập tức không che giấu khí tức trên mình nữa một cỗ cường đại gợn sóng dần dần nâng cao tà linh bên cạnh giật mình kêu lên vốn cho rằng trương đạo hữu muốn chờ hai phe người này tranh chấp xong làm ngư ông đắc lợi ai nghĩ đến hai bên người còn chưa người nào phát động át chủ bài mà trương đạo hữu này đã bại lộ chẳng lẽ người này muốn lấy một địch năm sau đó diệt hết đối phương nghĩ tới đây hắn hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy trở mong hắn vẫn cảm thấy người này không đơn giản hôm nay có lẽ có thể kiến thức một chút thực lực chân chính của người này. Nhưng mà, đúng lúc này, khi thế trên mình trần trầm im bặt dừng lại, đứng ở luyện hư trung kỳ. Ta, cái này, tà linh thấy vậy một hơi không để lên, kém chút ngất đi. Mẹ nó, mong đợi nửa ngày, chỉ là loại trình độ này. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, nơi chân trời xa năm tu sĩ đã chú ý tới bên này, tà linh tự nhiên cũng theo bạo lộ. Lại còn có người giấu ở gần đó, chẳng lẽ hai vị đạo hữu cũng có ý nghĩ gì tu sĩ luyện hư đỉnh phong yên tĩnh nói trong giọng nói tràn ngập sát ý tà linh hoảng sợ liên tục khoát tay trần trầm lại nói các ngươi bây giờ muốn đi đã chậm ha ha luyện hư trung kỳ chẳng lẽ có khả năng gì đặc biệt nhưng ngươi cho ta sẽ không có tu sĩ luyện hư đỉnh phong nghe đến đây cười lạnh không thôi nhưng hắn còn chưa nói hết lời trần trầm đã biến mất tại chỗ nháy mắt sau một tay đã bóp ở trên cổ hắn. Huynh đài, chuyện gì cũng từ từ. Giác, hắn vừa dứt lời, trần trầm dùng sức bóp, vặn đầu hắn xuống, xong lại là một quyền, lực lượng khí huyết cường đại tràn trề, nháy mắt đánh nát nguyên thần của hắn. Cho dù tu sĩ luyện hư đỉnh phong kia có bài tẩy gì, nhưng dưới loại tình huống này cũng căn bản chưa kịp sử dụng, đã hoàn toàn chết đi. Trần trầm trở về đến hạ giới, vốn trong lòng đã kìm nén một cỗ sát ý, giờ đây diệt tu sĩ luyện hư đỉnh phong này cũng chỉ là hơi dễ chịu một chút tiện tay lấy nhẫn chữ vật của người kia trần trầm nhìn về phía những người khác nguyên bản chiến đấu giờ phút này bốn người đều kinh hãi căn bản không biết rõ ràng xảy ra chuyện gì chạy mau một người trong đó phản ứng đầu tiên tới quay người bay đi tu sĩ đạt được bạch hổ tinh phách thạch kia càng trực tiếp ném bạch hổ tinh phách thạch ra chỉ cầu cứu mạng thân hình trần trầm lóe lên thu bạch hổ tinh phách thạch vào nhẫn chữ vật, lại lấp lóe mấy lần, mấy tu sĩ luyện hư kia tất cả đều vẫn lạc ở nơi này. Mặc dù cái này là phân thân của hắn, ở hạ giới không sử dụng ra được mấy thành thực lực, nhưng diệt mấy người này vẫn dễ như trở bàn tay. Phía dưới tả linh nhìn lên vết nứt không gian như có như không trên bầu trời, thân thể hơi run lên. Trương đạo hữu này chỉ bằng nhục thân di chuyển thiếu chút nữa phá bích chướng một giới này, trực tiếp phi thăng, cái này là thực lực cỡ nào? ngẫm lại lúc trước của mình còn cùng cười tâu toét với trương đạo hữu này trong lòng của hắn không nhịn được một trận hoảng sợ đây quả thực là đang nhảy múa trên lưỡi đao thật không biết loại quái thai này làm sao có thể tiến vào một giới này đang lúc trong lòng của hắn chấn động mà không cách nào động đậy một nhẫn chữ vật rơi xuống rơi vào trong tay hắn tà linh đạo hữu đây là của ngươi ta ta cũng có tà linh run rẩy nói đương nhiên là có trần trầm cười nhạt một tiếng nhưng mà ở trong lòng cũng lại bổ sung một câu trước gửi ở chỗ của ngươi lúc rảnh rỗi ta lại cầm về tà linh thấy trần trầm không có nói đùa cũng không dám xem xét nhẫn chữ vật kia một chút đã cẩn thận từng ly từng tí bỏ nhẫn chữ vật kia vào trong ngực tốt chúng ta tiếp tục đi về hướng đông trần trầm xoay người muốn đi tà linh lại lâm vào trong trần chờ thực lực của trương đạo hữu này vô cùng cường đại căn bản không cần thiết tổ đội với hắn giờ đây lại phải mang theo hắn khiến trong lòng hắn mơ hồ có một loại dự cảm không rõ. Như thế nào, tà linh đạo hiếu, ngươi còn có chuyện gì sao? Trần Trầm quay đầu lại hỏi, tà linh nghe vậy xấu hổ cười nói. Trương đạo hiếu, ta đột nhiên nhớ tới ta dường như còn mang việc tư chưa giải quyết. Nếu không ngươi và ta trước tách ra một đoạn thời gian, chờ ba ngày sau lại tụ hợp. Trần Trầm nghe đến đây nụ cười trên mặt dần biến mất, nói khẽ. Tà linh đạo hiếu, ngươi nói cái gì? Chương 493, đại liên minh tà linh đột nhiên sợ run cả người sắc mặt đột nhiên nghiêm lại hết sức nghiêm túc nói một chút việc nhỏ mà thôi thực ra cũng không vội chúng ta hay là tìm di hài của điện chủ trước đó mới là đại sự hàng đầu trần trầm không nói gì chỉ im lặng nhìn tà linh thẳng đến tà linh đầu đầy mồ hôi mới lộ ra một nụ cười lờ mờ tà linh đạo hữu nói phải có thể có chuyện gì quan trọng hơn tìm di hài của điện chủ chúng ta vẫn nên tiếp tục tiến lên đi mọi việc đều nghe trương đạo hữu trương đạo hữu đi chỗ nào ta sẽ đi chỗ đó tà linh gật đầu như giã tỏi chờ trần trầm hướng đông bay đi lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lau mồ hôi lạnh trên trán vội vàng hấp tấp đi theo sau trần trầm cũng mặc kệ hắn vừa bay vừa trầm tư lúc trước khi ở hạ giới hắn ở linh hư khí tông đạt được hạo nhiên thánh quang quyết thức hải tà đế kia thậm chí đều thành bí cảnh tu luyện của linh hư khí tông nếu như không có gì ngoài ý muốn có lẽ di hài của điện chủ đang ở gần linh hư khí tông nhưng đây là tà thần điện muốn không liên quan gì tới hắn vấn đề của hắn là hắn có nên giải quyết tất tu sĩ cả luyện hư xuống hạ giới lần này hay không nếu diệt toàn bộ bọn hắn tà thần điện chắc chắn sẽ tiếp tục phái càng nhiều tu sĩ luyện hư mạnh hơn tới nhưng nếu không diệt bọn hắn lấy phong cách hành sự của những người này chắc chắn sẽ làm cho hạ giới gà chó không yên chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nếu không diệt những người này, không cần chờ Tà thần điện lại phái người tới, hạ giới đã xong rồi. Trong lòng Trần Trầm thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía đông, nơi đó là phương hướng cương vực của nhân tộc, Tích Xương và đám tiểu đồng bạn của mình đều ở nơi đó. Hắn muốn tính toán những luyện hư thượng giới này, vẫn phải dựa vào tu sĩ hạ giới hỗ trợ. Cùng lúc đó, U Minh mang theo hơn 20 tu sĩ luyện hư lơ lửng ở giữa hư không. Tất cả hơn 20 người này đều là tinh anh của tông môn phụ thuộc tà thần điện, tất cả đều có tu vi luyện hư đỉnh phong, cũng đảm bảo trinh phạt giới lần này. Bạch Đông Thăng, một giới này ngươi quen thuộc nhất, lấy tu vi điện chủ lúc trước chết trong giới này nhất định sẽ tạo thành một chút dị tượng, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, giới này có nơi nào cực kỳ chứ danh, có quan hệ với cường giả vẫn lạc. U Minh nhìn phương xa, lờ mờ hỏi, hắn không giống với tu sĩ khác, thân là đệ tử thân truyền của đương đại điện chủ, hắn không thiếu bất kỳ tài nguyên gì, giới này cũng không có gì hấp dẫn hắn. Yêu cầu của hắn chỉ là tìm được di hài của điện chủ đời trước. Bạch Đông Thăng nghe đến đây trầm tư một lát, nói. Một giới này, nơi tốt cơ hồ đều bị đại thế lực hai tộc nhân yêu chiếm cứ. Ta nghĩ di hài của điện chủ đại nhân đời trước 89 phần 10 cũng trên tay bọn họ. Ô, vậy ngươi trực tiếp mang chúng ta đi gặp những người thống trị của một giới này, mặc dù chúng ta nhiều người, nhưng bọn hắn vẫn là địa đầu xa, quen thuộc một giới này hơn chúng ta nhiều. U Minh Đạm Mạc nói, Bạch Đông Thăng suy nghĩ một chút chỉ hướng Đông nói, chúng ta tiếp tục hướng Đông là sẽ đến cương vực hai tộc nhân yêu, đến lúc đó lấy uy lực của đại nhân, ta nghĩ có lẽ bọn hắn rất tình nguyện phối hợp. U Minh khẽ gật đầu, dẫn đầu bay về hướng Đông. Ba ngày sau, hơn ngàn luyện hư của thượng giới báo cáo tình huống với U Minh, Kết quả đã có mấy chục người không còn tin tức. U Minh đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ, hơn ngàn tu sĩ này thuộc tất cả thế lực cũng đều là tà tu, đến hạ giới thì như là mãnh hổ ra khỏi lồng, tự giết lẫn nhau không thể bình thường hơn được, nếu không vì giới này quá lớn, tà thần điện vốn không muốn chiêu mộ nhiều tu sĩ luyện hư như vậy. Một bên khác, lúc Trần Trầm đến Đông Cương đã là sau 7 ngày. Đông Cương là địa bàn của Ngọc đỉnh Đan Tông, khoảng cách Tây Cương còn có mấy chục vạn dặm trần trầm phóng tầm mắt nhìn tới không có chút dấu hiệu bị tàn sát nào thực ra cái này cũng là chuyện đương nhiên đoạn đường này hắn đều phi hành tốc độ cao trong thời gian này không dừng lại bất kỳ một lần nào trái lại tu sĩ khác còn phải giết người tầm bảo làm sao có khả năng đến nơi này nhanh như vậy trương đạo hữu chúng ta đang đi đâu đây tà linh lo lắng đoạn đường này hắn đều thuộc về bị trần trầm kéo lấy nhưng hắn biết phi hành bao xa nếu như không xảy ra ngoài ý muốn chỉ sợ đã rời xa đại bộ phận đội ngũ mấy chục vạn dặm đi tìm thi hài của điện chủ trần trầm bình tĩnh đáp dứt lời cũng mặc kệ tà linh có đồng ý hay không kéo theo hắn tiếp tục bay về phía trước chưa tới một canh giờ đã đến phía trước sơn môn ngọc đỉnh đan tông ngọc đỉnh thành bên cạnh ngọc đỉnh đan tông vẫn như cũ tiếng người huyên náo liếc nhìn lại sợ là có hơn triệu người tà linh trực tiếp nhìn đần độn cái này cái này nếu giết hết pháp bảo của ta sắp thành hơn nữa nơi này không có một luyện hư căn bản sẽ không có bất kỳ trở ngại nào quá tốt rồi dưới tâm tình kích động tà linh trực tiếp quên đi trần trầm bên cạnh chuẩn bị trực tiếp động thủ tiếp đó không đợi hắn lấy ra chui trường đao hắc sắc này đã cảm nhận được sau lưng trở nên lạnh lẽo quay đầu nhìn lại chỉ thấy trần trầm đang một mặt đờ đẫn nhìn hắn tuy nhìn không ra biểu tình gì nhưng ánh mắt kia lại làm cho cả người hắn như rớt vào hầm băng sát ý toàn thân nháy mắt như là như băng tuyết tan giá. Tà linh đạo hiếu, người muốn làm gì? Trần trầm sâu kín hỏi, ách, ta cảm thấy nơi này cảnh sắc không tệ, cho nên nhìn nhiều một chút. Tà linh run rẩy trả lời, tuy hắn không biết trường đạo hiếu này là có ý gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trần trầm cười, một vệt cường đại thần thức bay thẳng bao phủ về phía hắn, tà linh căn bản không có bất kỳ phản ứng nào đã hôn mê bất tình nhét tà linh vào túi linh thú, trần trầm đi tới phía trước sơn môn ngọc đỉnh đan tông. Giờ đây trận pháp sơn môn đối với hắn là thùng rỗng kêu to, cho dù thần thức hắn yếu đi rất nhiều, cũng có thể vậy thỏ vào trong đó, kết quả lại là một người quen cũ cũng không phát hiện. Trần trầm lắc đầu bất đắc dĩ, tìm tới đệ tử thủ sơn môn, vị sư đệ này, ngực tông chủ đâu, đệ tử thủ sơn môn kia là nguyên anh kỳ. Dưới trần trầm hỏi thăm căn bản không sinh ra chút tâm lý kháng cự nào, trực tiếp trả lời. Ngọc Tông Chủ ở Đại Liên Minh. Đại Liên Minh, Đại Liên Minh là cái gì? Chính là liên minh của hai tộc nhân yêu, do cao tầng hai tộc nhân yêu thành lập, phụ trách quản lý cương vực hai tộc nhân yêu. Ai là minh chủ? Không có minh chủ, chỉ có mấy trưởng lão. Ngọc Tông Chủ chính là một trưởng lão, bên yêu tộc có mấy tộc trưởng thực vật yêu tộc và cử vĩ thiên hồ nhất tộc đảm đương trưởng lão. Nghe được đáp án này, Trần Trầm lộ ra nụ cười. Như vậy, hạ giới đã tốt hơn trước đây rất nhiều, mấy tộc trưởng thực vật yêu tộc và cử vĩ thiên hồ nhất tộc hiển nhiên là bọn người sinh phàm tiểu hoa hồ tiên nhi. Có bọn họ, yêu tộc ở hạ giới không đến mức không có hoàn cảnh sinh tồn, chỉ là tình huống như vậy không biết có thể duy trì liên tục bao lâu. Đại liên minh ở đâu? Trần Trầm lại hỏi, yêu tộc Đông Cương, nơi đại tông chủ Trần Trầm tiền bối phi thăng. Ta đã biết, đa tạ. Trần Trầm cảm tạ một tiếng, tiếp đó nhét vào một viên linh thạch cực phẩm trong y phục của đệ tử kia, bay về phía yêu tộc Đông Cương. Nếu người ta đã gọi mình một tiếng tiền bối, vậy mình tự nhiên nên bày tỏ một chút. chương 494, ngõ hẹp gặp nhau, khoảng cách mấy chục vạn dạm tuy xa xôi, nhưng tốc độ của trần trầm cũng không chậm. Phi hành ba ngày, hắn đã đến yêu tộc Đông Cương. Hắn vẫn nhớ nơi phi thăng, nhưng mà lúc này nơi này đã hoàn toàn thay đổi, Bình nguyên minh mông biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là núi lớn liên miên bất tuyệt. Cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì làm cho nơi đây xảy ra biến hóa như vậy. Trần Trầm nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một phen, trên mặt dần nổi lên nụ cười. Từng người quen biết tiến vào trong thần thức của hắn, Tích Sương, Ngọc Quỳnh, Viên Kình Thiên, Trương Kỵ, Tiểu Hoa, Tiểu Hoàng, còn có cha mẹ của hắn, vân vân. Mọi người đều rất bình an, Tích Sương bụng lớn thêm không ít không ngờ hơn thời gian hai năm chỉ là bụng hơi lớn trần trầm cảm khái một câu mở mắt đang lúc hắn chuẩn bị tiến vào trụ sở đại liên minh thì sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi sau đó trở nên vô cùng âm trầm hắn nhìn về một hướng từ xa trên bầu trời có mấy chục đạo lưu quang bay tới trong đó đứng đầu chính là u minh kia trừ cái đó ra còn có bạch đông thăng cũng ở trong đặc sứ thượng giới phủ xuống tu sĩ phía dưới nhanh chóng ra nghênh tiếp một đám người còn chưa tới trên không đại liên minh, âm thanh to của Bạch Đông Thăng đã chuyển khắp phương viên trăm dặm. Vừa nghe âm thanh này, mấy ngọn núi phía dưới đột nhiên lóe lên trận pháp quang mang, sau đó mấy bóng người từ trong trận pháp bay ra, đứng đầu là Ngọc Quỳnh, mấy người khác cũng là tu sĩ cảnh giới luyện hư. Mấy người nhìn thấy hơn 20 cường giả luyện hư cực tốc bay tới. Sắc mặt đều đại biến, thần tình từ hiếu kỳ biến thành căng thẳng. Một lát sau, U Minh đứng đầu hơn 20 luyện hư đi tới trước mặt Ngọc Quỳnh. Ngọc Quỳnh nhìn thấy Bạch Đông Thăng, lông mày hơi nhíu một thoáng. Nàng tự nhiên nhận thức lão tặc này, nếu không phải đứng bên cạnh Bạch Đông Thăng có hơn 20 luyện hư, nàng khẳng định phải chửi ầm lên một hồi, nhưng mà, giờ phút này nàng vẫn nhịn được, thậm chí giả vờ không biết Bạch Đông Thăng. "Ngươi là ai? Tình huống hạ giới bây giờ như thế nào? Tông chủ của Tứ Đại Tông đâu? Hoàng đế của Tứ Đại Hoàng triều đâu?" bạch đông thăng liên tục đặt câu hỏi lúc hắn phi thăng hai tộc nhân yêu còn đang đại chiến cho nên hoàn toàn không biết rõ tình huống lúc trước trên đường tuy hỏi thăm một vài tu sĩ nhưng những tu sĩ kia cũng chỉ biết có một đại liên minh mà thôi căn bản không biết rõ lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì ngọc quỳnh nghe đến đây chậm rãi bắt đầu giải thích tất nhiên giải thích cực kỳ thô sơ giản lược nàng chỉ nói hai tộc nhân yêu đại chiến tu sĩ luyện hư không phải phi thăng chính là vẫn lạc cuối cùng hai bên không đồng quý vu tận, lựa chọn liên hợp. Ý ngươi là hạ giới chỉ còn lại những tôm tép gạo các ngươi. Bạch Đông Thăng nói cực kỳ trực tiếp, Ngọc Quỳnh thần sắc bình tĩnh, nhẹ gật đầu. Minh chủ đại liên minh của các ngươi là ai? Vị đại nhân này có lời muốn hỏi hắn. Bạch Đông Thăng chỉ u minh nãy giờ vẫn một mực không nói chuyện. Trong giọng nói mang theo ý ra lệnh, Ngọc Quỳnh nghe đến đây sắc mặt hơi xảy ra biến hóa, nàng không biết rõ mục đích chân chính của đám người này tới nơi này là gì giờ đây chuyện trong đại liên minh là do mấy đại trưởng lão cùng quyết định nhưng nếu nàng nói như vậy đối phương yêu cầu triệu tập tất cả trưởng lão làm sao bây giờ thật triệu tập tất cả trưởng lão bị đối phương một mẻ hốt gọn vậy liên minh thật xong rồi nghĩ tới đây nàng đang muốn một mình ôm lấy nguy hiểm này hiện tại đại liên minh đại minh chủ chính là ta là ta ngọc quỳnh còn chưa nói hết lời Phía sau vang lên một thanh âm. Nghe được thanh âm này, sắc mặt một mực thong rong của Ngọc Quỳnh bỗng nhiên xảy ra biến hóa kịch liệt. Lập tức nhanh chóng xoay người lại, nhìn về phương hướng âm thanh truyền ra. Chỉ thấy một thanh niên anh Tuấn từ phía dưới chậm rãi bay lên không, dần dần bay đến bên người nàng. Ngươi ngươi ngươi, Ngọc Quỳnh hoảng sợ che miệng lại. Nàng không phải người không thấy qua việc đời, cho dù đối mặt hơn 20 luyện hư, nàng cũng có thể ung dung không vội, nhưng nhìn thấy người trước mặt này nàng lại không bình tĩnh được. Đây không phải đồ đệ trần trầm của nàng sao? Tuy ngoại hình xảy ra một chút biến hóa rất nhỏ, nhưng nàng biết người này chính là trần trầm. Sư phụ, làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Trần trầm nhìn về phía Ngọc Quỳnh, cười nhạt một tiếng nói. Khi hắn gia nhập đại quân trinh phạt đã dịch dung một chút. Giờ đây khôi phục diện mạo như trước, trước mặt vô luận là U Minh hay là Bạch Đông Thăng cũng không ý thức đến hắn là người theo bọn hắn cùng hạ giới tất nhiên nghiêm chỉnh mà nói phân thân này của hắn cũng không thể nói là có diện mạo như trước hay không dù sao thì mặt đó là nạn da ngọc quỳnh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc cúi đầu nói không có vấn đề minh chủ không ngờ ngươi lại trở về thấy sư phụ vẫn có thể diễn trò như thế trần trầm vừa ý cười nhìn về phía bạch đông thăng bạch đông thăng tất nhiên trước tiên đã nhận ra trần trầm nghiến răng nghiến lợi nói không ngờ là tiểu tử ngươi thật sự là buồn cười, lão hổ không ở trên núi, hầu tử xưng đại vương. Hắn còn nhớ rõ lúc trước khi hắn phi thăng, tiểu tử này chửi hắn một hồi, thậm chí đều mắng tổ tông 18 đời nhà hắn một lần, hắn đã từng đã thề, nếu gặp lại chắc chắn sẽ rút gân lột ra tiểu tử này. Chỉ là hắn không ngờ gặp lại là ở đây, thì ra là lão tặc ngươi, lúc trước trộm những pháp bảo kia dùng tốt sao. Ngữ khí trần trầm cực kỳ ôn hòa, như lão hữu nhiều năm gặp lại nói chuyện nhưng mà hai chữ lão tặc hiện ra cực kỳ chói tai. Bạch Đông Thăng nghe đến đây giận đến kém chút thổ huyết, tranh thủ thời gian đối giải thích với U Minh trước người, nói. Đại nhân, đừng nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ, người này vô cùng gian hoạt, nói chuyện không được mấy câu là thật, nếu người muốn nhanh chóng am hiểu một ít chuyện. Vẫn là sử dụng siêu hồn thuật đối với hắn thì thỏa đáng hơn. U Minh đưa ra tay, cắt ngang lời nói của Bạch Đông Thăng, song thẳng tắp nhìn về phía trần trầm, nói. Ta đến giới này chỉ vì một việc, đó chính là tìm di hài của điện chủ đời trước tà thần điện chúng ta, nếu các hạ có một chút tin tức, không ngại cáo chi ta." Trần Trầm không né tránh ánh mắt của hắn, cười nói: "Các ngươi đã tới rất nhiều người, ta hỏi ngươi, nếu như các ngươi tìm được di hài của điện chủ đời trước, sẽ lập tức toàn bộ rời khỏi giới này sao?" Tiểu tử ngươi, không trả lời còn chưa tính, lại còn dám hỏi vặn lại. Bạch Đông thăng giận tím mặt, nhưng mà vô luận là Trần Trầm hay là U Minh đều không nhìn hắn một chút. Bầu không khí đột nhiên ngưng trọng rất nhiều, ngay sau đó U Minh nhẹ giọng nở nụ cười. Điện chủ bỏ ra khí lực lớn như vậy đã thông thông đạo không gian, tìm tới đại di hài của điện chủ tất nhiên là quan trọng nhất. Nhưng tìm xong rồi đi, coi Tà thần điện bọn họ là làm từ thiện sao? Phương thế giới này nhiều sinh linh như vậy, nếu tính toán giết chóc, đủ để cung cấp lượng lớn tu sĩ Tà thần điện tu luyện, luyện chế pháp bảo tuy hắn không thiếu những thứ này nhưng tu sĩ tà thần điện khác thiếu một miếng mỡ dày như thế vô luận như thế nào tà thần điện đều sẽ không buông tha cho vừa nghĩ vậy hắn đều cảm thấy đau thương thay cho người trẻ tuổi ngây thơ trước mặt có lẽ người này không biết rõ thượng giới không biết rõ tà thần điện là gì cho nên mới dám ra điều kiện với hắn nhưng mà người này ngược lại là có mấy phần can đảm những người khác còn không dám đối mặt với hắn thật xin lỗi ta không thể đáp ứng ngươi. U Minh dứt lời trực tiếp đưa tay mò về đầu Trần Trầm. Trần Trầm đã sớm chuẩn bị, giơ tay lên bắt lấy cổ tay hắn, không để tay hắn rơi vào trên đầu mình. Hai người duỗi ra một chảo ngưng kết tại chỗ, một cỗ uy lực vô hình bắt đầu khuếch tán ra bốn phía. Vô luận là Bạch Đông Thăng hay là Tu Sĩ luyện hư thượng giới khác, tất cả đều bị đẩy lui mấy bước. Trái lại mấy người Ngọc Quỳnh sau lưng Trần Trầm đều bình yên vô sự. Trần Trầm cười cười chậm rãi buông tay U Minh xuống, mang theo tiếc nuối thở dài nói: "Ta đã biết ngươi không đồng ý, đáng tiếc, chương 495, ngươi muốn chạy, không có cửa đâu." U Minh nhíu mày, trong mắt lóe lên vài phần kinh ngạc. Bởi vì sau khi tay hắn bị người trước mặt này nắm được không ngờ lại không cách nào di chuyển một chút. Vô luận hắn là vận dụng linh lực hay là lực lượng nhục thể đều là một kết quả như vậy. Rất hiển nhiên, người trước mặt này là một thể tu hơn nữa tu luyện tới cảnh giới cực cao trong luyện hư tuyệt đối xem như người nổi bật không ngờ hạ giới còn có nhóm cao thủ này nếu gặp được luyện hư khác nói không chừng có thể không ai địch nổi đáng tiếc gặp được là hắn là một người nắm trong tay pháp tắc xa còn lâu mới có thể dùng luyện hư tu sĩ để hình dung u minh cười nhạt một tiếng siết chặt nắm đấm một vệt ô quang bắt đầu lóe lên ở trên tay hắn Trần Trầm lập tức cảm giác một cỗ lực lượng xé rách cường đại bắt đầu tàn phá bốn phía bàn tay hắn, sau đó từng sợi máu tươi lập tức từ trên tay hắn thấm ra. Những máu tươi này góp gió thành bão, bắt đầu vù vù chảy xuống dưới, nhỏ xuống mặt đất phía dưới. Đây là lực lượng pháp tác gì? Trần Trầm nhíu mày, tay này của hắn tùy thoạt nhìn rất thê thảm, nhưng thật ra cũng không có bao nhiêu cảm giác, cuối cùng chỉ là cái phân thân mà thôi. Tất nhiên, cho dù không phải phân thân hắn cũng không quan tâm đến cảnh giới cỡ này năng lực chịu đựng đau đớn quá mạnh chỉ nói u minh này tay đều đã bị hắn bóp vạn vẹo biến hình còn không phải mặt không đổi sắc như vậy sao tiểu tử này lại đột nhiên biến mạnh như vậy phía sau u minh bạch đông thăng cực kỳ khiếp sợ cả kinh nói hắn nhớ rõ lúc trước khi hắn phi thăng tiểu tử này vẫn chỉ là tiểu bối vừa bước vào luyện hư mà thôi nhưng mới qua mấy năm không ngờ lại có thể so tay với thiên kiêu u minh của tà thần điện quả thực là không thể tưởng tượng nổi sau khi lấy lại tinh thần hắn tới gần một chút nhỏ giọng nói đại nhân có muốn ta cùng xuất thủ hay không u minh nghe vậy cái tay hoàn hảo không chút tổn hại lắc lắc trong mắt tràn đầy chiến ý thản nhiên nói không cần ta ngược lại muốn xem hắn có thể làm được trình độ nào dứt lời ô quang kia lại là một thành huyết nhục trên tay trần trầm bắt đầu bị xoắn thành thịt nát trần trầm cũng gia tăng lực độ lốp bốp từng tiếng giòn vang truyền ra tay u minh trực tiếp bị bóp vỡ nát gãy xương khóe mắt u minh co quắp xuống ô quang trong tay lại sáng mấy phần nhưng mà lúc này tay trần trầm đã chỉ còn lại có bạch cốt mà ô quang kia tạo thành lực lượng xé rách vô luận như thế nào chỉ có thể lăn qua lăn lại trên đám xương trắng đều lay động không được bạch cốt chút nào ngược lại là lực độ của bạch cốt kia càng lúc càng lớn cuối cùng dầm một tiếng làm cho cổ tay kèm thêm bắt tay của u minh cùng bị bóp thành thịt nát trần trầm liếc mắt nhìn máu tươi đầy tay cười cười xong nắm chặt nắm đấm chỉ trong chốc lát một đống huyết nhục đã mọc ra giúp cánh tay khôi phục nguyên trạng u minh nhìn vết thương của mình sắc mặt cũng xấu xí đến cực điểm hắn trưởng khống một loại pháp tắc tên là xé rách pháp tắc uy lực cực lớn lực phá hoại cực mạnh đối mặt thể tu ngang cấp hắn dùng loại này pháp tắc cơ hồ bách chiến bách thắng nhưng xương người trước mặt này này có thể chống lại xé rách pháp tắc xâm nhập cái này là cứng cỏi bực nào cho dù là tu sĩ luyện thể đến phân thần cảnh cũng không đến mức xương cứng như vậy tu sĩ hợp thể hắn cũng giao thủ qua xương dường như cũng không cứng như vậy người này đến cùng là quái vật gì hay là một giới này có gì đó quái lạ nghĩ tới đây trong lòng của hắn lại không có một chút ý tứ khinh thị trực tiếp xem trần trầm như lúc trước hắn đối mặt những tu sĩ hợp thể kia đối đãi người này thực lực rất mạnh, các ngươi không nên miễn cưỡng. Dặn dò đồng bạn một câu, U Minh bay ngược ra sau một đoạn khoảng cách, cùng lúc đó, một chuôi trường kiếm đen kịt từ trong đan điền của hắn ra bay ra, nhắm thẳng vào chân châm. Trường kiếm kia gợn sóng cực mạnh, vừa xuất hiện, phía trên đã xuất hiện một ác quỷ to lớn. Ác quỷ kia khuôn mặt dữ tợn, hai sừng chỉ thiên, gào thét đối với trần trầm, giống như chỉ cần một chỉ thị, nó lập tức sẽ nhào lên thôn phệ tất cả mọi người ở đây trần trầm nhìn thấy trường kiếm kia suy nghĩ một chút không vẫn lấy vạn hóa thần phong ra tuy vạn hóa thần phong cũng ở trên người phân thân này của hắn nhưng uy lực đó quá lớn cho dù tùy tiện vung lên chỉ sợ cũng vượt qua giới hạn luyện hư đến lúc đó hắn trực tiếp phi thăng vậy thì xong luôn u minh thấy trần trầm thờ ơ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang sau đó bỗng nhiên chỉ tay chỉ hướng trần trầm trường kiếm hắc sắc lập tức như là mũi tên kích xạ hướng về phía Trần Trầm. Đương, một tiếng vang giòn, trường kiếm đánh vào trên người Trần Trầm phát ra âm thanh kim loại va chạm, Trần Trầm cúi đầu liếc mắt nhìn. Trường kiếm kia vào thịt ba tấc, cắm ở trên xương, mà xương cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Cho dù một chút vết cắt cũng không có, không thể không nói, chủ nhân của khung xương này quả thật cao minh. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, hư ảnh ác quỷ kia kèm theo tinh thần trùng kích cường đại cắn xé về phía hắn tinh thần trần trầm chấn động nháy mắt khôi phục thanh tỉnh sau đó ngoảnh lại nhìn hư ảnh ác quỷ kia một chút hư ảnh ác quỷ kia lập tức ngừng lại cuối cùng dầm một tiếng trực tiếp nổ tung tuy hắn vì luyện chế phân thân này suy yếu thần thức nhưng không ngã xuống đến dưới hợp thể lấy hắn hợp thể cảnh thần thức đối phó cái này ác quỷ thật sự là quá dễ dàng xét đến cùng tu vi của U Minh chỉ là luyện hư đỉnh phong, linh khí này của hắn có lợi hại hơn nữa cũng không cách nào vượt qua hắn, nếu không sẽ dẫn tới phản phê. Phốp, bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, U Minh tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hơi biến hóa mấy phần, hắn đột nhiên rậm chân, một giây sau, hai đạo phù văn ấn ký to lớn từ trong thân thể của hắn nổi lên. Trong đó một ấn ký là hắc sắc, hiện ra bộ dáng bông tuyết. Mặt khác một ấn ký cũng hắc sắc, nhưng mà là vòng xoáy hai phù văn to lớn này xuất hiện cuồng phong bốn phía đột khởi phía dưới vô số cây cối bay lên bị vòng xoáy ấn ký va chạm hấp thụ có thì bị bông tuyết ấn ký oanh thành bột mịn mà trần trầm đối mặt hấp xả lực lượng nhất đến mức hắn nhanh khống chế không nổi thân thể của mình u minh này ngoại trừ nắm giữ vỡ nát pháp tắc ra giống như khống chế một loại hấp xả pháp tắc không thể không nói hai pháp tắc này kết hợp lại sử dụng uy lực vẫn rất mạnh Trần Trầm nghiến răng nghiến lợi, cưỡng ép giữ vững thân thể, nhưng vẫn chậm rãi di chuyển hướng hai đạo pháp tắc lực lượng. Dưới tình thế cấp bách, hắn triệu hoán ra Vạn Hóa Thần Phong cắm vào trong lòng đất. Dưới tác dụng kỳ lạ của Linh Lung Thần Kim, trong Vạn Hóa Thần Phong khoảnh khắc trở nên hiếm thấy nặng vô cùng, Trần Trầm nắm chuôi Vạn Hóa Thần Phong kiếm, lúc này mới chặn lại lực lượng hấp xả của vòng xoáy kia. U Minh thấy vậy điên cuồng thôi động hai đạo pháp tắc lực lượng nhưng mà thẳng đến hắn thôi động hai mắt choáng váng trần trầm cũng không di chuyển một chút nào nữa trên người người này quá nhiều quái dị hay là rời khỏi nơi này trước rồi nói con mắt u minh chuyển động một thoáng trong lòng đã có dự định một giây sau hắn trực tiếp thu hồi pháp tắc lực lượng quay người liền bay trên đường thậm chí còn nuốt vào một viên đan dược để tốc độ của hắn đạt tới tiêu chuẩn đỉnh phong nhất của giới này trần trầm nhìn thấy một màn này đang chuẩn bị đuổi theo U Minh kia thì lại thấy Bạch Đông Thăng cũng đang trốn chạy, mà hướng bay chính là trái ngược với phương hướng U Minh. Đối với Bạch Đông Thăng này, hắn thật sự là có chút thuận, cho nên cơ hồ không trần chờ chút nào, hắn liền quay đầu hướng về Bạch Đông Thăng đuổi theo. Lão tặc, hôm nay người khác đều có thể chạy, nhưng ngươi muốn chạy. Không có cửa đâu, một tiếng quát trói tai, sau khi Bạch Đông Thăng nghe vậy thì bay nhanh hơn. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì, thoáng cái nhanh không chỉ gấp 2. chương 496, tương phùng, nhưng mà, cho dù tốc độ của hắn nhanh gấp đôi, cũng chênh lệch rất xa so với trần trầm, dù sao thì trần trầm cũng có thể dễ dàng đạt tới tốc độ đỉnh phong một giới này. Một lát sau, trần trầm đã chặn trước người bạch đông thăng, một bàn tay đập hắn xuống. Chờ khi bạch đông thăng từ dưới đất bò dậy, tu vi toàn thân của hắn đã bị trần trầm hoàn toàn phong cấm. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, tà thần điện chúng ta cũng không chỉ có chút thực lực như thế, luyện hư ở thượng giới chúng ta chỉ là tu sĩ bình thường, ở phía trên còn có phân thần, hợp thể, thậm chí tu sĩ độ kiếp, đại thừa, nếu ngươi dám động đến ta, những cao thủ kia của tà thần điện sớm muộn cũng sẽ phủ xuống, đến lúc đó không chỉ là ngươi, chính là toàn bộ hạ giới cũng khó trốn khỏi hủy diệt. Bạch Đông thăng ngoài mạnh trong yếu gầm thét, trần trầm nhếch miệng, da mặt của lão tặc này cũng thật là dày, còn lại nói mình với tà thần điện trói chung một chỗ, nói thật giống như nhóm đại lão tà thần điện sẽ vì hắn hủy diệt thế giới vậy. Cũng không nhìn một chút của mình là con tôm nhỏ gì. Bạch Đông Thăng, năm đó người hố độ kiếp chi bảo của mấy đại tông môn, lại đến vô tận hải truy sát ta, người nói ta ứng nên thu xếp ngươi thế nào. Trần Trầm nắm chặt Bạch Đông Thăng dơ lên, hướng bay về phương hướng đại liên minh. Vừa bay vừa dò hỏi, Trần Trầm, xử trí ta như thế nào? ha ha, ngươi thật sự là trêu ra đại họa còn không tự biết. Ngươi biết người vừa rồi là ai sao? Đó là đệ tử thân truyền của điện chủ tà thần điện. Ngươi không tưởng tượng nổi thượng giới cường đại, không tưởng tượng nổi tà thần điện cường đại. Ta nói cho ngươi, Bạch Đông Thăng càng nói càng gấp, sợ Trần Trầm không tưởng tượng ra được thượng giới cường đại, trực tiếp diệt sát hắn. Chờ Trần Trầm lại lần nữa trở lại trên không đại liên minh, hắn còn chưa nói xong, tuy không xong, nhưng đã nói tả thần điện không gì làm không được giống như chỉ cần dậm chân một cái một thế giới sẽ đổ sụp trần trầm ngươi không được sai lầm đến lúc đó làm hại hạ giới bị hủy diệt trách nhiệm này ngươi đảm đương nổi sao bạch đông thăng đang gào thét bên kia đại lượng tu sĩ trong đại liên minh đã bay ra những tu sĩ này đều không ngoại lệ tất cả đều nhìn trần trầm vốn trần trầm muốn bày một tư thế tiêu sái sau đó lộ ra một nụ cười tà mị nhưng tưởng niệm trong lòng không cho phép, bước ra một bước, hắn đi tới bên cạnh hạ tích xương, nhẹ nhàng ôm hạ tích xương vào trong lòng. Chưa từng nghĩ đến hạ tích xương lại bắt đầu dãy ruộng, dùng có chút cam phẫn nói. Ngươi không phải trần trầm, ngươi đến cùng là ai? Không sai, ngươi không phải sư huynh của ta, ngươi vì ngươi lại có bộ dáng sư huynh của ta. Bên cạnh viên kình thiên cũng theo tán thành, thần tình từ vui sướng biến thành cực đoan căm phẫn. Trương kỵ thì trầm ổn nhiều, không nói gì thêm nhưng lông mày cũng gắt gao nhíu lại về phần những người khác thì một mặt mờ mịt bởi vì theo bọn hắn nghĩ đây chính là trần trầm trần trầm thấy vậy buông lỏng ra hạ tích xương cười nói tích xương đây là một phân thân ta luyện chế bản thể của ta vẫn ở thượng giới bằng vào thực lực bản thể của ta không thể tiến vào thế giới này dứt lời trần trầm cảm ứng bản thể lập tức một loại cảm giác thống khổ đánh tới thượng giới trong hãn hải đại sa mạc xa xôi trần trầm cũng đột nhiên mở mắt trên mặt lộ ra nụ cười thiên hạt thấy vậy buồn bã nói ngươi còn cười được chẳng lẽ là ta đối với ngươi tạo nên tịch diệt pháp tắc không đúng chỗ sao trần trầm cười nói không phải là phân thân tiền bối giúp ta luyện chế kia đã tìm được những người ta muốn gặp tiền bối chúng ta tiếp tục đi dứt lời trần trầm nhắm mắt lại phân thân trong mắt hạ tích xương thoáng hiện nét nghi ngờ nàng nhưng chưa nghe nói qua loại thuyết pháp này. Trần trầm không nói gì, mà là thần thức truyền âm vài câu, trong chốc lát, mặt hạ tích xương đỏ đến cái cổ, hoài nghi trong mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Trần trầm thấy vậy tiếp tục ôm hạ tích xương, tuy thân thể này của hắn cảm giác xa không nhạy bén bằng bàn thể, nhưng loại cảm giác thỏa mãn trong lòng cũng không giảm bớt chút nào. Tích xương, ta rất nhớ ngươi, lần này ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đến thượng giới hạ tích xương ôm chặt đến tâm triệt để buông lỏng sau đó cũng bộc lộ chân tình hốc mắt phiếm hồng mang thai hơn hai năm tu vi của nàng tăng lên cũng không nhanh phi thăng đối với nàng mà nói càng trở nên cực kỳ xa vời nghĩ thầm lấy mấy chục trên trăm năm trong đều có thể không gặp được trần trầm tâm lý trạng thái của nàng có thể nghĩ mà biết ta ta cũng nhớ ngươi tuy trong lòng có mọi loại lời nói và ủy khuất nhưng cuối cùng nàng chỉ nói một câu nói kia trần trầm nghe đến đây cực kỳ không nỡ trịnh trọng nói tích xương người phải mãi mãi tin tưởng ta ban đầu ta đã nói trong vài năm sẽ trở về giờ đây ta đã làm được ta trần trầm mãi mãi cũng sẽ không khoác lác với ngươi ừm hạ tích xương ừ nhẹ một tiếng nước mắt bị nàng nén trở về sau đó nhoẻn miệng cười lộ ra nụ cười nói thật lúc trước trần trầm nói những lời nào nàng cũng không cho là thật trên vạn năm có không ít cường giả phi thăng thượng giới trong đó không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm nhưng những người này đừng nói trở về hạ giới chính là có thể truyền tin tức về đều ít càng thêm ít cho nên lúc ban đầu khi trần trầm nói những lời này nàng cũng chỉ coi là an ủi mà thôi trong lòng càng chờ đợi là mình có thể sớm ngày phi thăng đi thượng giới tìm kiếm trần trầm ai có thể nghĩ tới vừa qua hai năm không ngờ trần trầm lại thật trở về khiến nàng hạnh phúc gần như sắp muốn hoài nghi nhân sinh nhẹ nhàng vỗ bả vai hạ tích xương trần trầm buông lỏng tay ra nhìn về phía viên kình thiên gật đầu ra hiệu với hắn sư huynh viên kình thiên thấy hạ tích xương đều không nghi ngờ tự nhiên cũng tin tưởng trần trầm dưới sự kích động cũng xông lại ôm lấy trần trầm sư huynh đoạn thời gian trước những vật đó là ngươi ném xuống hạ giới sao ngoại trừ ta còn có thể là ai trần trầm cười nói song linh khí trên mình hơi chấn động một chút chấn viên kình thiên gia. Vừa rồi tiểu tử này ôm lấy của mình, đã sở loạn trên người mình, quả thực không phải là đồ tốt. Xem bộ dáng là nhìn ra khung xương của mình có vấn đề, cho nên muốn dò xét một thoáng. Thân thể này ngoại trừ khung xương tất cả đều là của ta, người mỏ cái gì ma mò. Trừng viên kình thiên một chút, trần trầm nhìn về phía trương kỵ. Hai người huynh đệ không cần nói thêm cái gì, cũng không cần ôm ấp, nhìn nhau xong đã biết ý tứ của nhau nhưng mà đáng nhắc tới là bên cạnh trương kỵ có thêm một nữ nhân toàn thân hắc y ánh mắt sắc bén lúc này gắt gao kéo tay trương kỵ một mặt nhìn mình xem ra hẳn là trương kỵ đạo lữ mà còn là một ma tu huynh đệ mình giải quyết đại sự cả đời trần trầm cười càng vui vẻ chủ nhân lúc này tiểu hoa lại xông tới hai tay biến thành dây leo gắt gao ôm lấy trần trầm trần trầm nhẹ nhàng sờ cái đầu nhỏ của nàng một cái cười không nói ai có thể nghĩ tới lúc trước kiếm về hoa dại ven đường giờ đây đều thành làm hai tộc nhân yêu cao tầng chỉ nhưng mà tiểu hoa hay là quá non nớt so với sinh phàm phải kém hơn một đoạn dài đây là cái gì thân phận trưởng lão phỏng chừng cũng bởi vì nàng là hai tộc nhân yêu số ít mấy cái luyện hư vậy mới cho nàng một đám người đi tắm tại tương phùng trong vui sướng bạch đông thăng cũng tại chỗ ngơ ngác đám người này tại nói cái gì thượng giới hạ giới bản thể ở thượng giới đây là phân thân đây là ý gì chẳng lẽ là tiểu tử trước mặt này đã phi thăng giờ đây giống như hắn là từ thượng giới trở về hạ giới chuyện này sao có thể tiểu tử này ngắn ngủi hai năm trở thành lãnh tụ hạ giới đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn kết quả bây giờ mới nói mới ra sự thật so còn khoa trương tưởng tượng của hắn khiến cả người hắn đều có chút đứng không vững. Trong đầu tràn đầy âm thanh ong ong, Trần Trầm phát giác được hắn dị thường, xoay người thản nhiên nói: "Bạch Đông Thăng, Tà Thần Điện là tình huống như thế nào ta tự nhiên biết, thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói, ngươi còn không phải người của Tà Thần Điện, đúng chứ?" Chương 497: Diệt sát. "Ngươi, ngươi là cùng theo chúng ta đi hạ giới." Bạch Đông thăng thốt ra, nhưng mà lời nói vừa nói khỏi miệng, hắn đã hối hận. "Tiểu tử này bản thể ở thượng giới, vậy chắc chắn là không thể trêu vào tà thần điện mà giờ đây hắn lại ở hạ giới đánh bại u minh vậy là đắc tội tà thần điện mà vì để bản thể ở thượng giới sống được tốt khẳng định tiểu tử này sẽ giết người diệt khẩu nghĩ tới đây mồ hôi lạnh trên trán bạch đông thăng thoáng xông ra cả người run dày một đám người sau lưng trần trầm thấy vậy trong mắt đều lộ ra vẻ khinh bì bạch đông thăng này tốt xấu gì cũng là một tu sĩ luyện hư đỉnh phong theo lý thuyết làm đến hỉ nộ không lộ không khó lắm, nhưng người ngược lại tốt, cũng không biết như thế nào đột nhiên bị hù dọa thành như vậy. Đây thật là mất mặt cho tu tiên giả. Trần trầm nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói. Bạch đông thăng, rơi vào trong tay của ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn sống? Phu phu, vừa nghe lời này, bạch đông thăng trực tiếp quỳ dạp xuống đất, trên mặt tràn đầy cầu xin và vẻ sợ hãi. Đạo hữu, ngươi và ta đều là từ một giới này phi thăng lên, hà tất lẫn khó xử lẫn nhau, có câu nói rất hay, bản thị đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, vốn sinh từ một gốc, sao đốt nhau tàn khốc. Đợi ngày sau ta trở lại thượng giới, chúng ta còn có thể chiếu ứng lẫn nhau phải không, trừ cái đó ra, lần này ta cũng có thể giúp ngươi. Bạch Đông Thăng nói cực nhanh, nói cực kỳ rõ ràng, sợ nói mấy câu không nói hết giá trị của mình. Trần Trầm cười lạnh một tiếng, đưa ra tay, chỉ tay điểm ra, đặt trên chán hắn. Con người Bạch Đông Thăng nháy mắt co vào đến cực hạn, xong không ngờ lại bởi vì hoảng sợ mà trợn trắng mắt. Người bởi vì độ kiếp thất bại, lưu lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng, đã vì tư lợi đến cực điểm. Người không cần thiết sống ở trên đời này, Trần Trầm sâu kín nói, hắn nói chậm đến cực điểm. Đến cuối cùng, hắn mới bắn ra một đạo linh lực xuyên thủng đầu Bạch Đông Thăng, diệt sát hắn. Nhìn thi thể nằm dưới đất, trong lòng Trần Trầm có chút buồn vô cớ. Vì tư lợi Thế thật ra là bản tính của toàn bộ sinh linh, nhưng mọi thứ đều phải có mức độ. Ngươi vì thân nhân mình, vì một trọng bảo đi hại người giết người, đều vẫn còn không tính là quá xấu. Nhưng vì một chuyện nhỏ, vì một chút xíu lợi ích đã phản bội toàn bộ thế giới, đi tàn sát ngàn vạn, vậy quả thực là đáng giận. Mà Bạch Đông Thăng rõ ràng chính là như vậy người, cũng may, giờ đây Bạch Đông Thăng này đã bị hắn diệt sát. Đồ đệ, những người thượng giới này là sao? đến hạ giới chúng ta làm gì? Một bên Ngọc Quỳnh hết sức tò mò nói. Trần Trầm nói một lần mục đích của tà thần điện và chuyện xảy ra ở giới này. Một khắc đồng hồ sau, thần sắc tất cả tu sĩ ở đây đều trở nên ngưng trọng lên. Xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng cũng bởi vậy bị giảm bớt. Trần Trầm bất đắc dĩ nói, việc này ta sẽ tận lực giải quyết, thực tế không được thì ta chỉ có thể mang các ngươi đi thượng giới trong lòng của hắn thực ra cũng muốn ngăn cản tà thần điện tàn sát sinh linh hạ giới nhưng hắn sợ hắn không làm được nếu như không làm được hắn chỉ có thể bảo hộ người thân thiết nhất của hắn mà thôi đồ ghệ, như vậy vẫn là đi gặp cha mẹ của ngươi trước nhìn một chút những người khác việc này sốt ruột cũng vô dụng ngọc quỳnh nhíu mày nói khẽ trần trầm khẽ vuốt cằm sau đó đi theo một đám người tiến vào trong đại liên minh trong đại liên minh phụ mẫu tiêu vô ưu Chu Nhân Long đều ở dây, sau khi nhìn thấy Trần Trầm lại là một hồi thổn thức. Mà đúng lúc này, lệnh bài truyền tin của Trần Trầm nhận được một tin tức. Đó là U Minh triệu tập tất cả nhân viên đến tập kết bên cạnh nhân tộc Đông Cương Vô Tận Hải. Rất rõ ràng, sau khi U Minh gặp khó đã chuẩn bị tập kết lực lượng, chỉ là hắn không ngờ mình cũng là một thành viên hắn muốn tập kết. Nhân tộc Đông Cương Vô Tận Hải, nơi đó tới gần Ngọc Đỉnh Tông, nếu triệu tập tất cả tu sĩ tối đó, ta có thể một mẻ hốt gọn bọn hắn sao? Trần Trầm tự lẩm bẩm, cảm thấy có chút khó khăn. Hơn ngàn luyện hư, cho là nội đấu vẫn lạc một chút thì cũng còn vài trăm. Muốn tiêu diệt nhiều tu sĩ như vậy, nhất định phải ở nhờ trận pháp cực kỳ khổng lồ. Trận pháp đó là yêu cầu bố trí, hiện tại hắn chạy tới đó, phòng trừng đã có tu sĩ đến, cũng không thể lấy khăn bịt mắt người ta thiết lập. Còn có U Minh kia, đừng nhìn mình chiến thắng hắn, nhưng khó đảm bảo hắn không nắm chắc bài mình muốn giết hắn không rất dễ dàng nếu thật ép hắn nói không chừng sẽ làm ra thủ đoạn đặc biệt gì đó đến lúc đó thua thiệt có lẽ sẽ là mình đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn đuổi theo bạch đông thăng cuối cùng thì u minh kia vẫn là đệ tử thân truyền của điện chủ tà thần điện loại cường giả đó tùy tiện ném chút vật liệu đi ra cũng đủ các tiểu tu sĩ hưởng thụ cả đời cũng giống như phân thân này của hắn nghiêm chỉnh mà nói chính là thiên hạt tùy tiện vứt ra Đại ca, có phải rất khó xử lý hay không? Trương Kỵ góp tới hỏi. Trần Trầm khẽ gật đầu nói. Đúng là có chút khó khăn, nhưng mà cũng không phải không có cách nào. Trương Kỵ, trong đại liên minh có cao tầng linh hư khí tông lúc trước không? Có, ta sẽ gọi hắn qua ngay. Trương Kỵ nói xong xoay người rời khỏi. Cũng không lâu lắm hắn mang theo một lão đầu nhi dâu bạc tới. Lão đầu nhi dâu bạc rõ ràng đã biết thân phận Trần Trầm. Nhìn về phía Trần Trầm trong ánh mắt tràn đầy kính sợ đại ca vị này là thái thượng trưởng lão linh hư khí tông lý trưởng lão sư đệ tông chủ đời trước năm nay vừa bước vào luyện hư cảnh giờ đây cũng là trưởng lão của đại liên minh trương kỵ giới thiệu nói lý trưởng lão thì tranh thủ thời gian khom người hành lễ với trần trầm trần trầm đỡ hắn dậy sau đó hỏi lý trưởng lão linh hư khí tông các ngươi có bảo tồn thi thể đặc thù sao hoặc là một chút dị vật hiếm thấy lý trưởng lão nghe vậy nhanh chóng trả lời có linh hư khí tông chúng ta thực ra còn có một bảo khố bí mật trong lúc hai tộc đại chiến tuyệt đại đa số tài nguyên trong đó đều bị dùng hết chỉ còn lại có một chút vật liệu cổ quái kỳ lạ có chừng vài trăm loại do chúng ta không biết sử dụng những vật này thế nào cho nên lúc này cũng đều trồng chất trong bảo khố trần trầm nghe đến đây vội vàng nói vậy thì làm phiền lý trưởng lão mang ta tới nhìn một chút tốt lý trưởng lão gật đầu đáp ứng sau đó trần trầm từ biệt mọi người kéo theo Trương Kỵ và Lý Trưởng Lão bay về phía Linh Hư Khí Tông. Giờ đây loại tình huống này, muốn phân tán lực chú ý của U Minh, chỉ có dựa vào thi hài điện chủ đời trước. Nếu tìm được thi hài, lại lấy thi hài làm lý do, nói không chừng có thể hấp dẫn một đám luyện hư U Minh tới. Mà hắn thì sớm tại địa điểm đặc biệt bố trí trận pháp, đến lúc đó có lẽ có cơ hội một mẻ hốt gọn đám người kia. Nếu trong bảo khố của Linh Hư Khí Tông không có, vậy hắn sẽ chuẩn bị dùng một lần cơ hội truy tung vạn dặm. Nói tóm lại, di hài của điện chủ là mấu chốt giải quyết vấn đề hiện tại. Nhân tộc Tây Cương và yêu tộc Đông Cương lân cận, lại thêm tốc độ của Trần Trầm, cũng không lâu lắm một nhóm ba người đã đến trên mặt đất chỗ Sơn Môn Linh Hư Khí Tông. Nơi này lúc trước bị yêu tộc công phá qua, nhưng bây giờ đã nhìn không ra những cái kia dấu tích. Trong đó rất nhiều tu sĩ, nhưng mà đại đa số đều là đệ tử mới. Minh Chủ, mời tới bên này lý trưởng lão mang theo trần trầm tiến vào linh hư khí tông một đường tiến lên cũng không lâu lắm đã đến phía dưới chủ phong mở ra một trận pháp bí mật một sơn động to lớn xuất hiện trước mặt trần trầm trên vách sơn động khảm rất nhiều minh châu chiếu sáng sơn động giống như ban ngày trần trầm không do dự bước lên mấy bước đã đi tới chỗ sâu nhất trong sơn động ở trước mặt hắn không có linh thạch cũng không có đan dược càng không có đủ loại pháp bảo chỉ có một chút tạp vật dính cho bụi, thoạt nhìn không có giá trị gì. Trần Trầm cũng lười cẩn thận phân biệt, trực tiếp hỏi thăm hệ thống. "Hệ thống, trong phương viên vạn mét có di hài của điện chủ Tà Thần Điện sao?" Chương 498, mắc câu. "Ký chủ phía trước 3 mét có điện chủ Tà Thần Điện xương đùi." Nghe được đáp án này, Trần Trầm mắt thoáng cái phát sáng lên. Tranh thủ thời gian căn cứ hệ thống chỉ dẫn tìm kiếm, cũng không lâu lắm đã tìm được một đoạn xương đùi to cỡ cánh tay. So với bộ xương luyện chế phân thân kia của mình, xương đùi yếu ớt hơn nhiều, thậm chí đều thành hóa thạch. Nhìn bộ dáng này, Trần Trầm dám đánh cược, cho dù là hắn chết một vạn năm, xương kia cũng so cái này xương thoạt nhìn như di hài của một đại năng. Như thế nào thành như vậy? Trần Trầm vừa quan sát vừa lấy lưu ảnh thạch ra hình dạng xương chân này trong lưu ảnh thạch. "Đại ca, đây là cái gì?" Trương Kỷ Hiếu Kỳ hỏi di hài đại năng loại đại năng sắp thành tiên trần trầm sâu kín nói xong thở dài thu xương đùi vào trong nhẫn chữ vật của mình trong bảo khố chỉ có một đoạn xương đùi vậy xem ra hắn vẫn phải dùng một lần truy tung vạn dặm hệ thống vận dụng một lần cơ hội truy tung vạn dặm tìm kiếm di hài của của điện chủ tà thần điện trần trầm vừa hỏi thăm hệ thống hệ thống đã đưa ra đáp án ký chủ phương tây trăm dặm có một đoạn xương tay phía đông ký chủ 30 dặm có một đoạn xương bả vai. Cái này một hàng liệt kê mấy chục mục, rất rõ ràng, thi hài của điện chủ tà đế đời trước đã triệt để tan thành từng mảnh. Chỉ sợ đều thu tập mấy chục cái này, cũng chưa chắc có thể ghép thành một khung xương hoàn chỉnh. Sau một canh giờ, Trần Trâm tìm đủ di hài của điện chủ, đồng thời liều mạng lên, sự thật giống như hắn nghĩ, không chỉ không đủ toàn bộ. Hơn nữa thiếu còn rất nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là một sinh linh hình người. Đại ca, đây chính là đại năng. Không sai, đây chính là đại năng. Hắc, chỉ cần không có thể trường sinh, cuối cùng đều sẽ biến thành như vậy. Trần Trầm cười nói, thu thi cốt này vào, xong lại mang trương kỵ rời xa linh hư khí tông đến trong một ngọn núi sâu. Lúc trước hắn từ chỗ của thiên hạt lấy được nhẫn chữ vật có không ít trận đồ, tất cả đều là trận pháp cực kỳ cường đại hắn tùy ý lựa chọn một cái yêu cầu đơn giản bắt đầu bố trí ở xung quanh thâm sơn này nhưng mà chỉ là một trận pháp đơn giản hắn và trương kỵ cũng bố trí hơn một ngày mới xong không có cách cái kia dù sao cũng là tư tàng của đại lão độ kiếp cành chờ chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng trần trầm hít sâu một hơi chuyện đến một bước này hắn nhất định phải an bài toàn bộ những tu sĩ thượng giới đây cũng là chuyện không có biện pháp sau khi quyết định Hắn cho phóng tà linh ra, ra hỏa này từ khi bị hắn đánh ngất xỉu thì chưa tỉnh lại qua, nhưng Trần Trầm biết hắn thực ra đã sớm tỉnh. Khụ khụ, người này xem ra là không tỉnh lại, đã như vậy, hay là giết đi, trên người hắn nói không chừng có vật liệu gì đáng tiền. Trần Trầm hơi hợt nói một câu, tà linh trực tiếp bắn lên, trong mắt chứa nhiệt lệ nói. Trương Kỵ đạo hiếu, người đại nhân có đại lượng, có chuyện gì từ từ nói, ê, ngươi xem, đây là nhẫn chữ vật của ta đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Một bên trương kỵ nghe vậy ngơ ngác, có chút không kịp phản ứng. Sao đại ca phóng xuất một người vừa mới thức tỉnh đã cầu xin tha thứ? Hơn nữa làm sao người này biết tên của mình? Ngay khi hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, trần trầm một bàn tay trực tiếp đập tà linh choáng, một lát sau lại đung đưa hắn. Người cầu ta vô dụng, hay cầu huynh đệ tốt nhất của ta? Hừ, mà thôi, đã vậy, ta sẽ bán cho huynh đệ ta một chút mặt mũi. Tha cho ngươi một mạng, tà linh bị đánh mơ mơ màng màng, nghe được tha cho hắn một mạng, chỉ theo bản năng liên tục gật đầu. Một bên trong lòng trương kỵ có chút cảm động, rất hiển nhiên, đại ca này của mình không ít nhắc đến tên của mình, cho nên mới sẽ bắt một tù binh cũng biết mình. Giờ đây càng bởi vì đối phương nói của mình tên, chuẩn bị cho hắn một ngựa, đại ca này. Thật sự là phúc hậu, đại ca, ngươi không cần nhìn mặt mũi ta, nên làm cái gì thì làm. Đáng chết thì giết, Trương Kỵ cười nói, Trần Trầm cười nhạt một tiếng, để che giấu sự xấu hổ của mình, sau đó thần sắc mãnh liệt, nhìn về phía Tà Linh. Tà Linh, cho ngươi một cơ hội cứu mạng, xem ngươi có thể nắm chắc thật tốt hay không. Trương, Tà Linh vừa phun ra được một chữ đã bị nhãn thần hung ác của Trần Trầm dọa đến nuốt trở vào. Một lát sau hắn mới hồi thần lại, đổi tên tiền bối tiền bối ta nhất định ta nhất định nắm chắc thật tốt trần trầm nhẹ gật đầu nói lấy lệnh bài truyền tin ra truyền đến cho những người u minh nói người tìm được di hài của điện chủ đời trước a à, thế nhưng ta không tìm được tà linh hoảng sợ nói ngươi tìm được là cái này trần trầm vừa nói vừa lấy ra khung xương kia nhìn khóe mắt tà linh run rẩy cái này không khỏi cũng quá giả mà nếu truyền lại tin tức giả cho u minh hắn khủng bố cũng khó thoát khỏi cái chết nghĩ tới đây trong lòng của hắn cũng có chút kháng cự trần trầm thấy vậy lạnh lẽo âm trầm nói ngươi cho ta là đang lừa ngươi sao nói cho ngươi đây chính là di hài của điện chủ đời trước nhưng mà có thể là bởi vì trận chiến kia quá thảm liệt tiêu hào chỗ có thần tính trong cơ thể hắn cho nên vậy mới giờ đây mới biến thành như vậy tà linh còn có chút không tin tiền bối đã như vậy vì sao ngươi không liên hệ u minh đại nhân kiếm lấy phần công lao này trần trầm đột nhiên cười nụ cười có chút làm người ta sợ hãi. Bị ánh mắt có thể xưng là kinh khủng nhìn chăm chăm, tà linh nháy mắt tan vỡ. Ta đáp ứng, ta làm, Dứt lời hắn lấy ra lệnh bài truyền tin của hắn, khi nhìn thấy tập kết truyền tin hắn sửng sốt một chút, xong hắn truyền tin nói. Đại nhân, ta tạm thời vẫn không thể đi tập hợp, bởi vì ta rất có thể tìm được di hài của điện chủ đời trước. Truyền xong tin tức này, sắc mặt tà linh biến thành màu cho tàn, cũng không lâu lắm, hắn nhận được trả lời trông như thế nào tà linh nghe vậy nhìn về phía trần trầm thấy trần trầm chỉ chỉ di hài trên mặt đất hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói thoạt nhìn rất bình thường hơn nữa còn có chút không trọn vẹn vậy ngươi thế nào xác định đó là di hài của điện chủ tà linh thấy vậy vừa nhìn về phía trần trầm trần trầm bờ môi khẽ mở nói mấy câu tà linh tranh thủ thời gian trả lời thi thể này mang từ trong người lệnh bài của tà thần điện chúng ta, hơn nữa căn cứ tông môn nắm giữ thi hài này nói. Thi hài này đã tồn tại khoảng một vạn năm, ta nghĩ trừ điện chủ còn có ai? Tất nhiên, nếu người cảm thấy không phải, vậy thì thôi. Người ở đâu, ta lập tức dẫn người tới. U Minh không nói có đúng hay không, nhưng thái độ này của hắn đã nói rõ mọi việc. Thực ra sau khi đỉnh tiêm đại năng chân chính chết giống như đúc người thường, bởi vì bọn hắn có thể tùy tiện điều động sinh cơ linh lực toàn thân đến tu bổ đủ loại thương thế cho nên nếu như một đại năng vẫn lạc tất cả linh lực sinh cơ trên người hắn tất nhiên đã hoàn toàn biến mất như vậy thi hài sẽ không khác người thường nhìn thấy hỏi thăm này trần trầm lại thấp giọng nói mấy câu tà linh hiểu ý đầu tiên là nói vị trí hiện tại của mình một lần sau đó trả lời đại nhân thi hài này là bảo vật của một tông môn ta chỉ liếc mắt nhìn nếu muốn mang đi chỉ sợ không thể nào, trận pháp của tông môn này cực kỳ lợi hại, sợ là luyện hư đỉnh phong cũng chưa chắc phá vỡ. Vừa rồi ta quan sát, nếu muốn mang đi di hài này, yêu cầu phải có đại lượng nhân thủ từ bốn phương tám hướng đồng thời công kích trận pháp này, mới có khả năng phá vỡ trận pháp. Tiến vào nội bộ tông môn. Yên tâm, lúc trước ta đã hạ lệnh tập kết tất cả tu sĩ trinh phạt, nhiều nhất qua nửa ngày là sẽ tập kết tất cả mọi người đến lúc đó sẽ đi chỗ thế lực tối cường của một giới này, mà phương hướng ngươi chỉ, chính là đường phải đi qua. Tiên thể chúng ta trước tới nơi đó giám định một thoáng di hài của điện chủ. Nếu là thật, người sẽ trùng điệp có thường, nghe đến đó, trần trầm phun ra một ngụm chọc khí. Không uổng công hắn hao tổn tâm cơ tìm mồi, giờ đây con cá này. Quả nhiên mắc câu rồi, chương 499, đại trận đến, tiền bối, ta đều làm theo lời ngươi nói. Tà Linh thu hồi lệnh bài truyền tin, một mặt đắng chát nói: "Hắn không biết Trương đạo hữu này muốn làm gì, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt, dù gì thì Trương đạo hữu này cũng có lệnh bài truyền tin của mình nhưng hắn lại bảo mình truyền ra tin tức này. Rất rõ ràng, mình là đối tượng cõng nồi." "Ưm, ừ, ngươi làm không tệ." Trần Trầm tán thưởng một câu, sau đó lại bắt đầu cẩn thận kiểm tra trận pháp. Nơi này nằm ở nhân tộc Tây Cương, muốn từ danh giới vô tận hải nhân tộc đông cương chạy tới yêu tộc đông cương nơi này là khu vực cần phải đi qua đến lúc đó u minh tụ tập kết hơn ngàn tu sĩ luyện hư tới nơi này không cho phép một chút qua loa đại ca cần triệu tập một chút tu sĩ hỗ trợ sao trương kỵ ở một bên hỏi tuy hắn không biết người mà đại ca muốn đối phó rốt cuộc mạnh cỡ nào hãn nhưng chỉ nhìn trận pháp này đã biết tuyệt đối là cường địch không cần người nhiều sẽ chỉ thêm phiền toái Trần Trầm lắc đầu từ chối, thần tình có chút ngưng trọng. Bất chi bất giác trôi qua ba ngày, bóng dáng của luyện hư từ thượng giới cũng không thấy. Rất rõ ràng, U Minh nói trong nửa ngày tập kết tất cả tu sĩ thượng giới là đang nằm mơ. Hạ giới này nhiều sinh linh như vậy, có mấy cái luyện hư cam lòng vừa nghe được truyền tin đã lập tức đuổi đến mục đích. Trần Trầm nhìn lệnh bài truyền tin một chút, trong ba ngày này, U Minh lại phát ra mấy lần truyền tin triệu tập, một lần cuối cùng diễn đạt tương đối nghiêm khắc tuyên bố trong vòng một ngày nếu đến địa điểm chỉ định thì đừng có trở về thượng giới mà truyền tin này phát ra một ngày trước hiện tại có lẽ tập kết xong có lẽ đều đang chạy tới nơi này trần trầm nhìn về phía đông tự lẩm bẩm tà linh thì ở một bên càng không ngừng lau mồ hôi lạnh lại qua thời gian nửa ngày chân trời xa xôi bỗng nhiên xuất hiện một bóng mờ không lớn không nhỏ sau đó bóng mờ này từ xa mà đến gần cuối cùng biến thành lít nhà lít nhít tu sĩ. Đại ca, cái này sợ là có 7, 800 người." Trương Kỵ giật mình kêu lên, theo bản năng hướng lùi lại mấy bước. Trần Trầm lạnh nhạt nói, nghiêm chỉnh mà nói là 7, 800 tu sĩ luyện hư thượng giới. Lúc hạ giới có chừng một ngàn đi qua một chút tự giết lẫn nhau còn có hơn 900, giờ đây U Minh có thể triệu tập nhiều như vậy đã coi là không tệ. 7, 800 tu sĩ luyện hư con người trương kỷ không ngừng co vào hắn không đi qua thượng giới không biết rõ thượng giới cường đại trong mắt hắn luyện hư chính là cao thủ một giới mười luyện hư nóng lòng có thể hủy thiên diệt địa lúc trước hai tộc nhân yêu đại chiến đánh kịch liệt như vậy hai bên tham chiến luyện hư cũng chỉ tạm tạm mấy chục người hiện tại ngược lại tốt trực tiếp tới bảy tám trăm thượng giới này luyện hư không đáng tiền như thế sao lại nhìn đại ca vẫn như cũ mặt không đổi sắc cũng không biết hai năm qua đại ca đến cùng trải qua chuyện gì. Trần Trầm bất động thanh sắc đổi gương mặt, lẳng lặng chờ đợi bóng mờ từ chân trời phủ xuống. Mười mấy cái hô hấp sau, U Minh dẫn đầu rơi xuống đất, đi tới trước mặt tà linh, thấy gần đó cũng không có đại tông môn gì, lông mày của hắn theo bản năng nhíu lại. Người chính là tà linh tuyên bố phát hiện di hài của điện chủ. Đại tông môn đâu, di hài của điện chủ đâu, tà linh đã sớm bị trần trầm giáo dục qua một hồi, vội vàng nói đại nhân người hạ giới này không thấy qua việc đời ta tùy tiện lấy ra chút linh thạch cực phẩm bọn hắn đã bán di hài của điện chủ cho ta về phần tông môn kia cách nơi này vẫn còn tương đối xa tại hạ không dám để cho đại nhân đi xa cho nên sớm tới nơi này nghinh đón u minh nghe đến đây thần sắc hòa hoãn rất nhiều hỏi di hài đâu tà linh hít sâu một hơi lấy di hài của điện chủ do trần trầm tìm được từ trong nhẫn chữ vật ra nhìn thấy thì cốt bình thường sắp mục nát một nhóm tu sĩ phía sau U Minh chửi âm lên người mắt mù đúng không di hài của điện chủ sẽ là cái như vậy sao lãng phí thời gian của ta U Minh giơ tay lên làm ra một thủ thế im lặng âm thanh của đám tu sĩ im bặt dừng lại đối mặt với U Minh bọn hắn vẫn tương đối kính sợ bởi vì lúc trên đường đi hễ gặp được tu sĩ thượng giới không đến tập kết toàn bộ bị U Minh giết đi đây là di hài của điện chủ đời trước u minh buồn vô cớ nói hắn vừa nghe lời này phía sau càng yên tĩnh điện chủ đời trước trời sinh nắm giữ tam nhãn thần thức vô cùng cường đại bộ tộc này ở thượng giới số lượng đều cực kỳ thưa thớt mà một giới này là không thể nào có cuống chi hắn mang trong người lệnh bài của điện chủ u minh vừa nói vừa lấy lệnh bài trên thi hài xuống lúc này những tu sĩ kia phía sau hắn mới ý thức được cái lỗ thủng thứ ba trên chán di hài không phải bị đánh đi ra mà là trời sinh tà lịch công lao của ngươi không nhỏ, chờ trở lại thượng giới có thể trực tiếp gia nhập tà thần điện. U Minh nhìn về phía Tà Linh cười nói, hà, Tà Linh mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. thẳng đến lúc này hắn vẫn không biết rõ Trường Đạo Hiếu kia muốn làm gì. Yên lặng tìm được di hài của Điện Chủ, sau đó nhường công lao cho mình, chẳng lẽ trên đời này thật có người tốt như thế này? Ha ha, Tông môn cất giữ di hài ở phương hướng nào? Ta muốn xem thức hải của điện chủ còn ở đó hay không." U Minh tiếp tục nói, lúc hắn hạ giới, sư phụ đã từng đề cập tới thức hải của điện chủ đời trước. Mà đó cũng là ban thưởng cho hắn, nếu không hắn như thế nào đều khó có khả năng đi tới thế giới này. Tà Linh nghe vậy theo bản năng nhìn về phía Trần Trầm, nên trả lời thế nào? Trần Trầm không sớm nói với hắn. Trần Trầm liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn phía sau U Minh một chút. Bảy tám trăm luyện hư lúc này đã đều ở trong phạm vi của trận pháp, hắn cũng không cần thiết tiếp tục chờ đợi. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm thôi động linh lực, trong chớp mắt thiên địa biến sắc, một trận pháp bao trùm phương viên hơn 10 dạm đột nhiên xuất hiện, bao phủ tất cả mọi người vào trong đó. Trận pháp này vừa ra, trong thiên địa sát cơ nổi lên bốn phía, đủ loại linh lực luồng khí xoáy như kiếm khí tùy ý ngang dọc, một chút luyện hư thượng giới ở phía ngoài bị luồng khí linh lực xoáy trúng, tại chỗ bị oanh nhục thân nghiền nát đối mặt biến cố bất thình lình sắc mặt u minh bỗng nhiên đại biến cao giọng quát có mai phục dứt lời hắn từ trong ngực trực tiếp lấy ra vậy bảo hộ pháp bảo chuẩn bị bảo vệ tất cả tu sĩ bốn phía nhưng hắn vừa rồi duỗi tay ra còn chưa thôi động cổ tay đã bị nắm chẳng biết tại sao cảm giác đó làm cho hắn hết sức quen thuộc là ngươi tuy tướng mạo người trước mặt này xảy ra biến hóa nhưng lực đạo đáng sợ kia lại không xảy ra chút biến hóa nào cho nên hắn trực tiếp nhận ra trần trầm thương hại cổ tay này của hắn vừa mới thông qua đan dược khôi phục không sai biệt lắm giờ đây lại phải gặp khó a à, nếu các ngươi cầm bộ hải cốt này đi thì tốt ta cũng không cần thiết phải làm như vậy trần trầm sâu kín thở dài trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ lúc này u minh mới nhớ tới lúc đó trần trầm tới sắc mặt trở nên cực độ xấu xí sau đó hắn dứt khoát đột nhiên kéo một cái, chủ động làm gãy cổ tay của mình. Đến, cùng lúc đó, tay hắn điểm ra kia đối với bảo hộ pháp bảo kia của mình. Trong chớp mắt, bảo hộ pháp bảo bay lên trời, phi tốc khuếch trương. Đến cái đầu ngươi, sao Trần Trầm có khả năng để hắn bảo vệ tất cả tu sĩ? Vạn hóa thần phong bay ra, cũng không thôi động linh lực, mà lấy một lực lượng đỉnh phong giới này có thể tiếp nhận vung ra. Trong tích tắc tiếp xúc đến bảo hộ pháp bảo kia đặc hiệu linh lung thần kim phát động, trong khoảnh khắc trở nên nặng càng vạn quân. Âm, um, một tiếng nổ vang kinh thiên truyền ra, bảo hộ pháp bảo như sao băng rơi xuống mặt đất, thẳng xuống dưới đất hơn ngàn mét, chờ đến khi dừng lại, trên nó đã hiện đầy lít nha lít nhít vết rạn. Mà ngắn ngủi thời gian chốc lát này, đại trận đã tru diệt mười mấy tu sĩ luyện hư, một bên Tà Linh nhìn trận mắt hốc mồm, căn bản không dám có chút động đậy. Chương 500 tàn sát hầu như không còn người đây là đang tìm cái chết người cho rằng diệt đám người này tà thần điện chúng ta sẽ buông tha cho giới này sao u minh tức giận quát trên mình linh khí ầm vang bộc phát trần trầm im lặng không nói gì hắn tất nhiên biết tà thần điện không phải tông môn dễ dàng vứt bỏ như vậy hắn giết những luyện hư tu sĩ này nói không chừng sẽ càng tức giận tà thần điện lần sau có lẽ sẽ phái càng mạnh hơn đến hạ giới nhưng hắn biết thì như thế nào nếu như không diệt đám người này hiện tại hạ giới sẽ không chịu nổi nếu có một ngày hạ giới bị tà thần điện hủy diệt hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào hắn chỉ có thể cầu mình không thẹn với lương tâm chí ít hắn đã từng cố gắng cứu vãn một giới này u minh thấy ánh mắt trần trầm vô cùng kiên định trong lòng lạnh một nửa biết hôm nay sợ là tránh không được một trận đại chiến làm điện chủ đệ tử tà thần điện hắn cũng không phải một người không quả quyết nếu quyết định toàn lực một trận chiến. Vậy thì chiến thôi, vừa nghĩ vậy, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, trường kiếm đen kịt từ phía sau hắn gào thét bay ra, trên trường kiếm bám vào hai đạo lực lượng pháp tắc, vừa rồi phát lực đã đạt đến lực lượng cực hạn của một giới này. Trần Trầm bình tĩnh nhìn hắc sắc trường kiếm kia, lực lượng mạnh nhất một giới này chỉ có thể tới luyện hư đỉnh phong. Mà luyện hư đỉnh phong thì vô luận như thế nào đều khó có khả năng trọng thương hắn hắn muốn làm chỉ là ngăn chặn U Minh này. U Minh đại nhân cứu ta, cái trận pháp đáng chết này, sao lại không xông ra được? Ta không cam tâm, bốn phía vang lên thanh âm cầu cứu, thanh âm căm phẫn, âm thanh trước khi chết liên tiếp vang lên. Trần trầm thờ ơ, U Minh cũng vô cùng bình tĩnh. Một giây sau, trường kiếm của hắn trực tiếp gào thét ra, kích xạ về phía Trần Trầm. Nửa canh giờ sau, Trần Trầm và U Minh còn chưa đánh ra kết quả, bốn phía bảy tám trăm tu sĩ luyện hư đã vẫn lạc hơn phân nửa. Còn thừa lại đến tuyệt đại đa số đều là tu sĩ luyện hư đỉnh phong. Mà giờ khắc này, bọn hắn cũng đã đến ranh giới vẫn lạc, một chút tu sĩ bắt đầu hướng cầu xin Trần Trầm tha thứ, cũng có muốn tự bạo đồng quy vu tận với Trần Trầm. Nhưng mà vô luận bọn hắn thế nào, đều lay động không được Trần Trầm một chút. Sắc mặt u minh xấu xí đến cực điểm, trong nửa canh giờ này hắn nghĩ qua đủ loại biện pháp muốn cứu một chút đệ tử tà thần điện nhưng vô luận biện pháp gì đều bị người trước mặt này ngăn cản khiến hắn không thể tin được trước mặt người này là tu sĩ một giới này một giới này làm sao có người có thể có nhiều thủ đoạn như thế quả thực không thua thiên kiêu thượng giới bao nhiêu mắt thấy lấy càng ngày càng nhiều tu sĩ vẫn lạc hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng thử ra tay một lực lượng thôn vệ từ trong bàn tay hắn truyền ra lực lượng thần thức của tu sĩ vẫn lạc lưu lại trên bầu trời bắt đầu bay về phía hắn. Cái này là thôn thần bí điển mà đệ tử thân truyền tà thần điện bọn họ mới có tư cách tu luyện. Trần Trầm nhìn thấy một màn này, nhíu mày, trần chờ một lát, hắn cũng thử ra tay, một lực lượng thôn phệ cường hoành hơn U Minh gấp 10 lần truyền ra, trên bầu trời tất cả lực lượng thần thức như là trăm sông hợp thành biển đồng thời hội tụ về phía hắn. Cả một chút sắp bị U Minh thôn phệ hấp thu cũng không ngoại lệ u minh thấy vậy vô cùng khiếp sợ ai có thể nghĩ tới không ngờ người trước mặt này lại cũng biết thôn thần bí điển hơn nữa tu luyện còn cao hơn hắn không chỉ gấp mấy lần ngươi đến cùng là ai u minh kinh thanh hỏi trần trầm im lặng không lời chỉ là lẳng lặng hấp thu lực lượng thần thức cũng không lâu lắm mấy trăm lực lượng thần thức luyện hư đã bị hắn hấp thu không còn nhưng mà giờ đây thần thức hắn đạt tới hợp thể cảnh mấy trăm thần thức luyện hư đối với hắn trợ giúp tương đối có hạn hắn không nói chuyện ngược lại là u minh nghĩ đến chuyện gì đồng thời lộ ra thần sắc bừng tỉnh hiểu ra có phải ngươi đạt được truyền thừa của điện đời trước chủ hay không trần trầm nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng mà nghiêm chỉnh mà nói hắn xác thực xem như đạt được truyền thừa của tà đế phải biết hạo nhiên thánh quang quyết này của hắn cũng không phải chậm rãi tu luyện học được mà là trực tiếp hấp thu ký ức của tà đế học được cho nên ngay từ đầu hắn đã sử dụng vô cùng thuần thục hạo nhiên thánh quang quyết khó trách thủ đoạn của ngươi nhiều như vậy. Thì ra là thế, thì ra là thế, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cũng coi là người của tà thần điện chúng ta, hà tất đối nghịch với tà thần điện chúng ta. U Minh lại hỏi, Trần Trầm nghe đến đây thản nhiên nói, ta cũng không có cách, một giới này là nơi sinh ta nuôi ta, ta chỉ muốn bảo vệ một giới này. U Minh nghe vậy không nói cái gì nữa, tuy trong lòng hắn, một giới này không sớm thì muộn cũng thuộc về tà thần điện, nhưng người trước mặt này cách làm hắn cũng có thể lý giải tà thần điện nắm trong tay rất nhiều tiểu thế giới cơ hồ mỗi thế giới đều sẽ cách một đoạn thời gian xảy ra bạo động xuất hiện mấy tu sĩ tương tự với người trước mặt này duy nhất khác biệt là người trước mặt này so với những người kia mạnh hơn nhiều lắm nhưng lại có quan hệ với điện chủ đời trước sư huynh cứu ta bên cạnh lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết sau đó tu sĩ cầu cứu đã bị linh khí của trận pháp đánh trúng vẫn lạc tại chỗ u minh liếc mắt nhìn sư đệ kia vẫn lạc lại nhìn xung quanh lúc này chỉ còn dư lại vụn vặt lẻ tẻ mấy cường giả còn đang chống cự nhìn thấy một màn này hắn hít một hơi thật sâu lúc này di hài của điện chủ đã tới tay hắn không làm gì được người trước mặt này tu sĩ khác hắn cũng không thể có lực lượng cứu đã như vậy hắn còn lưu ở nơi này làm gì nghĩ tới đây hắn quát lớn với trần trầm có dám báo tên ra hay không trần trầm cười nhạt một tiếng cao giọng trả lời. Ha ha, ta đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, ta họ viên, tên Kình Thiên. Tốt, viên Kình Thiên, một ngày nào đó, chúng ta còn sẽ gặp mặt. U Minh rớt lời chém ra một kiếm, một kiếm này hắn trực tiếp phát huy toàn lực, không gian đều bị chém ra một vết nứt to lớn. Trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một hồi oanh minh, thật nhiều lôi đình thay nhau đánh xuống, xuyên thấu trận pháp, đánh vào trên người U Minh. U Minh mặt không đổi sắc, chỉ là gắt gao nhìn trần trầm nhưng mà mấy tức thời gian hắn đã tại chỗ phi thăng sát trận tuy lợi hại nhưng vẫn không thể ngăn cản được thiên địa quy tắc trần trầm nhìn thấy một màn này cũng không ngăn cản hắn đã sớm biết đồ đệ của điện chủ tà thần điện không phải dễ giết như vậy cho dù u minh này không phi thăng chỉ sợ cũng còn có bảy tám phương pháp thoát khỏi sát trận này sau khi u minh phi thăng các tu sĩ thượng giới khác triệt để tuyệt vọng bắt đầu điên cuồng cầu xin tha thứ Trần Trầm quét mắt bọn hắn một chút, lấp lóe mấy cái, trong thiên địa trở nên thanh tịnh, chỉ còn giữ lại tà linh nằm trên mặt đất lạnh run và trương kỵ ở ngoài danh giới đại trận một mặt phức tạp. Trần Trầm rơi xuống bên cạnh trương kỵ, hủy đại trận, nói. Tu sĩ luyện hư từ thượng giới đến hạ giới còn có ít cá lọt lưới, người mau chóng tìm ra diệt. Nếu không khó tránh khỏi sẽ chết rất nhiều sinh linh, đại ca, ta hiểu được, ta sẽ liên hệ người lưu ý những thứ này. Trương Kỵ dứt lời lấy ra lệnh bài truyền tin bắt đầu truyền tin. Trương Kỵ, người sắp bước vào luyện hư rồi phải không? Trần Trầm vỗ bả vai Trương Kỵ cười hỏi. Đúng, thế nhưng so sánh với đại ca, ta còn kém xa. Trương Kỵ cười có chút gượng ép, nhìn một phen thao tác vừa rồi của đại ca, hắn tự nhận đời này chỉ sợ đều đuổi không kịp đại ca, khiến hắn có chút nản lòng thoái chí. Phải biết hắn tìm tới không ít cơ duyên mới đến loại cảnh giới này mà đại ca thì sao không chút nghe nói có cơ may lớn gì lại có thể có thành tựu như bây giờ khiến hắn không nhịn được nghĩ lên một câu dựa vào vận khí đó là đi không xa chỉ có tự mình cố gắng mới có thể đến nhân sinh đỉnh phong đại ca chính là một ví dụ rất tốt đợi sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng theo ta đi thượng giới thượng giới cơ duyên càng nhiều đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta có thể có cơ hội kể vai chiến đấu trần trầm khích lệ nói hắn ở thượng giới đã để Kim Thánh Tông chuẩn bị rất nhiều pháp bảo, trừ cái đó ra, hắn còn có không ít linh thạch, chỉ cần cam lòng tốn linh thạch, trong thời gian ngắn sẽ nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Có những tư nguyên này, hắn tin tưởng không được bao lâu là có thể bồi dưỡng đám tiểu đồng bạn của mình thành cao thù. chương 501, trở về, đi thượng giới, ta có thể liên lụy đại ca hay không? Trương Kỷ có chút không tự tin nói, thấy nhiều luyện hư như vậy, hắn tuy còn chưa trải qua, nhưng đã mơ hồ cảm nhận được thượng giới cường đại. Hắn là một nguyên thần đỉnh phong, đến thượng giới, sợ rằng sẽ trở thành tầng dưới chót nhất. Tuy trong lòng của hắn hướng về thượng giới thánh địa tu hành, nhưng hắn càng sợ liên lụy đại ca. Trần Trầm cười lắc đầu nói, "Yên tâm, ta ở thượng giới đã có một căn cứ địa nhỏ. Ngươi ở trong đó tu hành là được rồi, không cần lúc nào cũng phải ở bên cạnh ta." Trương Kỵ nghe vậy đại hỉ, đồng thời cũng càng sùng bái đối với Trần Trầm. Đại ca mới phi thăng tới thượng giới hai năm, không ngờ đã có của thế lực của mình. Đại ca chính là đại ca, cho dù đến thượng giới, vẫn như cũ là nhân kiệt. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết phải tiếp tục ra mồm, lập tức đáp ứng. Tiếp theo hai người thu dọn chiến trường một chút, cầm chút ít nhẫn chữ vật mang theo tà linh về tới đại liên minh. Không còn U Minh, tu sĩ thượng giới còn lại cũng chỉ là một chút quân ô hợp, trần trầm chờ đợi ở hạ giới một tháng đã bắt được hơn mấy chục người, sau đó rốt cuộc không nghe nói nơi nào còn đổ sát quy mô lớn. Nhìn khi còn có mấy con cá lọt lưới, phòng trừng cũng không tạo nổi sóng gió gì. Tu sĩ hạ giới bằng vào những pháp bảo hắn đưa kia hẳn là có thể đủ giải quyết. Bình tĩnh mấy ngày sau, Trần Trầm quyết định rời khỏi hạ giới. Một ngày này, hắn triệu tập một đám tu sĩ và người quen trong Đại Liên Minh đến. Tích Sương, Viên Kình Thiên, Trương Kỵ, Lão Hắc, còn có phụ mẫu các loại. Hắn đã sớm nói, toàn diện đều sẽ cùng hắn đi, mấu chốt là những người khác ý nguyện. Các vị, sắp tới ta sẽ dẫn một nhóm người đi thượng giới, có ai nguyện ý đi sao? Trần Trầm vừa dứt lời, một đám người phản ứng, nhưng mà cũng có người lặng yên không lên tiếng. Giống như Sinh Phàm và Tiểu Hoa, Trần Trầm nhìn bọn hắn một chút, đã biết tâm ý của bọn hắn. Hai người bọn hắn gánh vác hy vọng của Yêu Khanh, giờ đây đã là cao thủ luyện hư hậu kỳ. Nếu như cứ đi thẳng như thế, vậy sau này thực vật yêu tộc ở hạ giới có thể dựa vào ai? Ngược lại là tiểu hoàng đần độn, hắn có thể đưa đến thượng giới. Còn có một chút lão tu sĩ nhân tộc, nói chung cũng tâm tính này, không yên lòng nhân tộc ở hạ giới, cho nên lựa chọn lưu lại hạ giới. Đối với những người này, trong lòng Trần Trầm tương đối tôn trọng. Một lát, nên suy nghĩ cũng kém không nhiều suy nghĩ kỹ càng, Trần Trầm nhìn một chút hơn 20 tu sĩ luyện hư của đại liên minh trong đó có 8 người nguyện ý cùng hắn đi thượng giới. Những người khác tất cả đều lưu lại hạ giới, bao gồm sư phụ Ngọc Quỳnh của hắn, cũng bao gồm Hồ Tiên Nhi. Nếu mọi người đều có lựa chọn của mình, ta đã không còn gì để nói, nguyện ý đi theo ta nhanh đi về chuẩn bị một chút. Cáo biệt người quen, nửa ngày sau, chúng ta xuất phát. Trần Trầm vừa dứt lời, tám tên tu sĩ kia nhanh chóng rời khỏi, chờ sau khi bọn hắn đi, Trần Trầm đi tới trước mặt sư phụ Ngọc Quỳnh, đưa một chiếc nhẫn chữ vật vào trong tay nàng. Sư phụ, trong này có chút tài nguyên, có thể bảo đảm các người đều có thể phi thăng, trừ cái đó ra, còn có luyện đan thuật và đủ loại công pháp bí thuật ở thượng giới. Người cất kỹ, nếu có cơ hội, ta sẽ còn trở về hạ giới. Ngọc Quỳnh tiếp nhận nhẫn chữ vật cảm ứng một phen, trên mặt lộ ra nụ cười vừa ý, xem ra ngươi còn có lương tâm, nhớ kỹ, nếu ở thượng giới nhặt được cái gì tốt, nhớ kỳ lưu cho ta một phần, chờ sau khi hạ giới triệt để yên ổn, ta sẽ đi lấy. Tốt, Trần Trầm gật đầu cười. Chủ nhân, lúc này tiểu hoa từ xa đột nhiên chạy tới. Trần Trầm thấy trong mắt tiểu cô nương lóe ra nước mắt, trong lòng cũng có chút không nỡ. Tiểu hoa, nếu không ngươi theo ta cùng đi thượng giới. Không, chủ nhân, ta không thể có lỗi với yêu khanh tỷ tỷ, người mang cái này đến thượng giới đi, Tiểu hoa vừa nức nở vừa từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một hạt giống nho nhỏ. Đây là, Trần Trầm tiếp nhận hạt giống, Hiếu Kỳ hỏi, đây là hạt giống yêu thần hoa. Trần Trầm nghe vậy nao nao, sau đó trân trọng thu hạt giống vào. Nửa ngày sau, Trần Trầm bay về phía vô tận hài. Mà trong không gian trang bị hắn sớm chuẩn bị đã xếp vào trọn vẹn mấy chục người. Trừ cái đó ra, ở bên cạnh hắn còn có hơn 10 tu sĩ thượng giới, tà linh cũng ở trong đó hắn muốn mang người đi thượng giới cũng không phải đơn giản như phi thăng mà là phải đi tới không gian thông đạo mà không gian thông đạo kia thông đến chính là tà thần điện càng mấu chốt là lúc này u minh đã về tới thượng giới tuy sau khi phi thăng nơi xuất hiện cực kỳ ngẫu nhiên nhưng giờ đây đã qua một tháng có lẽ u minh đã đến tà thần điện hắn muốn giấu giếm được u minh xen lẫn trong nhóm người này rời khỏi tà thần điện là khó như lên trời một chút mất tập trung nói không chừng sẽ hại một nhóm người bên cạnh. Cũng may tính mạng của hơn 10 tu sĩ này giờ đều bị hắn dùng bí thuật khống chế, đến lúc đó sẽ phối hợp với mệnh lệnh của hắn. Một đám người phi hành mấy ngày, đến khu vực vô tận hải. Trần trầm về tới hòn đảo thương minh bố trí cực kỳ xa hoa, giờ đây lục đậu ở lại đây. Trong lòng hắn là muốn đưa lục đậu đến thượng giới, dù gì thì thiên phú thần thông của lục đậu dùng quá tốt, nhưng hắn nhất định phải tôn trọng ý nguyện của lục đậu tiến vào cung điện trên đảo trần trầm rất nhanh nhìn thấy lục đậu đang bơi lội trong biển lục đậu cũng nhìn thấy trần trầm đột nhiên nhảy lên trên đầu trần trầm bắt đầu ngao ô gầm nhẹ sách cũng có tu vi nguyên thần cảnh lục đậu người nguyện ý theo ta đi thượng giới chứ trần trầm cảm ứng một thoáng tu vi của lục đậu cười hỏi tuy mặt ngoài hắn đang cười nhưng trong lòng lại hết sức thấp thỏm lục đậu cũng không lên tiếng bốn móng vuốt ôm thật chặt đầu của trần trầm không buông một bên nữ hải yêu thanh lâm thấy vậy nhướng mày nói vương ngươi giờ đây còn nhỏ yếu nếu đi thượng giới chỉ sợ sẽ có nguy cơ lục đậu ngao ô hai tiếng ôm trần trầm vẫn như cũ không buông trào trong lòng trần trầm cảm động nhẹ nhàng ôm lục đậu xuống so với hai năm trước hình thể của tiểu gia hỏa này chỉ mới lớn một vòng nhỏ mắt thì trước sau như một nhỏ nhưng dù sao tiểu gia hỏa này cũng là dùng máu của mình ấp ra, cho dù hai năm không gặp, không muốn xa rời mình cũng không giảm thấp một chút. Theo ta đi thượng giới, ta sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ ngươi chu toàn. Trần Trầm nói nhỏ, mắt nhỏ của lục đậu nháy hai lần, sau đó tứ chi và đầu đột nhiên co rụt lại, tất cả đều rụt lại vào trong mai rùa, một lát sau mới chui ra. Giống như nói chỉ cần gặp được nguy cơ, nó sẽ trốn vào trong mai rùa, Trần Trầm thấy vậy dở khóc dở cười nhất định ta phải tùy thời theo bên cạnh vương. Thanh Lâm thấy lục đậu muốn đi thượng giới với Trần Trầm, lập tức hung hăng chừng Trần Trầm một chút biểu thị nói. Không thành vấn đề, Trần Trầm tự nhiên không có ý kiến gì, mang mấy chục người là mang, mang nhiều một Thanh Lâm cũng là mang. Thanh Lâm thấy vậy quay người rời khỏi cung điện, nhảy vào trong vô tận hải. Ước chừng qua một canh giờ sau mới lên bờ, xem bộ dáng là đi an bài chuyện yêu tộc ở vô tận hải. Đợi nàng lên bờ, Trần Trầm không tiếp tục trì hoãn nữa, bay về hướng Tây, lại phi hành 7 ngày, rốt cục đi tới nơi mình phủ xuống. Giờ phút này, cái cửa vượt giới kích thước bằng một người vẫn đứng ở trong hư không, chỉ nhưng mà tâm cảnh một đám người lại đều xảy ra biến hóa. Nhất là những tu sĩ thượng giới bị Trần Trầm khống chế, từng người căng thẳng đến cực điểm. Lúc trước bọn hắn không nghe lệnh tập hợp của U Minh, tuy nhờ vậy tránh thoát một kiếp, nhưng giờ đây trở về, còn có thể có quả ngon để ăn sao? Tất nhiên, nhất sợ không phải bọn hắn, mà là Tà Linh. Cũng là vì U Minh nghe hắn lời nói, mới tiến vào mai phục, hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng kết cục bi thảm sau khi về đến Tà thần điện. "Ngươi chỉ có nghe ta mới có một chút hy vọng sống, hiểu chưa?" Trần Trầm yên tĩnh liếc mắt nhìn Tà Linh, trầm giọng nói. "Hiểu rõ." Tà Linh nơm nớp lo sợ trả lời, tuy hư không chi môn bên kia thông lên không phải chính điện của Tà thần điện, nhưng cũng là một chỗ phân điện mà phân điện thì có cường giả độ kiếp kỳ muốn chỉnh trị chỉ hắn dễ như trở bàn tay các ngươi cũng là như thế đứng có làm một bộ kinh hãi quá mức như vậy sau khi trở về nhớ kỹ nói theo lúc trước ta dạy cho các ngươi trần trầm lại quét mắt một vòng những người khác lạnh giọng quát mọi người nghe vậy bắt đầu điều chỉnh cảm xúc cũng không lâu lắm tất cả mọi người đã khôi phục bộ dáng bình tĩnh trần trầm thấy vậy hít sâu một hơi dẫn đầu bước vào trong hư không chi môn Chương 502 Kim Thiền Thoát Xác, cảm giác trời đất quay cuồng quen thuộc truyền đến, mấy hơi thở sau, Trần Trầm xuất hiện trong một đại điện tĩnh mịch, ngay sau đó từng luyện hư tu sĩ ở sau lưng của hắn xông ra. "Trở về, chờ tất cả mọi người rơi xuống đất, một âm thanh lãnh đạm từ đằng xa truyền đến." Trần Trầm nhìn đi qua, người nói chuyện không phải ai khác, chính là Tà Thần Điện trưởng lão lúc đó. Nhìn thấy Tà Thần Điện trưởng lão này, Tất cả mọi người không tự chủ được cúi đầu để che giấu tâm tư trong mắt. Giới kia xảy ra chuyện U Minh đã nói với ta, nhưng mà hắn giờ đây còn chưa trở về phân bộ mà thôi, ta nghe nói, lúc hạ lệnh chiêu mộ, các ngươi không theo triệu tập đi tập kết. Nói đến đây, ngữ khí của trưởng lão Tà Thần Điện đã âm u đến cực điểm. Trong đại điện xuất hiện một tia sát khí như có như không. Rất nhanh có người chống đỡ không nổi, quỳ rạp xuống đất, quát. Trưởng lão chúng ta là bị vây ở một chỗ nguy hiểm trong giới kia không thể đi ra, cho nên mới không nghe theo chiêu mộ. Thật sao? Vậy còn ngươi, ngươi gọi tà linh đúng không? Ta nghe U Minh nói đại quân trinh phạt là bởi vì ngươi mà rơi vào thổ dân hạ giới mai phục. Kết quả đại quân trinh phạt toàn diệt, ngươi lại bình an trở về, cái này giải thích thế nào? Tà thần điện nhìn về phía tà linh, tà linh nơi nào chịu nổi áp lực lớn như vậy, dọa đến hai chân không ngừng run rẩy, nói chuyện đều không lưu loát ta thấy ngươi là bị thổ dân bắt sống, lại tham sống sợ chết, mới phối hợp thổ dân dưới kia dẫn dụ bọn người u minh mắc câu. Ha ha, ngươi quả thật nên chết, âm thanh của trưởng lão tà thần điện càng lạnh lẽo, hù dọa tà linh lắc đầu liên tục. Không, ta không, nhưng mà đúng vào lúc này, ánh mắt trưởng lão tà thần điện đột nhiên sáng lên một cái. Âm, một tiếng vang rền, đầu tà linh trực tiếp nổ tung, vẫn lạc tại chỗ. Trong lòng trần trầm nhẹ nhàng thở ra, còn may tà thần điện trưởng lão không cho tà linh quá nhiều thời gian nếu không thật là có khả năng khai mình ra diệt sát tà linh trưởng lão kia vừa nhìn về phía đám người trần trầm phế vật đều là phế vật các ngươi những người này có một tính toán một vĩnh viễn mất đi tư cách gia nhập tà thần điện mặt khác trước khi u minh trở về toàn bộ đều phải ở trong phân điện này trưởng lão kia mắng một câu sau đó phất ống tay áo một cái quay người rời khỏi cùng lúc đó mấy đệ tử tà thần điện đi tới, không khách khí chút nào thôi táng mọi người đi ra ngoài, cũng không lâu lắm nhốt mọi người vào trong một trận pháp. Mười mấy người ở trong trận pháp lạnh run, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía trần trầm, hình như đang hạ quyết tâm gì đó. Cảm ứng được ánh mắt phía sau, trong lòng trần trầm vô cùng bình tĩnh. Không bị trực tiếp diệt sát, chuyện này với hắn tới nói chính là kết quả không tệ. Giờ đây tuy quản ở đây, nhưng hắn có lục đậu, tùy thời đều có thể phá trận rời khỏi. Duy nhất có độ khó là như thế nào dưới mí mắt trưởng lão kia rời khỏi tà thần điện này. Về phần đám người phía sau hắn, toàn bộ đều phải chết, vì an toàn của thân cận mình, hắn nhất định phải làm đến giọt nước không lọt. Vị tiền bối này, chúng ta đã nghe ngươi mới trở về tà thần điện này. Giờ đây làm thế nào mới tốt? Đúng vậy, đúng vậy, U Minh Đại Nhân trở về sẽ giết chúng ta hay không? Tiền bối, chúng ta phải làm gì? Cũng không lâu lắm, có người không kiên nhẫn được nữa, bắt đầu nhỏ giọng hỏi thăm. Trần Trầm liếc mắt nhìn đệ tử Tà Thần Điện thủ vệ bên ngoài kia, thản nhiên nói: "Chờ cơ hội, bởi vì đại quân trinh phạt lần này đều là tu sĩ luyện hư, cho nên vô luận là trận pháp giam giữ đám người mình, hay là đệ tử Tà Thần Điện thủ vệ đều không mạnh. Giống như đệ tử trông coi ngoài trận pháp kia, chỉ có tu vi phân thần kỳ, hắn dễ như trở bàn tay là diệt sát được rồi." "Chờ cơ hội." chờ U Minh trở về sao? Hắn luôn luôn bất cận nhân tình, ta thấy hắn 89 phần 10 sẽ giết chúng ta. Có người căng thẳng nói, ngữ khí đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Trần Trâm thản nhiên nói, ngươi đừng quên, chúng ta là số ít tu sĩ trừ hắn ra từ giới kia trở về, bất kể như thế nào, chúng ta đều có chút quen thuộc đối với giới kia. Nếu tả thần điện muốn tiếp tục chinh phạt giới kia, giữ lại chúng ta hữu dụng hơn chúng ta nhiều. Đúng là có đạo lý như thế, nghe được lời nói của trần trầm một đám người trong mắt lại tràn đầy sinh hy vọng chờ đến đêm khuya trần trầm đột nhiên lấy ra một viên đá ra khoe khoang nói đối với người chung quanh các ngươi nhìn một chút đây là ta từ giới kia đạt được tên là bạch hổ tinh phách thạch trong này cất giấu một tia tinh phách chân linh mọi người xung quanh nghe đến đây trong mắt không có chút thèm muốn nào chỉ có gì đó quái lạ bạch hổ tinh phách thạch tất nhiên là bảo bối tốt nhưng lúc này là lúc khoe khoang sao người này hẳn là có bệnh bạch hổ tinh phách thạch vận khí của tiểu tử ngươi không tệ từ bên ngoài trận pháp truyền đến một đạo âm thanh lờ mờ trần trầm ngẩng đầu nhìn ra chỉ thấy chẳng biết lúc đệ tử thủ về kia nào đã đứng lên đang cười như không cười nhìn hắn đại nhân không biết ngươi có biết u minh đại nhân hay không nếu như ngươi biết chờ sau khi hắn trở về có thể thay ta nói tốt vài câu hay không bạch hổ tinh phách thạch này sẽ là thù lao trần trầm giả vờ cười nịnh nọt nâng lên bạch hổ tinh phách thạch cẩn thận từng ly từng tí nói đệ tử thủ vệ kia nghe vậy hai mắt sáng lên hắn và u minh thực ra không quen địa vị khoảng cách cũng lớn nhưng vật liệu đưa tới cửa không có lý nào hắn lại từ chối nói tốt hay không nói tốt đối với những người này khác nhau ở chỗ nào đám người này trong mắt hắn không sớm thì muộn đều là một chữ chết nghĩ tới đây hắn cười nói ta xác thực rất quen với sư đệ u minh Lúc trước khi hắn còn chưa bái nhập môn hạ của điện chủ còn gọi ta một tiếng sư huynh đây." Trần Trầm vui mừng quá đỗi nói, "Quá tốt rồi, tiền bối, thứ này ngươi cần phải nhận lấy, là tâm ý của ta." Đệ tử thủ vệ kia giả bộ khó xử, Trần Trầm thì hung hăng bước lên chân một người tu sĩ bên cạnh, tu sĩ kia lập tức rên khẽ một tiếng. Thủ vệ đệ tử thấy vậy đầu tiên là có chút mờ mịt, sau đó lập tức phản ứng lại, vội vàng nói, "Kêu cái gì mà kêu?" Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Dứt lời hắn tương đối tự nhiên mở trận pháp ra, đi vào trong đó. Lúc này hắn cũng không khỏi có chút bội phục tiểu tử nắm giữ Bạch Hổ tinh phách thạch này, làm việc còn cơ trí như vậy, còn tìm lý do cho hắn. Tiến vào trong trận pháp, phải biết tuy trưởng lão không thể nào triển khai toàn bộ thần thức 24 giờ, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tất cả mọi người trong điện, nhưng một chút dị thường vẫn sẽ dẫn tới hắn chú ý bất ngờ mình thu vật liệu của tiểu tử này nói không chừng sẽ bị lưu ý đến nhưng nếu như cẩn thận một chút bí mật một chút sẽ không có vấn đề không có việc gì ta không sao tu sĩ kia ủy khuất quát mạng nhỏ của mình còn nắm giữ trong tay quái nhân này đừng nói quái nhân này đạp chân hắn cho dù là chặt chân hắn xuống hắn cũng phải nói không có việc gì không có việc gì thì tốt ha ha đệ tử thủ vệ cười nhạt nói sau đó bất động thanh sắc đi ngang đến bên cạnh Trần Trầm, đơn giản bố trí một trận pháp ngăn cản thần thức, cuối cùng duỗi tay ra muốn lấy đi bạch hổ tinh phách thạch trong tay Trần Trầm. Nhưng ngay khi hắn đưa tay ra, Trần Trầm cũng thu bạch hổ tinh phách thạch vào. Người đây là ý gì? Đùa nghịch ta, đệ tử thủ vệ kia giận tím mặt, nhưng nói được nửa câu, hắn đã nói không được nữa, bởi vì có một tay đã trực tiếp xuyên thủng bộ phận quan trọng của hắn, đồng thời đánh tan nguyên thần của hắn. Tu sĩ khác thấy vậy cực kỳ hoảng sợ, trong lúc nhất thời căn bản không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, dù sao thì mọi việc đều chỉ xảy ra trong chớp mắt. Trần Trầm không để ý tới bọn hắn, mà lấy tốc độ cực kỳ kinh người đổi lại y phục của đệ tử thủ vệ. Đồng thời khuôn mặt cũng biến thành giống đệ tử thủ vệ đó, tiếp đó nghênh ngang đi ra bên ngoài trận pháp. Chương 503: Chạy thoát. Sau khi thoát khỏi trận pháp, Trần Trầm đóng trận pháp lại, ngồi dưới đất khoanh chân tu luyện đồng thời không có chút ý tứ nào muốn rời khỏi lúc này đám người bị giam giữ trong trận pháp một rốt cuộc hồi thần lại không kềm nổi khâm phục độ lớn mật của người này dám trong tà thần điện phân điện chém giết đệ tử tà thần điện quả thực là không muốn sống nữa cái này nếu như bị phát hiện tuyệt đối sẽ chết rất khó coi nghĩ tới đây có người trong lòng có chủ ý truyền âm nói vị đạo hữu này người trả lại bản mệnh tinh hồn lệnh bài cho ta đi nếu không ta sẽ lớn tiếng ồn ào đến lúc đó người chịu không nổi trần trầm nghe được truyền âm nhìn hắn một cái sau đó lấy ra bản mệnh tinh hồn lệnh bài của hắn tiếp đó ngay trước mặt hắn bóp lệnh bài kia thành mảnh nhỏ trong mắt người kia lóe lên vẻ hoảng sợ không gì sánh kịp ngay sau đó trực tiếp nằm xuống đất vẫn lạc tại chỗ những người khác thấy vậy hù dọa đến sắc mặt một mảnh trắng bệch cũng không dám tiếp tục nhìn thẳng trần trầm càng không dám phát ra một chút âm thanh thấy người kia chết đi, Trần Trầm giả vờ một bộ lo lắng bộ dáng đi ra ngoài. Ngoài đại điện còn có hai đệ tử Tà thần điện, nhìn thấy hai đệ tử này, Trần Trầm từ tốn nói: Hình như trong đó có người bị tổn thương, giờ đây phát tác, xem ra sắp không được, ta không quá am hiểu về phương diện này, hay là các ngươi đi xem một chút. Có cái gì tốt để nhìn chứ, chết một hai gã không có việc gì, chẳng lẽ trưởng lão còn bởi vì một hai tu sĩ luyện hư trách tội ngươi và ta hay sao? một đệ tử tà thần điện khinh thường nói sau đó nghi ngờ nhìn trần trầm một chút chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác sư huynh này dường như chỗ nào không đúng nhưng lại không nói được đến cùng là không đúng chỗ nào nói cũng thế ta chủ yếu là sợ trong bọn họ có ai biết tin tức quan trọng nếu chết rồi đến lúc đó không tiện bàn giao ha ha cũng không biết những tu sĩ này ở hạ giới có đạt được đồ tốt khó lường gì hay không đúng rồi sư đệ ta trở về lấy chút vật liệu người trước giúp ta thủ một chút. Trần Trầm cười nói, hai đệ tử tà thần điện nghe vậy có chút khó khăn, nhưng nghĩ tới nếu người kia chết, mình có thể trước tiên tiếp xúc người kia, đồng thời hãy kiểm tra nhẫn chữ vật của đối phương. Lập tức lại động tâm, tốt, sư huynh ngươi đi đi, nhớ phải đi nhanh về nhanh, dù gì thì trưởng lão chính là an bài ngươi trông coi. Trần Trầm lên tiếng, tiếp đó quay đầu liếc mắt nhìn. Trong trận pháp thì thể đệ tử thủ hộ đã bị hắn bất động thanh sắc thu vào, chỉ nằm một luyện hư tu sĩ vừa rồi bị hắn giết về phần những người khác tất cả đều một cử động nhỏ cũng không dám như là con vịt chấn kinh nhìn thấy một màn này trong lòng trần trầm khẽ buông lòng nhanh chóng quay người rời khỏi bay về danh giới tả thần điện cũng không lâu lắm hắn đã thông qua hệ thống tìm được nơi ở của đệ tử này a à, các ngươi đều phải chết sau khi thở dài hắn lấy ra một đống bản mệnh linh hồn lệnh bài lần lượt bóp nát toàn bộ cùng lúc đó trong đại điện một đệ tử tà thần điện đang kiểm tra nhẫn chữ vật của luyện hư tu sĩ đã vẫn lạc đúng lúc này một người bên cạnh đột nhiên nằm xuống đất tại chỗ vẫn lạc cái này dọa hắn nhảy một cái xảy ra chuyện gì không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận lại một người nữa nằm xuống đất triệt để khí tuyệt những người khác rốt cục phản ứng lại hoảng sợ nói là hắn hắn muốn giết tất cả chúng ta ai người đang nói cái gì đệ tử tà thần điện một mặt mờ mịt căn bản không biết rõ người này tại nói cái gì. Âm, nhưng hắn vừa mở miệng hỏi, những người khác tựa như gặt lúa mạch ngã xuống, chỉ trong mấy hơi thở. Hơn 10 luyện hư tu sĩ đã toàn bộ ngã xuống, nhìn thi thể đầy đất, đệ tử tà thần điện kia hãi nhiên vô cùng, chết một hai người thì không có việc gì, nhưng nếu chết hết, hắn nơi nào gánh nổi trách nhiệm này? Hắn vô cùng lo lắng cho sư huynh tiếp nhận trông giữ những người này. Đã nói chỉ có một có tổn thương, xong, những người này chết quá kỳ quặc, đến tìm trưởng lão. Trong lúc vội vàng, hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng tai su sông ra ngoài. Cao giọng quát, trưởng lão, xảy ra chuyện, hắn gọi một cái, trưởng lão tọa chấn phân điện tà thần điện đột nhiên mở mắt, lắc mình một cái đi vào trong đại điện. Sao tất cả đều đã chết, nhìn thấy thi thể đầy đất, sắc mặt trưởng lão tà thần điện xấu xí đáng sợ, tức giận quát. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, sư huynh nói có người bị thương sắp không được hắn muốn trở về lấy chút vật liệu nói ta trước trông chừng nhưng ta đi vào không bao lâu những người này cả đám đều đã chết đệ tử tà thần điện kia một mặt vô tội nói trưởng lão nghe vậy cũng không nói lời nào trực tiếp đi vào trong trận pháp bắt đầu kiểm tra thi thể trong chốc lát đã tìm được nguyên nhân cái chết của những người này những người này trước đó bị người phân chia tinh hồn khó trách chết nhanh như vậy sau khi lẩm bẩm nói nhỏ một câu hắn đột nhiên ý thức được không đúng bởi vì thi thể nơi này thiếu đi một bộ chúng kế trưởng lão tà thần điện bừng tỉnh hiểu ra thần thức nháy mắt khuếch tán đến lớn nhất rất nhanh đã phát hiện phân điện danh giới trận pháp hộ điện có thêm một lỗ thủng đang chậm rãi chữa trị rất rõ ràng có người thừa dịp khi hắn đi tới đại điện bị những thi thể này hấp dẫn lấy điều tra nguyên nhân cái chết phá vỡ trận pháp phân điện chạy ra ngoài quả thực là buồn cười coi tà thần điện ta là nơi nào tức giận mắng một tiếng trưởng lão kia cơ hồ lấy tốc độ thuấn di rời khỏi phân điện đuổi theo nhưng mà vừa bay ra không bao lâu sắc mặt của hắn vô cùng xấu xí quay trở về phân điện bởi vì hắn đối với người chạy trốn kia không có nhiều ấn tượng căn bản không thể nào đuổi theo lúc trước hắn đến đại điện gặp đám người này người kia thật giống như đứng ở ngay trung tâm đám người toàn bộ thân thể đều bị người chung quanh che chắn càng mấu chốt là trong mắt hắn một nhóm luyện hư tu sĩ này chính là sâu kiến cho nên hắn căn bản không nghĩ quá nhiều cũng không quá mức lưu ý nếu không như thế hắn cũng sẽ không tùy tiện phái một phân thần tu sĩ thủ vệ không ngờ trong nhóm luyện hư tu sĩ này cũng xâm nhập vào một con dao long lấy tốc độ kinh người phá vỡ trận pháp của tà thần điện không nói càng mấu chốt là cơ chí kia không ngờ lại đùa bỡn một tu sĩ độ kiếp kỳ như hắn một trận nếu tin tức này truyền ra sợ rằng hắn sẽ biến thành trò cười của người khác, nghĩ tới đây, hắn càng tức giận, sau khi trần trầm thoát khỏi tà thần điện, trực tiếp lấy tốc độ cao nhất bay tới nơi có nhiều tu sĩ. Vừa rồi, hắn làm việc không tính quá nhiều, nhưng mỗi động tác đều là chi tiết, mặc dù đã cẩn thận đến cực điểm, nhưng nguy hiểm vẫn rất lớn, giờ phút này có thể chạy thoát, tâm tình của hắn đó là thư sướng tột cùng. Dù gì thì hắn chạy thoát, không chỉ là mạng nhỏ của mình có thể bảo toàn còn có mệnh của thân nhân và đám tiểu đồng bạn cũng như thế sau này tuyệt không mang mọi người mạo hiểm thật là đáng sợ ta thua không nổi sau khi thứ sướng là cực độ nghĩ mà sợ nếu lại có một cơ hội hắn nói không chừng sẽ không vội vã mang người nhà và các bằng hữu đến thượng giới phân thân này của hắn tổn thất nổi nhưng người nhà và các bằng hữu quả thực tổn thất không nổi xét đến cùng vẫn là thực lực không đủ mạnh trải qua mấy ngày đi đường Trần Trầm về tới phía trước sơn môn Lê Tiên Tông, nhìn thấy Lê Tiên Tông vui vẻ phồn vinh, Trần Trầm cười cười, lấy không gian trang bị ra. Một lát sau, một đám tu sĩ hạ giới nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Chương 504, bước vào hợp thể, nơi này chính là tông môn của ta. Trần Trầm chỉ lên Lê Tiên Tông trước mặt, giới thiệu nói với Hạ Tích xương. Hạ Tích xương quan sát tỉ mỉ một phen, nói, trong tông môn này, dường như nữ tu sĩ thật nhiều. Trần Trầm nghe đến đây có chút xấu hổ, giải thích nói, ta bình thường căn bản không ở trong tông môn, tính toán đâu ra đấy, thời gian ta ở trong tông môn cũng không cao hơn ba ngày. Lời này của hắn ngược lại không phải nói láo, từ sau khi Lê Tiên Tông và Ngọc Đỉnh Tông hợp lại, hắn đều rất bận rộn trong, chỉ trở về xem qua một chút, căn bản không ở trong tông môn một đêm nào. Hạ Tích Sương nhìn Trần Trầm một chút, cười nói, ta tin tưởng ngươi, nếu ngươi hái hoa ngắt cỏ còn có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra một tông môn. Vậy ngươi thật không phải là người, mà là thần tiên. Thần sắc của những người khác khác nhau, có người hưng phấn, cũng có người khiếp sợ, còn có người biểu lộ bình tĩnh. Giờ đây, Lê Tiên Tông Thoạt nhìn cũng chỉ không chênh lệch nhiều so với tứ đại tông môn ở hạ giới. Nhóm tu sĩ này nhìn trực quan, trong lòng không chịu được chấn động. Nhưng chờ thêm một đoạn thời gian, sau khi bọn hắn càng hiểu hơn thượng giới, tự nhiên sẽ biết có thể ở trong ngũ đại vực ở thượng giới thành lập được một tông môn thuộc về mình đến cùng khó khăn cỡ nào. Thu xếp tốt cho mọi người, tâm nguyện của Trần Trầm xem như chấm dứt, giờ đây bày ở trước mặt hắn chỉ có một nan đề, đó chính là thế nào để bản thể thu được tự do. Hơi cảm ứng một thoáng tình huống của bản thể, giờ đây bản thể lĩnh ngộ mộc chi pháp tắc đã sâu hơn không ít, nhưng nếu thuận thế lĩnh ngộ sinh chi pháp tắc, còn cách một đoạn. Trần Trầm xem ra chỉ ít còn phải tốn thời gian mấy năm. Càng mấu chốt là hắn không xác định sau khi mình giúp thiên hạt. Thiên hạt có thể tha hắn một lần hay không? Thời gian như nước chảy, sau khi trần trầm tiếp thân nhân bằng hữu hạ giới vào thượng giới, qua một đoạn cuộc sống bình tĩnh, bên phía tả thần điện cũng không truyền ra trinh phạt tin tức hạ giới. Trong nháy mắt, thời gian đi qua một năm, một ngày này, phân thân của trần trầm đang tu luyện, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Chúc mừng ký chủ bước vào hợp thể cảnh, phạm vi truy tung của hệ thống tăng lên 10 vạn mét. Đồng thời tặng hai lần cơ hội truy tung vật chỉ định trong phạm vi một giới. Nghe được thanh âm này, trần trầm mở mắt, bản thể bước vào hợp thể cảnh, quả nhiên, theo phía sau một chân linh tu luyện hay là có chỗ tốt, nếu hắn tự mình một người yên lặng khổ tu, không ra ngoài đi tìm cơ duyên thì muốn bước vào hợp thể chỉ sợ yêu cầu thời gian mấy năm. Giờ đây mới qua một năm, hắn đã chính thức bước vào hợp thể cảnh. Nhưng mà có chút đáng tiếc là bản thể cũng chưa thể lĩnh ngộ mộc chi pháp tắc thành sinh chi pháp tắc. Ngược lại là lĩnh ngộ xa chi pháp tắc của thiên hạt. Nếu có thể lĩnh ngộ xa chi pháp tắc này càng sâu đi xuống, có thể trở thành tịch diệt pháp tắc. Mà tịch diệt pháp tắc là pháp tắc cao cấp cùng cấp bậc với sinh chi pháp tắc. Hai lần cơ hội truy tung vật phẩm chỉ định, phạm vi truy tung bình thường cũng tăng lên gấp 10 lần. Trần trầm tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích, mặc dù chưa lĩnh ngộ được sinh chi pháp tắc, nhưng giờ đây như vậy hắn đã thỏa mãn. Sinh chi pháp tắc đó là pháp tắc cao cấp, như thiên hạt này loại chân linh sống không biết bao nhiêu năm cũng không lĩnh ngộ được, hắn có gì phải gấp. Đáng tiếc duy nhất là hệ thống đưa tặng là hai lần cơ hội truy tung chỉ định, mà không phải như lần kia tùy ý truy tung trong phạm vi một giới. Không tiếp tục suy nghĩ, trần trầm đứng lên, đi tới tảng thư các của Lê Tiên Tông. Một năm nay, Lê Tiên Tông được hắn ủng đã phi tốc phát triển, y trong tàng thư các cũng cất chứa một ngàn loại bí thuật. Trên vạn đủ loại thư tịch, trong đó không thiếu chân phẩm. Tất nhiên, chân phẩm đều là trong nhẫn chữ vật của tu sĩ luyện thể độ kiếp kỳ lúc trước. Ở nhờ bí thuật và đại lượng tài nguyên này, tu sĩ được hắn đưa đến thượng giới toàn bộ đột phá đến luyện hư trở lên. Nhưng mà tu vi bực này giờ đây trong Lê Tiên Tông chỉ có thể coi là đệ tử phi thường bình thường, khiến một đám tu sĩ nhận lấy đả kích không nhẹ. Trần Trầm ở trong tàng thư các xem một chút thư tịch giới thiệu tàng thư của thượng giới. Giờ đây đạt được hai lần chỉ định cơ hội truy tung vật phẩm, hắn chuẩn bị dùng xong chuyển đổi thành sức chiến đấu. Nếu đường đường chính chính tu luyện, đối với hắn quả thực không phải cuộc sống của người. Một năm mới tăng lên hai tiểu cảnh giới, thế này lúc nào có thể thành tiên? Ở trong tàng thư các nhìn ra ngoài một hồi, Trần Trầm rất nhanh đã tìm được mấy vật phẩm thất lạc của thứ thượng giới. Vật phẩm thứ nhất tên là Thiên Mộ Quỹ, chính là bản mệnh pháp bảo của tu sĩ Đại Thừa Thôi diễn thiên cơ cực mạnh mấy vạn năm trước. Sau khi tu sĩ kia bị thiên cơ phản vệ mà vẫn lạc, món pháp bảo này cũng mất bóng dáng. Theo truyền thuyết, trong pháp bảo này ẩn chứa liệt dương pháp tắc, có thể phần thần diệt tiên, đã có hơn ba chân linh chết trên tay pháp bảo này, cho dù là qua mấy vạn năm, pháp bảo này cũng đứng ở vị trí thứ 28 trên luyện khí bảng. Mà ở năm đó, pháp bảo này chính là pháp bảo mạnh mẽ xếp hạng trước 10 trong thiên địa. Vật phẩm thứ hai là trường sinh đan, là di vật một đan đạo đại tông sư lưu lại, nuốt vào có thể trường sinh tại thế. Nhưng mà đan dược này đã thành tinh, trở thành tu sĩ, tới bây giờ cũng không biết núp ở chỗ nào. Trừ cái đó ra, còn có mấy thứ đổ tốt. Trần trầm suy tư nửa ngày, Cuối cùng coi trọng bảo vật tên là Âm Dương Cung. Bảo vật này là bảo vật hơn 10 vạn năm trước do một tán tu tiếng tăm lừng lẫy trước khi phi thăng lưu lại. Tán tu này khống chế thời gian pháp tắc, là người mạnh nhất thượng giới lúc ấy, mà Âm Dương Cung này chính là một phụ trợ pháp bảo của hắn, truyền văn ở trong Âm Dương Cung trong tu luyện làm ít công to. Nhưng mà bởi vì pháp bảo này không thể đến được tiên giới, cho nên tán tu kia cũng không mang đến tiên giới, mà là lưu lại trong thượng giới này. Trước khi tán tu đó phi thăng đã bố trí đủ loại thủ đoạn, nói sẽ lưu pháp bảo này cho người hữu duyên, lại trôi qua hơn 10 vạn năm, pháp bảo này cũng chưa từng xuất hiện qua một lần. Có truyền văn pháp bảo này rơi vào trong tay mấy đại siêu cấp thế lực, nhưng mà mấy đại siêu cấp thế lực đều bác bò. Âm dương cung, trần trầm lẩm bẩm nói nhỏ, giờ đây hắn có vạn hóa thần phong trong tay, không thiếu bảo vật lực công kích cường đại, cho dù có đạt được bảo vật lợi hại hơn vạn hóa thần phong thì phân thân này của hắn cũng không sử dụng được về phần trường sinh đan hắn còn trẻ không lo cái này hiện tại hắn thiếu nhất là pháp bảo phụ trợ tu luyện loại pháp bảo này không chỉ có thể cho hắn dùng còn có thể cho những người khác dùng mà âm dương cung hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất nghĩ tới đây hắn chuẩn bị dùng hệ thống tìm kiếm một thoáng âm dương cung đến cùng ở nơi nào nhưng mà đúng vào lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng đập cửa gấp rút. Thiên vận đạo hữu là ta, có muốn chuyện gặp lại, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, trần trầm tiện tay vung lên, cửa mở ra. Người tới là luyện dương, lúc này thần tình có chút phức tạp, trong mắt đã có cuồng hỉ, còn có mơ hồ lo lắng. Luyện đạo hữu chuyện gì làm cho người thành ra như vậy? Còn gấp đến Lê Tiên Tông tìm ta như thế, trần trầm đứng lên cười hỏi, luyện dương cũng không nói chuyện, mà là lấy ra một ngọc giản, giao cho Trần Trầm. Trần Trầm tiếp nhận ngọc giản cảm ứng một phen, trong là Thiên Cơ Tông tân phát hành luyện khí bảng năm nay. Hắn rất nhanh ở cuối bảng danh sách tìm được tên của Vạn Hóa Thần Phong. Vạn Hóa Linh Lung thao thiết kiếm, bài danh thứ 99. Nhìn đến đây, Trần Trầm cười nói, không ngờ không ngờ lại leo lên luyện khí bảng, xem ra bảo vật một giới này cũng không phải rất nhiều. Luyện Dương thấy vẻ mặt tươi cười của Trần Trầm, bất đắc dĩ nói. Thiên vận đạo hiếu, tân bảng danh sách này vừa ra, đã có không ít người bắt đầu tìm kiếm vạn hóa linh lung thao thiết kiếm này, trong đó không thiếu đỉnh tiêm đại năng, ngươi nhưng phải chú ý một chút. Nếu quý tông môn cường đại thì mau để cho tông chủ của quý tông môn biểu thị công khai quyền sử dụng kiếm này, nếu không chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. chương 505, Trấn Linh Phong, thực ra đây, sau lưng của hắn chỉ có chính hắn. Luyện đạo hữu ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý. Yên lặng chốc lát, trần trầm lộ ra một nụ cười bình tĩnh. Luyện dương thấy vậy yên tâm, lo lắng trên mặt dần biến mất, vui sướng trong lòng dâng lên. Cuối cùng hắn đã luyện chế được một pháp bảo leo lên luyện khí bảng. Loại vinh quang này đối với một luyện khí sư mà nói so với tu vi tăng lên mấy cảnh giới đều vui vẻ hơn. Thiên vận đạo hiếu, người còn có pháp bảo gì cần luyện chế sao? Nếu có nhu cầu gì thì cứ nói, ta gần đây đang nhàn rỗi, Luyện dương vỗ ngực một cái, mặt mũi tràn đầy phóng khoáng. Trần trầm suy nghĩ một chút, lắc đầu, thực ra trầm xương kiếm của tích xương cũng cần luyện chế lại một thoáng, nhưng giờ đây thời cơ còn chưa thành thục, vẫn nên chờ sau này hãy nói thì tốt hơn. Đã như vậy, thiên vận đạo hiếu, ta cáo từ, ta trở về suy nghĩ lại một chút, gần đây lý giải của ta đối với luyện khí lại tăng lên không ít, nếu bây giờ ta luyện chế lại vạn hóa linh lung thao thiết kiếm kia của ngươi một thoáng, nói không chừng có thể tăng lên một thứ bậc luyện dương dứt lời hào hứng rời khỏi phòng trần trầm thấy vậy lắc đầu cười khẽ một tiếng luyện dương này cũng không dễ dàng rõ ràng luyện chế được pháp bảo leo lên luyện khí bảng lại không thể lộ ra chỉ có thể chia sẻ vui sướng với người ngoài nghề như mình chờ sau khi luyện dương đi trần trầm tiếp tục làm việc của mình hệ thống vận dụng một lần cơ hội truy tung vật phẩm chỉ định một giới tìm kiếm âm dương cung Hệ thống nghe được mệnh lệnh lập tức bắt đầu truy tung, cũng không lâu lắm đã đưa ra đáp án. Truy tung hoàn thành, Âm Dương cung nằm ở phía bắc, ký chủ 78 vạn dặm trong cương phong trên không trung. Nghe được đáp án này, Trần Trầm thở phào một hơi. Nếu trong cương phong trên không trung vậy đã nói rõ 89 phần 10 Âm Dương cung này không có chủ nhân, mà không có chủ nhân, hắn mới có cơ hội thu vào tay. Lấy bản đồ ra, Trần Trầm nghiên cứu một chút phía bắc chỗ này 78 vạn dặm là ranh giới giữa nam vực và trung vực, nơi đó có một sơn mạch cao tới cực điểm, tên là Trấn Linh Sơn. Trấn Linh Sơn cao tới mấy chục vạn mét, hùng vĩ tột cùng. Truyền văn nối thẳng thiên ngoại cương phong, chính là sơn phong cao nhất thượng giới này. Trừ cái đó ra, núi này còn có một đặc tính. Hễ tu sĩ tới gần, tu vi đều sẽ bị suy yếu, mà đi vào trong ngọn núi này, tu vi càng sẽ trực tiếp biến mất, cho nên muốn lên đỉnh ngọn núi này chỉ có thể bằng vào lực lượng nhục thân. Mà giờ đây nhìn thấy như vậy, âm dương cung khẳng định ở trong cương phong trên đỉnh núi này, muốn nắm bắt tới tay không dễ dàng. Trần Trầm khẽ thở dài, tu sĩ luyện thể trèo lên núi cao mấy trăm ngàn mét thực ra không tính khó, nhưng khó là lên đỉnh. Bởi vì đỉnh núi kia có thiên ngoại cương phong tồn tại, trong cương phong ẩn chứa đủ loại lực lượng pháp tắc, muốn chống cự lực lượng ăn mòn của những pháp tắc kia thì tu sĩ luyện thể căn bản không có cách làm được. Không biết phân thân này của ta có chống đỡ được hay không. Bất kể như thế nào, nếu biết Âm Dương cung ở nơi đó, vậy khẳng định phải đi một chuyến. Trần Trầm lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó bắt đầu làm chuẩn bị, chuyến này hắn chuẩn bị kéo theo Ngạo Vũ và Lục Đậu. Khoảng thời gian này, Ngạo Vũ đã hấp thu không ít lực lượng chân long châu, giờ đây tu vi đã bước vào hợp thể hậu kỳ, bay lên cực nhanh, chiến đấu và trợ thủ tốt, về phần Lục Đậu, có thể phá vỡ đủ loại trận pháp đúng là cư gia lữ hành, đồng bạn cướp bóc, thoát thân thiết yếu. Ba ngày sau, Trần Trầm từ biệt một nhóm người hạ tích xương, bay về phương Bắc, giờ đây hắn treo lên danh hào phó tông chủ Lê Tiên Tông, mà Lê Tiên Tông gia nhập tiên minh, cho nên một đường ngồi truyền tống trận giá cả ưu đãi không ít. Sau khi truyền tống 7-8 lần, hắn nhìn thấy Trấn Linh Phong thông thiên này, cho dù hắn cách Trấn Linh Phong còn xa vạn dặm. Không có cách, Trấn Linh Phong thật sự là quá cao, quá hùng vĩ, từ xa nhìn tới giống như một cái cột thông thiên, điều này cũng cho Trần Trầm không nhịn được nghĩ đến Bất Chu Sơn trong truyền thuyết thần thoại kiếp trước. Lần đầu tiên nhìn thấy đỉnh núi hùng vĩ như vậy, tâm tình Trần Trầm có chút xúc động, tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần. Nhưng mà, hắn càng đến gần Trấn Linh Phong kia thì tu vi của hắn bị áp chế càng lợi hại, giống như Trấn Linh Phong kia có từ trường kỳ lạ gì đó, có thể ngăn cản tu vi. Chờ khi hắn còn cách Trấn Linh Phong ngàn dặm, hắn cũng chỉ có thể dựa vào thân thể đi tới. Nhưng mà cũng may hắn đơn thuần dựa vào nhục thân, tốc độ cũng không chậm. Ước chừng qua nửa canh giờ, hắn đã đi tới dưới chân núi Trấn Linh Phong. Núi này trơ trụi, không có một thực vật nào, thế nhưng bốn phía có không ít tu sĩ, trần trầm nhìn xuống, đại bộ phận đều là ma tu luyện thể. Ngươi là chỗ nào đến? Tới nơi này làm gì? Đang lúc hắn quan sát bốn phía, một tu sĩ hắc y đi tới, thái độ có chút bất thiện trần trầm nhìn hắn một cái, lộ ra một thân mật nụ cười. Ta đến trèo thử trấn linh phong này một chút, leo núi luyện thể, giờ đây nơi này thuộc về trấn linh ma tông chúng ta quản. Ngươi muốn leo núi, trước kết giao một viên linh tinh. Tu sĩ hắc y kia lạnh lẽo âm trầm nói, sau đó trực tiếp đưa tay ra. Trần trầm nghe đến đây lông mày hơi nhíu một thoáng, một viên linh tinh, tuy đối với hắn tới nói không tính là gì, nhưng cái này cũng không phải là một con số nhỏ, rất nhiều tu sĩ phần thần kỳ đều chưa hẳn có loại vật linh tinh này càng mấu chốt là lúc hắn đến căn bản chưa nghe nói chấn linh phong tiêu chí thượng giới này lại có chủ nhân nếu không có vậy thì nhanh chóng rời khỏi thấy trần trầm không phản ứng tu sĩ hắc y kia thu tay về chỉ tay xa xa không khách khí chút nào nói trần trầm ôm thái độ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện lấy ra một viên linh tinh phóng tới trên tay hắc y tu sĩ kia hắc y tu sĩ liếc mắt nhìn viên linh tinh Thái độ đột nhiên thay đổi 180 độ, lạnh lùng trên mặt không ngờ lại lộ ra nụ cười khôn khéo. Nếu đạo hữu đã cho linh tinh, vậy dĩ nhiên muốn trèo lên thì trèo lên. Trong một tháng tùy tiện trèo lên, tu sĩ Hắc Y vừa nói vừa lấy ra một lệnh bài giao cho Trần Trầm. Trần Trầm thấy đối phương lại đặc biệt chuẩn bị lệnh bài, suy đoán đối phương cũng không phải đặc biệt hố của mình, trong lòng không khỏi dễ chịu rất nhiều, lập tức hỏi: "Đạo hữu Trước đây nơi này thu linh tinh sao?" Tu sĩ Hắc Y lắc đầu nói, "Trước đây không thu, nhưng có một lần Thiên Ma Thành thiết lập khảo hạch ở nơi này, hễ là ngoại môn đệ tử của Thiên Ma Thành chỉ cần có thể leo lên đỉnh núi, đồng thời dưới một canh giờ là sẽ được thăng cấp đệ tử." Nội môn, tin tức này không biết như thế nào, nhanh chóng lan truyền, kết quả sau khi khảo hạch của Thiên Ma Thành kết thúc, vô số tu sĩ luyện thể chen chúc đến muốn nhìn xem mình có thể đạt tới tiêu chuẩn đệ tử nội môn của thiên ma thành hay không, cuối cùng làm dưới chân núi Trấn Linh Phong này rối loạn. Trấn Linh Ma Tông chúng ta là tông môn phụ thuộc thiên ma thành, lại ở gần Trấn Linh Phong này, cho nên đến phái ra rất nhiều nhân thủ duy trì chất tự. Một lúc sau, tông chủ lão nhân ra người không làm, dứt khoát bao vây nơi này, thu linh tinh. Hắc hắc, kết quả đám nghèo kia vừa nghe vậy đều đi, hào phóng như đạo hữu một tháng đều không thấy được một thì ra là thế trần trầm nhẹ gật đầu chuyện thiên ma thành hắn một mực để ở trong lòng nhưng sau khi có lê tiên tông hắn đã quên mất thiên ma thành thà làm đầu gà không làm đuôi phượng làm tông chủ lê tiên tông không tốt sao sao nhất định phải làm đệ tử thiên ma thành gì đó nhưng giờ đây tân luyện khí bảng ra mắt vạn hóa thần phong bị người để mắt tới lại thêm hắn làm mất lòng tà thần điện nếu có một ngày bại lộ hậu quả khó mà lường được cho nên tìm một ngọn núi dựa lớn để dựa vào thì mới ổn thỏa, mà Thiên Ma Thành chính là một lựa chọn tốt. Bây giờ ở chân núi Trấn Linh Phong nghe được tin tức về Thiên Ma Thành, ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt lên. Có lẽ, hắn nên đánh liên hệ với Thiên Ma Thành. chương 506, trên đỉnh núi, Đạo Hữu xem ở phân thượng ngươi hào phóng như vậy, ta để tỉnh ngươi một câu, đến đỉnh núi, tuyệt đối không nên cậy mạnh, thiên ngoại cương phong kia cũng không phải dễ trêu Nói tóm lại, người có thể tưởng tượng thành một tu sĩ nắm giữ phong chi pháp tắc không ngừng công kích đối với ngươi, ngươi hiểu rõ chứ? Hắc kích tu sĩ kia lại dặn dò, trần trầm nghe vậy trịnh trọng gật đầu. Một tu sĩ nắm giữ phong chi pháp tắc không ngừng công kích mình, phân thân này của mình hẳn là có thể chịu đựng được. Cuối cùng phong chi pháp tắc không phải pháp tắc gì có lực công kích đặc biệt mạnh. Đạo hữu, còn có gì cần chú ý sao? Mang nhiều phòng hộ pháp bảo, còn có, có chút cao thủ luyện thể quanh năm ở nơi đỉnh núi này tu luyện, không nên trêu chọc bọn hắn, cái khác cũng không có gì. Hắc ít tu sĩ kia nói, đa tạ đạo hiếu chỉ điểm, trần trầm chắp tay cảm ơn, tiếp đó xoay người, đi đến đỉnh núi. Tu vi bị áp chế, trần trầm cũng không có cảm thấy quá nhiều khó chịu. Dù gì thì phân thân này của hắn chủ yếu là nhục thân. Ngay khi leo lên trấn linh phong, tốc độ của trần trầm rất nhanh, chỉ mới một khắc đồng hồ đã trèo lên cao mấy vạn mét trong lúc này thỉnh thoảng nhìn thấy mấy tu sĩ nhưng mà thần tình của những tu sĩ này đều rất lạnh lùng trần trầm cũng không có ý tứ chào hỏi bọn hắn đợi đến sau một canh giờ bầu trời bốn phía đã tối xuống trần trầm ngẩng đầu nhìn lên trời thậm chí có thể nhìn thấy tinh không hắn đây là đã leo đến trên bầu trời hô bên tai truyền đến tiếng thét trần trầm theo âm thanh nhìn lại chỉ thấy một đạo cương phong đang phiêu đãng phía trên tuy cách hắn rất xa, nhưng hắn có thể cảm giác được ý lạnh thấu xương trong đó. Muốn lên đỉnh, tuy khó, nhưng cũng không phải ai đều không làm được, vậy thì vì sao âm dương cung tới bây giờ cũng không tìm tới chủ nhân? Trong lòng trần trầm có phần hơi nghi hoặc một chút, âm dương cung biến mất 10 vạn năm, có trời mới biết chờ đợi ở Trấn Linh Phong này bao lâu, mà nhiều năm như vậy, tu sĩ lên đỉnh Trấn Linh Phong nhiều vô kể. Chẳng lẽ không có một người phát hiện âm dương cung? Nghĩ tới đây, trần trầm đối việc này trở nên không có lòng tin như vậy hắn mơ hồ cảm giác đến lúc đó cũng chưa chắc có thể cực kỳ thuận lợi đạt được âm dương cung không tiếp tục suy nghĩ trần trầm tiếp tục leo về phía trước chờ sau khi lại leo lên vạn mét cương phong xung quanh đã thành trạng thái bình thường ở nơi này thần thức vừa lộ ra đã bị cương phong xé nứt tầm nhìn cũng thấp chỉ còn vài mét cũng sắp đến đỉnh núi trần trầm cảm thụ được trên người kịch liệt đau đớn tự lẩm bẩm nhưng mà căn cứ hệ thống chỉ dẫn nơi đây cách chỗ âm dương cung tồn tại còn vạn mét chẳng phải là nói khi đến đỉnh núi cũng còn phải đi lên phía trước một đoạn mới có thể nhìn thấy âm dương cung nhưng đến lúc đó không có núi cho hắn tiếp tục trèo lên hắn nên làm cái gì nghĩ đến những cái này trần trầm bất chi bất giác đã đến đỉnh hắn cảm giác trong phạm vi một tu sĩ cũng không có trần trầm theo hệ thống chỉ dẫn cẩn thận từng ly từng tí di chuyển trên đỉnh núi sau khi di chuyển hơn ngàn mét cuối cùng đến vị trí gần âm dương cung nhất. Lúc này, âm dương cung đang ở ba ngàn mét trên đỉnh đầu hắn. Nhưng hắn vô luận là dùng mắt nhìn hay là dùng thần thức điều tra đều không nhìn thấy ba ngàn mét trên đỉnh đầu. Ngạo vũ, người có thể bay đến phía trên nơi này ba ngàn mét sao? Trần Trầm ở trong đầu hỏi thăm một thoáng đối với ngạo vũ trong long trạch. Không đến được, lại hướng lên mới có một lực áp bách không hiểu, không bay qua được trong đầu truyền đến âm thanh bất đắc dĩ của ngạo vũ trần trầm nghe vậy không tin quỷ quái hai chân đột nhiên phát lực nhảy lên một cái nhưng còn không bay được mấy trăm mét đã cảm giác lâm vào trong một tầng vũng lầy tốc độ thoáng cái giảm không ít trời nhảy đến một ngàn mét lực lượng đã không chịu nổi cả người thẳng tắp rơi xuống rơi xuống trên đỉnh núi mẹ nó vậy phải làm sao bây giờ trần trầm có chút im lặng bảo vật đang ở trên đỉnh đầu hắn lại với không tới khiến hắn như thế nào cam tâm. Không do dự, hắn lại là đột nhiên nhảy một cái, lần này lực lớn độ lớn hơn trước đó, nhưng cũng chỉ nhảy lên 1,300 m khoảng cách 3.000 m còn rất xa xôi. Ta nhảy, vừa rơi xuống đất, chân trầm khẽ quát một tiếng, trực tiếp lấy hết toàn lực, mà lần này hắn nhảy cao 1.500 m Nửa canh giờ sau, Trần Trầm té nằm trên đỉnh núi, quanh người đã bị cương phong phá hoại tràn đầy huyết ấn. Vừa rồi hắn đã nuốt một viên đan dược, thế nhưng chỉ nhảy lên 2.000m cao, muốn nhảy 3.000m, đây đối với hắn giờ đây gần như không thể nào. Thậm chí thực lực lại tăng lên gấp đôi cũng không thể nào. Bởi vì độ cao càng cao, lực lượng áp bách sẽ càng mạnh, trong lòng của hắn có tính toán, muốn nhảy lên 3.000m, cần phải có lực lượng gấp mấy chục lần nhảy 2.000m. Thời gian này cũng tu luyện không ra lực lượng cường như thế. Người tiểu tử này là tông môn nhà ai? không ngờ lại có thể ở nơi đỉnh núi này nhảy lên cao 2.000 mét. Đang lúc Trần Trầm vô kế khả thi thì bên tai chuyển tới một âm thanh hiếu kỳ. Trần Trầm mở mắt nhìn, chỉ thấy trong cương phong có một bóng người mơ hồ. Mặt đang ngó về phía hắn, ta là thể tu của một môn phái nhỏ, không đáng nhắc tới. Trần Trầm khiêm tốn trả lời, có thể đi lại tự nhiên ở trong cương phong nơi này, nói chuyện nhẹ nhàng thoải mái 89 phần 10 không phải người thường, cho nên thái độ của hắn có chút câu nệ thể tu của môn phái nhỏ. Ta nói người tiểu tử này, nhục thân cường đại như thế, không ngờ lại vùi ở một môn phái nhỏ, không thấy uất ức sao. Uất ức, ta không cảm thấy, trần trầm đáp, người này cũng thật sự là, chẳng lẽ cho rằng hắn thật là đệ tử môn phái nhỏ. Nếu vậy ngược lại thật có chút uất ức, nhưng hắn là tông chủ, có cái gì để uất ức. Người đây là khẩu thị tâm phi, vừa rồi ngươi nhảy ra sức như vậy, Rõ ràng là muốn kiến thức một chút thiên ngoại chi thiên này đến cùng là cảnh tượng bực nào, giống như ngươi người sẽ không cam lòng ở trong một môn phái nhỏ, hay là ngươi bái ta làm thầy, thế nào?" Người kia từ tốn nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin, "Bái ngươi làm thầy, ngươi là ai?" Trần Trầm cười hỏi, không ngờ tùy tiện ở đỉnh núi này nhảy lên cũng bị người chú ý tới, còn nghĩ đến thu hắn làm đồ đệ. Thân là một viên ngọc thô thật sự là bất đắc dĩ chỉ cần hơi nở rộ chút quang hoa thì đã có khả năng hấp dẫn người khác ta là tam đệ tử dưới trướng thành chủ thiên ma thành người có thể gọi phong ma người kia thản nhiên tự nhiên giới thiệu một câu tuy hắn nói bình tĩnh nhưng trần trầm vẫn nghe được một tia trang bức hiển nhiên người này là đối với thân phận tự thân là cực kỳ kiêu ngạo tự hào phong ma tiền bối người có thể nhảy bao nhiêu mét trần trầm cũng mặc kệ hắn là đệ tử thiên ma thành hay là gì Hắn chú ý nhất là người này có thể nhảy cao bao nhiêu. Phong Ma nghe vậy yên lặng, nói thật, ở đỉnh núi này nhảy cao quả thực có chút ngu xuẩn, nếu bị người phát hiện, 89 phần 10 sẽ biến thành trò cười. Thế nhưng tiểu tử này nếu muốn nhìn hắn có thể nhảy cao bao nhiêu, vậy thì phá lệ nhảy một lần cũng tốt. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, sau đó trên mình đột nhiên nổ bắn ra kim quang trói mắt tột cùng. Cửu chuyển kim thân quyết, chân trầm thấp giọng hô một tiếng xem ra người này quả nhiên là đệ tử thân truyền của thành chủ thiên ma thành, không ngờ lại biết cửu chuyển kim thân quyết. Tiểu tử nhìn kỹ, phong ma hô to một tiếng, tiếp đó nhảy lên một cái. Rất nhanh đã biến mất trong cảm giác của trần trầm. Hệ thống, phong ma ở đâu? Phía trên ký chủ 2.000 mét, phía trên ký chủ 2.800 m phía trên ký chủ 2.200 m Nhìn thấy hệ thống cung cấp số liệu, trần trầm có chút im lặng không ngờ đệ tử của thành chủ thiên ma thành cũng chỉ có thể nhảy 2,800 mét, xem ra 3.000 mét kia thật không phải tu sĩ bình thường có thể chạm đến. Âm, một lát sau, một tiếng nổ vang, phong ma rơi xuống đất, không đợi trần trầm hỏi thăm. Hắn đã từ tốn nói, không ngờ lực áp bách trên không này mạnh như thế, ngay cả ta cũng chỉ có thể nhảy hai vạn mét, tiểu tử, người có thể nhảy hai ngàn mét, đúng là đáng quý. chương 507, âm dương cát hôn hiểu. Trần Trầm nghe vậy trong lòng cười lạnh không thôi. Hai vạn mét, thật sự là thổi như bức không làm bản nháp, muốn thổi bao nhiêu thì thổi bấy nhiêu. Nhưng mà hắn đối với độ khó cao trên đỉnh núi 3.000 mét cũng có lý giải mới. Tu sĩ trước mặt này gọi là phong ma này là đệ tử của thiên ma thành chủ. Vậy ít nhất là cường giả độ kiếp kỳ, mà một cường giả độ kiếp kỳ chỉ có thể nhảy 2.800 mét, hắn muốn nhảy 3.000 mét vậy không phải là ở chỗ này cố gắng một chút là có thể thực hiện được việc này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn nhìn xem thử có những biện pháp khác hay không nghĩ tới đây trên mặt trần trầm lộ ra vẻ sùng bái cung kính nói tiền bối tu vi thông thiên tại hạ bội phục phong ma ha ha cười nói chưa nói tới chưa nói tới ta cũng là một tu sĩ độ kiếp mà thôi gương mặt trần trầm hơi co quắp lại có lẽ người này ở trên đỉnh núi thời gian dài không có người nói chuyện thật vất vả bắt được của mình muốn thổi như bút về phần thu đồ đệ xem chừng cũng chính là nhất thời tâm huyết dâng trào giống như của mình thu hoàng lê làm đồ đệ vậy tuy trong lòng khinh thường nhưng trần trầm ngoài mặt vẫn giả trang ra một bộ khiếp sơ không ngờ tiền bối là đại năng độ kiếp kỳ tại hạ thật sự là tam sinh hữu hạnh không ngờ lại có thể gặp được tiền bối không thể không nói trần trầm diễn ký cực kỳ thích hợp thổi phong ma toàn thân dễ chịu nóng lòng muốn tại chỗ thu trần trầm làm đồ đệ gặp người này tâm tình thật tốt trần trầm thừa cơ hỏi tiền bối không biết muốn đến chỗ cao hơn trên đỉnh núi ngoại trừ nắm giữ tu vi cường hoành như tiền bối ngươi thì còn có những biện pháp khác hay không phong ma nghe vậy từ cương phong trong đi ra đi tới trước mặt trần trầm người này là một trung niên nam tử mang trường bào hắc sắc mái tóc dài hắc sắc tùy ý tung bay ở phía sau dâu mép cắt sửa cũng cực kỳ gọn gàng nếu không cười thoạt nhìn cực kỳ uy nghiêm nhưng lúc này miệng hắn đều sắp nhếch đến sau tai có vẻ hơi không hài hòa đương nhiên là có ngươi tìm tới một con tinh không chân linh mang ngươi đi lên là được rồi phong ma cười nói trần trầm một mặt im lặng còn tinh không chân linh thấy đều chưa thấy qua nếu ngươi có một chút pháp bảo mạnh mẽ đặc thù cũng có thể đi nhưng mà cũng không có người đi lên phía trên kia lại không có vật liệu gì chính là có thể nhìn thấy vũ trụ càng thêm mênh mông mà thôi tiểu tử ngươi muốn lên đi làm cái gì? Phong Ma Hiếu Kỳ hỏi, Trần Trầm không do dự, trực tiếp đáp, ta chính là muốn nhìn một chút tinh không chân chính, biết một thoáng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tu sĩ chúng ta chỉ có nhìn thấy đại năng chân chính, nhìn thấy tinh không chân chính mới có thể hiểu đường tương lai đến cùng có bao xa. Hắn nói lòe loẹ loẹt, ngược lại làm Phong Ma cảm động. Hảo tiểu tử, thật có chi hướng, thực ra còn có một phương pháp, có thể giúp ngươi đi lên nhìn lên. Nói đến đây, phong ma biểu lộ đã trở nên có chút nghiêm túc. Biện pháp gì? Trần Trầm Hiếu Kỳ hỏi. Ở trên đỉnh núi nơi này hàng năm đều sẽ có một đoạn thời gian đặc biệt. Trong thời gian đặc biệt này, lực lượng áp bách phía trên sẽ giảm xuống thấp nhất, đồng thời còn sẽ có kỳ cảnh xuất hiện. Nếu như người chờ đến lúc đó nhảy, nói không chừng có thể vọt tới 3, 4 ngàn mét. Nghe được giới thiệu này, trong lòng Trần Trầm vô cùng kích động, nhưng mà để không cho phong ma này nhìn ra đầu mối, trên mặt hắn chỉ là hơi lộ ra một chút vẻ mừng rỡ. Tiền bối, là lúc nào? Còn xin báo cho, ha ha, đại khái hàng năm trung tuần tháng 7, hiện tại là tháng 6, còn có hơn một tháng nữa. Hơn một tháng, ta sẽ đợi, đa tạ tiền bối. Trần trầm cười nói, chụp phong ma một đợt mông ngựa, ít nhất cũng có tác dụng. Tuy âm dương cung không phải loại pháp bảo cường đại công kích phòng hộ, vắng mặt trên luyện khí bảng, nhưng pháp bảo này có thể trải qua 10 vạn năm mà vẫn còn có ghi chép, vậy khẳng định là trọng bảo trong trọng bảo, chỉ là hơn một tháng nữa là có cơ hội lấy được, vì sao hắn không thể chờ. Vậy hay là bây giờ ngươi xuống núi, chờ một tháng sau lại đến. Trần Trầm nghe vậy lắc đầu nói, không được, ta sẽ ở chỗ này chờ. Phong ma liếc mắt nhìn vết thương trên dưới toàn thân Trần Trầm, muốn nói lại thôi, nhưng mà cuối cùng lại không nói gì thêm. Về phần chuyện thu đồ đệ, hắn cũng không vội vã nhắc đến, không ngờ lại xoay người phiêu nhiên rời khỏi. Thật là một quái nhân, trong lòng trần trầm lẩm bẩm một câu, tiếp đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, yên lặng tu luyện cửu chuyển kim thân quyết. Hắn liên hệ với thiên ma thành, công pháp này nhất định phải lấy ra được mới được. Chấm 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 chấm, bất chi bất giác, đi qua hơn một tháng, y phục trên người trần trầm đã đổi mấy bộ, trước đó tất cả đều bị thiên ngoại cương phong phá hủy. Không thể không nói, trên đỉnh núi này xác thực thích hợp tu sĩ luyện thể tu hành. Hơn một tháng đến nay, hắn cảm giác cường độ nhục thân của mình đề cao không chỉ một lần. Cửu chuyển kim thân quyết cũng có tiến cảnh rất lớn. Đáng tiếc duy nhất là đây chỉ là một phân thân. Tiểu tử, trời phải đổi. Lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của phong ma. Trần trầm nghe đến đây nhìn về một phương hướng phía xa, cao giọng nói đa tạ nhắc nhở. Vừa dứt lời, cương phong xung quanh đột nhiên mãnh liệt lên, như có vô số lưỡi dao đang điên cuồng xoay tròn. Cảm thụ được nhục thân truyền đến đau nhói, Trần Trầm dám đánh cược, nếu như thả lão Hắc vào trong cương phong này, 89 phần 10 có thể biến thành nhân bánh sủi cảo, hay là chặt rất nát. Cương phong cường liệt không duy trì liên tục bao lâu thì bỗng nhiên biến mất. Trên đỉnh núi đột nhiên trở nên thanh tịnh, Trần Trầm đưa mắt nhìn lên, không ngờ lại có thể nhìn thấy ngoài mấy trăm thước, tầm nhìn như tăng lên gấp trăm lần. Ngay sau đó phía trên bầu trời bỗng nhiên phát sáng lên, có một đạo thất thải quang trụ cực lớn bắn thẳng đến ngoài ngàn mét phương xa, kỳ cảnh bực này có chút giống cực quang kiếp trước. Trần trầm không trần chờ, nhẹ nhàng nhảy lên một cái đã nhảy lên cao ngàn mét, lực lượng áp bách phía trên xác thực nhỏ hơn gấp mấy lần không thôi. Cơ hội tới, trần trầm mừng rỡ trong lòng, sau khi rơi xuống đất thì bắt đầu tụ lực, sau đó vận dụng năng lực cả đời nhảy lên. Siêu, một tiếng xé gió vang lên, trần trầm như mũi tên sông thẳng tới chân trời, cảnh tượng xung quanh không ngừng biến hóa, hắc sắc dần dần sâu thêm, chờ sau khi đến một điểm giới hạn, hoàn cảnh đột nhiên biến ảo, mọi thứ trở nên thông thấu vô cùng, tầm mắt cũng biến thành rộng rãi cực độ, hắn thậm chí có thể nhìn thấy tinh cầu không biết rõ bao xa. Thế giới tiên hiệp này cũng có vũ trụ, trần trầm cảm thán một câu, đồng thời trong đầu yên lặng tính toán khoảng cách. 3.000m dường như chính là điểm giới hạn cảnh tượng đột biến kia, mà khi hắn đến khoảng cách kia cũng không nhìn thấy có bảo vật gì treo trên bầu trời khiến hắn thoáng cái không còn tâm tình ngắm cảnh chờ sau khi rơi xuống đất hắn lại lần nữa nhảy dựng lên đợi khi đến điểm giới hạn trong đầu hắn hỏi thăm hệ thống hệ thống âm dương cung đang ở đâu ngay trước mặt ký chủ nghe được hệ thống trả lời trần trầm không còn gì để nói trước mặt hắn là một mảnh trống rỗng nơi nào có âm dương cung ta cũng không tin sau khi rơi xuống đất Trần Trầm lại lần nữa vọt lên, vẫn không có. Cứ như vậy, hắn nhảy một cái rồi lại nhảy, chờ sau khi nhảy mấy chục lần, xa xa cực quang đột nhiên biến mất. Trong thiên địa xuất hiện một màn kỳ cảnh, lấy trên đỉnh núi 3.000m làm giới hạn. Phía trên một màu đen kịt, phía dưới là ban ngày. Âm dương cát hôn hiểu, chẳng biết tại sao, trong đầu Trần Trầm xuất hiện cái từ này, một giây sau, hắn bừng tỉnh hiểu ra, tranh thủ thời gian hỏi thăm hệ thống, đồng thời đổi cái cách hỏi. Hệ thống, trong phương viên vạn mét, có cơ duyên gì? 30 giây sau, vọt cao lên 3.000 mét, có thể đi vào trong âm dương cung. Trần trầm nghe vậy thở dài nhẹ nhõm, bắt đầu ở trong lòng yên lặng tính theo thời gian. Chờ đến thời gian 30 giây, hắn khống chế sức mạnh, nhảy lên cao 3.000 mét, rốt cục ở chỗ giới hạn nhìn thấy một cánh cửa nửa hư nửa thực. chương 508, bốn điện âm dương cung, trần trầm không do dự, Bước ra một bước, tiến vào trong môn hộ, cảnh tượng trước mắt biến đổi, tinh không toàn bộ biến mất, thay vào đó là một cung điện. Phía trước cửa lớn của cung điện, trên tấm bảng viết ba cổ chữ linh động. Âm Dương Cung, thật sự là trời không phụ người có lòng, địa điểm đặc biệt, thời gian đặc biệt, khó trách 10 vạn năm cũng không có người tìm được Âm Dương Cung này. Quá khó khăn, Trần Trầm lầm bầm lầu bầu một câu, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí đi đến cửa lớn Âm Dương Cung. Nói là cung điện, thực ra trong âm dương cung cũng không nhiều kiến trúc, chỉ có bốn viện, hợp thành một bộ bốn hiệp viện. Nhưng mà bốn kiến trúc này đều cực rộng, mỗi cái chiếm diện tích chỉ sợ có hơn ngàn mét vuông, vì thế gọi nó là cung điện cũng có chút miến cưỡng. Thực ra trang bị không gian có lớn như vậy đã cực kỳ khó được, như tiểu vô ưu tiên cung của mình đạt được lúc trước ở hạ giới, chỉ có mấy trăm mét vuông. Giống Long Trạch giờ đây cung cấp ngạo vũ tu luyện, cũng chỉ có một nửa kích thước của âm dương cung này, đó đã là kích thước cực hạn luyện dương có thể luyện chế. Mà âm dương cung này có bốn phân điện thêm viện tử chính giữa, diện tích chỉ sợ đến gần một vạn mét vuông. Tất nhiên, đây chỉ là một ưu điểm không đáng giá nhắc tới của âm dương cung. Chỗ cường đại chân chính của nó là có thể phụ trợ tu luyện. Chân châm tràn đầy chờ mong bước vào trong âm dương cung, cung điện thứ nhất tên là chủ điện, trong đó cũng không có gì đặc biệt, không sai biệt lắm với những chỗ ở của các đại năng, có phòng ngủ, có chỗ tu luyện bình thường. Trừ cái đó ra, còn có một vòng tròn âm dương lưỡng cực, trên đó tản ra lờ mờ lộng lẫy. Trần Trầm hỏi thăm hệ thống một chút, biết được vòng tròn này là trung khu khống chế âm dương cung. Nắm trong tay trận pháp và mọi thứ ở trong âm dương cung, mà nếu như nắm trong tay khống chế trung khu này thì tương đương đạt được âm dương cung. Chù trừ một hồi, Trần Trầm đưa tay đặt lên vòng tròn, một giây vừa đặt tay xuống, trước mắt hắn lóe lên, một lão giả tóc trắng bồng bềnh bất ngờ hiện lên trước mặt hắn. Người chính là người hữu duyên, khụ khụ, chính là kẻ hèn này. Trần trầm chắp tay hành lễ nói, khoảng cách chủ nhân phi thăng bao lâu? Tóc trắng lão giả lại hỏi, thì ra là khí linh. Trong lòng trần trầm nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng đây là hình chiếu cường giả kia lưu lại. Hơn 10 vạn năm, trần trầm thành thật trả lời, cái gì mới hơn 10 vạn năm mà đã bị người tìm được? vận khí của ngươi thật là tốt, mà thôi, ngươi thả ra ngươi thần thức, ta lưu lại ấn ký cho ngươi. Đầu tóc của lão giả tóc trắng run rẩy một thoáng, thổi dâu mép nói. Trần trầm nghe vậy trần chờ một chút, vẫn là thả ra thần thức, lão giả tóc trắng kia chỉ tay điểm ra, một lực lượng thần thức cường đại nháy mắt tương liên với thần thức của hắn, rất nhanh hắn cũng cảm giác được trong thần thức dường như nhiều hơn chút gì. Tiểu tử, ta cho người biết, chủ nhân của âm dương cung này chỉ có một, Ngươi, không tính là chủ nhân, ngươi chỉ có quyền sử dụng, không quyền sở hữu, hiểu chưa? Một lát sau, lão giả tóc trắng thu hồi thần thức, lườm hắn nói. Trần Trầm nghe đến đây có chút im lặng, "Còn quyền sử dụng, quyền sở hữu, cái gì loè loẹt, có thể sử dụng không được sao, của mình lại không lấy ra đi bán?" "Chính ngươi vào xem một chút đi, nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi một chút, nếu như ngươi không nắm giữ pháp tắc hưởng ứng, vậy ngươi sử dụng trong những phương tiện kia sẽ tiêu hao linh tinh hiểu chưa tóc trắng lão giả lại nhắc nhở một câu trần trầm nhẹ gật đầu đi đến ba đại điện khác cũng không lâu lắm hắn đã đi vào trong đại điện thứ hai đại điện này tên là pháp tắc điện trần trầm hơi cảm ứng một phen đã biết được tác dụng của đại điện này nói tóm lại chính là trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc nguyên lý của nó cực kỳ đơn giản giống như muốn lĩnh ngộ phong chi pháp tắc trong cung điện này sẽ mô phỏng ra hoàn cảnh cương phong thiên ngoại, mà muốn lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, trong đó sẽ mô phỏng ra đủ loại hỏa diễm. Trần Trầm tính toán một lát, pháp tắc điện này cơ bản có thể mô phỏng ra 32 loại hoàn cảnh. Nói một cách khác, chủ nhân lúc trước của Âm Dương cung tổng cộng nắm giữ 32 đạo pháp tắc. Không hổ là cường giả đệ nhất lúc trước, có pháp tắc điện này, sau này lĩnh ngộ pháp tắc quả là làm ít công to âm dương cung này không hổ là trí bảo phụ trợ tu luyện trong lòng trần trầm cảm thán một câu tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ đi tới cung điện thứ hai cung điện này tên là tụ linh điện trong đó tràn ngập linh khí thuần túy đến cực điểm trần trầm chỉ mới hít thở một hơi đã cảm giác tu vi luyện hư của phân thân này tăng lên một tia thế gian này làm sao lại có linh khí tinh khiết như vậy chẳng lẽ đây là tiên khí trần trầm rung động trong lòng tuy tụ linh điện sẽ tiêu hao linh tinh, nhưng hắn có thể xác định linh khí trong linh tinh đi ra tuyệt đối không tinh khiết bằng linh khí nơi này. Nơi này quả thực là thiên đường cho tu sĩ cấp thấp. Nếu để cho tích xương các nàng ở đây tu luyện, chỉ sợ không bao lâu sẽ xông phá luyện hư. Bước vào phân thần, nghĩ tới đây, trần trầm nhịn không được ha ha nở nụ cười, cùng lúc đó, hắn cũng càng chờ mong cung điện thứ ba. Không trần chờ, hắn nhanh chóng đi đến một cung điện cuối cùng. Nhưng mà, trong cung điện này chỉ có một trận pháp, trận pháp này huyền ảo đến cực điểm, trong mắt Trần Trầm như là toán học cao cấp kiếp trước, chỉ là không chú ý liếc mắt nhìn, đầu đã không nhịn được choáng váng. Đây là âm dương trận, xuyên thấu qua ấn ký trong thần thức, Trần Trầm biết được tên của trận pháp này, mà âm dương trận này chính là trận pháp âm dương cung chủ nhân đắc ý nhất, bằng vào trận pháp có thể vặn vẹo thời gian trong âm dương cung này. Nếu như không thể khống chế thời gian pháp tắc đơn thuần dựa vào trận pháp này, đầy phụ tải vận chuyển thì tu hành trong cung điện này 3 ngày, ngoại giới chỉ sẽ đi qua một ngày. Mà nếu nắm trong tay thời gian pháp tắc thì thời gian vạn vẹo sẽ càng lợi hại hơn. Những đại năng này thật sự là khủng bố, trần trầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thời gian đều có thể vặn vẹo, còn có cái gì mà những đại năng này không làm được. Cũng không biết những tiên nhân kia có thể mạnh đến mức nào. tra xét xong ba đại điện, Trần Trầm không những không có cảm giác của mình một đêm chợt giàu, ngược lại cảm thấy mình nghèo. Bởi vì vô luận là pháp tắc điện hay là tụ linh điện hoặc là âm dương trận, tiêu hao linh tinh đều cực kỳ khủng bố, nếu bà đại điện bảo trì vận chuyển toàn lực. Một ngày sẽ tiêu hao 20 viên linh tinh, như thế tính toán, 5 ngày sẽ hao tổn toàn bộ linh tinh tồn kho của Kim Thánh Tông, lấy thân gia hiện tại của hắn, cũng chỉ đủ tiêu hao mấy tháng. Vân phải nghĩ biện pháp kiếm một ít linh tinh, trên mặt Trần Trầm mang hạnh phúc phiền não đi ra khỏi phạm vi âm dương trận, cuối cùng về tới trong chủ điện, tâm niệm vừa động, cánh cửa hư vô trước mặt lại lần nữa xuất hiện. Đi ra khỏi cánh cửa hư vô, tinh không lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt hắn. Trừ cái đó ra, trên tay hắn còn nhiều hơn một ngọc thạch kích thước bồ đào, ngọc thạch trắng đen xen kẽ, như là đồ án thái cực kiếp trước, đây thật là âm dương cung. Nhìn bề ngoài nhỏ như vậy, thực ra bên trong lại có không gian trên vạn mét vuông. Nhìn thấy âm dương cung này, trong lòng trần trầm vô cùng vui sướng. Vận dụng một lần cơ hội truy tung một giới, lặn lội đường xa đi tới Trấn Linh Sơn này, lại tốn hơn một tháng chịu thiên ngoại cương phong. Cuối cùng thời gian không phụ lòng người, lấy được em ở dương cung. Có âm dương cung này, không chỉ tu vi của hắn có thể đột nhiên tăng mạnh, mà đám tiểu đồng bạn của hắn cũng có thể theo được nhờ. Có lẽ không bao lâu nữa, Đám tiểu đồng bạn này có thể giúp mình. Nghĩ đến những cái này, Trần Trầm đắc ý lấy ra một sợi dây thừng xuyên qua Âm Dương Cung, treo ở trên cổ. Chương 509, Chu Thiên Cơ, giấu Âm Dương Cung ở trong y phục, Trần Trầm chuẩn bị rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Kết quả chưa xuống núi vài trăm mét, Phong Ma đã xuất hiện trước mặt hắn. Thấy mặt mũi Trần Trầm tràn đầy vui mừng, Phong Ma cười nói: "Như thế nào, nhìn thấy tinh không chưa?" Trần Trầm tranh thủ thời gian thu liễm một thoáng tâm tình nói, không tệ, còn phải đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vậy chuyện làm đồ đệ của ta, người suy nghĩ thế nào? Phong Ma lại hỏi. Trần Trầm có chút im lặng. Người này vẫn đúng là vừa ý mình. Ách, không biết rõ tiền bối người nhìn chúng ta chỗ nào. Người tuổi tác cực nhỏ, cường độ thân thể lại rất cao, là thiên tài luyện thể thiên phú hiếm thấy. Trừ cái đó ra, người người này có tiến bộ như vậy, dáng dấp cũng không tệ. Có phong phạm của ta năm đó. Phong ma vừa nói vừa liệt, đúng là liệt ra không ít ưu điểm. Trần Trầm nghe vậy trong lòng có chút lâng lâng, nhưng mà thực tế hắn không hứng thú lại nhận một sư phụ, dù gì thì sư phụ của hắn đã đủ nhiều. Huống chi, hắn biết cửu chuyển kim thân quyết, ngày sau nói không chừng trở về gia nhập Thiên Ma Thành, đến lúc đó trở thành đệ tử thân truyền của thành chủ, biến thành sư đệ của Phong Ma này, chẳng phải là tốt hơn so với làm đồ đệ của hắn? nghĩ tới đây trần trầm xấu hổ cười nói tiền bối không dối gạt ngươi nói ta đã có sư phụ phong ma nghe vậy lông mày nhíu lại nói có sư phụ cũng đúng người thế này sao có khả năng không có sư phụ nhưng mà sư phụ ngươi có lợi hại hơn ta sao vậy khẳng định không so với tiền bối kém quá xa nhưng mà một ngày vi sư cả đời vi phụ trần trầm nói đến cả mình cũng cảm động phong ma nghe đến liên tục thở dài mà thôi đã ngươi không nguyện ý vậy ta cũng không cưỡng cầu ngày sau ngươi và ta hữu duyên gặp lại phong ma dứt lời cũng không dây dưa nữa quay người lại lên đỉnh núi là một tu sĩ độ kiếp kỳ hắn cũng là người muốn mặt còn không đến mức cưỡng ép thu một tiểu bối làm đồ đệ đưa mắt nhìn xong phong ma rời khỏi trần trầm thở dài nhẹ nhõm tiếp tục di xuống chân núi một lát sau đã đến dưới chân trấn linh sơn sau đó hắn không chỉ hoãn nữa trực tiếp hướng về lê tiên tông Trải qua mấy ngày bôn ba, Trần Trầm quay trở về Lê Tiên Tông, vừa trở về Tông Môn, hắn đã triệu tập một nhóm tu sĩ hạ giới bị hắn đưa đến Thượng Giới. Âm Dương Cung Đại Khái có thể tiếp nhận 50 người đồng thời tu luyện, hắn chuẩn bị đưa đám người này vào tiềm tu. Tu vi tu sĩ Lê Tiên Tông khác tuy cao, nhưng không phải thân tín của hắn, cũng không mấy người thật nhận hắn là Tông Chủ, đồng lý, Ngọc đỉnh Tông cũng như vậy, dù gì thì thời gian hắn ở trong hai Tông cũng không có, căn bản chưa nói tới uy vọng. Sư huynh, người triệu tập chúng ta làm gì? Có phải có cái gì nhiệm vụ đặc biệt hay không? Viên kình thiên thấy xung quanh đều là người quen ở hạ giới, vội vã không nhịn nổi hỏi thăm. Nói thật, đến thượng giới lâu như vậy, hắn cũng chưa từng đi ra ngoài xem một chút thượng giới là cái dạng gì. Càng nhiều là thông qua thư tịch am hiểu thượng giới, nhưng mà trong lòng hắn cũng có so sánh cân nhắc, trong tông môn này nhiều cao thủ như vậy, ngoại giới tình huống như thế nào có thể nghĩ mà biết nhưng nếu trần trầm dẫn hắn ra ngoài hắn vẫn dám cuối cùng sư huynh không gì làm không được không có nhiệm vụ gì chính là muốn đưa các ngươi đi một chỗ tu luyện trần trầm thuận tiện đem lấy âm dương cung ra tâm niệm vừa động một đạo cánh cửa hư không xuất hiện trước mặt mọi người theo ta vào đi nói xong trần trầm trước tiên bước vào trong âm dương cung những người khác theo sát phía sau nhìn thấy trong hoàn cảnh phía sau tâm tình mọi người có thể nghĩ mà biết có chút nguyên thần cảnh tu sĩ đứng trong tụ linh điện trong chốc lát đã có đột phá dấu hiệu. Đại ca, không ngờ thế gian lại có loại bảo vật này. Thật sự là mở rộng tầm mắt, tuy kiệm lời ít nói, Trương Kỷ cũng nhịn không được sợ hãi than một câu. Trần Trầm cười không nói, mang theo mọi người đem ba tòa đại điện đều đi dạo một phen, cuối cùng, hắn lại mang mọi người quay trở về tụ linh điện, bắt đầu phân phối tu luyện thất. Về phần hạ tích xương thì cùng hắn một chỗ tu luyện ở chủ điện chủ điện cũng có tu luyện thất hoàn cảnh không hề kém tụ linh điện cùng lúc đó ở phân điện tà thần điện u minh vừa trở về lúc này tu vi của hắn đã đạt đến phân thần đỉnh phong sắp bước vào hợp thể nguyên bản hắn đã sớm có lẽ trở về nhưng không ngờ lại gặp được một cơ duyên làm trễ nải thời gian hơn một năm nhưng mà cũng chính giữa bởi vì cơ duyên này mà tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh đạt tới cảnh giới bây giờ trở về tà thần điện hắn trước tiên xử lý chính là chuyện lúc trước trinh phạt tiểu thế giới. Trưởng lão, người nói lúc đó người kia giết tất cả tu sĩ từ thế giới kia trở về, cuối cùng còn trốn ra khỏi tà thần điện chúng ta. U Minh nghe xong toàn bộ chuyện đã xảy ra, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin, hắn thấy đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Tà thần điện trưởng lão nghe vậy mặt lộ vẻ xấu hổ, gật đầu nói. Xác thực như thế, mà chúng ta tới bây giờ cũng không biết thân phận người kia, càng không biết tướng mạo tính danh của người kia, thật sự là buồn cười. U Minh nghe vậy chẳng biết tại sao lại nghĩ đến thổ dân trong tiểu thế giới đánh bại hắn. Hắn dẫn dắt ngàn tu sĩ luyện hư là mặt hàng gì, hắn tự mình biết. Tuyệt không thể nào làm được loại chuyện này, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn một hồi thầm hận. Trải qua một năm lên men, thất bại trong tiểu thế giới hắn chẳng những không có quên, ngược lại trở nên càng khắc sâu, nhất là cổ tay hắn mỗi đến nửa đêm đều sẽ mơ hồ cảm giác đau đớn rất hiển nhiên người kia trong lúc bất chi bất giác đã thành tâm ma của hắn trưởng lão giết người còn chạy trốn khỏi tà thần điện chúng ta tới bây giờ còn tiêu dao ở bên ngoài ta tuyệt đối không cho phép xảy ra loại chuyện này chúng ta nhất định phải tìm được người kia u minh nắm chặt nắm đấm nói trưởng lão kia không phản bác được hắn cũng muốn tìm nhưng một chút tin tức cũng không có làm sao tìm được không chờ hắn trả lời, U Minh phủi tay nói, Chu Huynh, ngươi vào đi, hắn vừa dứt lời, một thanh niên áo trắng chậm rãi đi vào trong đại điện, dáng dấp của thanh niên áo trắng này ôn tồn lễ độ, dị thường tuấn tú, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, cho người ta một loại cảm giác như gió xuân ấm áp. Chẳng biết tại sao, trưởng lão tà thần điện cảm giác sau khi người này vừa tiến vào, không ngờ tà thần điện âm u lại bất chi bất giác trở nên có mấy phần nhân vị. Vị này là... Tà thần điện trưởng lão Hiếu Kỳ hỏi: "Vãn bối Chu Thiên Cơ, chính là đệ tử Thiên Cơ Tông, đồng thời cũng là bằng hữu của U huynh." Thanh niên áo trắng không kiêu ngạo không tự ti hành lễ, tự giới thiệu. "Thiên Cơ Tông." Sắc mặt trưởng lão Tà thần điện hơi đổi một chút, Thiên Cơ Tông tuy không phải siêu cấp đại tông môn, nhưng ở một giới này cũng siêu nhiên tồn tại. Tông chủ Thiên Cơ Đạo Quân càng là siêu cấp cường giả đại thừa kỳ, sống hơn mấy vạn năm là người cùng thời đại với điện chủ đời trước, đến cả điện chủ hiện tại gặp hắn đều phải kêu một tiếng tiền bối. Nhưng mà, một tông môn như vậy lại không có mấy người đệ tử, cũng chính là bởi vì như vậy, mỗi một đệ tử của Thiên Cơ Tông đều là tinh anh. Khó trách người này có thể xưng huynh gọi đệ với U Minh. Trưởng lão, Chu huynh là đệ tử đắc ý của Thiên Cơ đạo quân, trên tạo nghệ thôi diễn nhất đạo cực sâu, nếu không có hắn hỗ trợ, tu vi của ta cũng không tăng lên nhanh như vậy chỉ cần hắn xuất thủ, có lẽ có thể giúp chúng ta tìm ra người kia." U Minh cười nói, trong giọng nói tràn đầy tôn sùng. Chu Thiên Cơ cũng khiêm tốn cười nói, "U huynh quá khen, ngươi là Tiên Thiên Đạo thể, tu sĩ trời sinh, xa không phải ta có thể so sánh. Về phần tìm người, ta cũng chỉ có nỗ lực hết sức, nhưng không dám hứa chắc của mình sẽ nhất định có thể tìm được." Dứt lời hắn nhìn về phía trưởng lão Tà Thần Điện, hỏi, "Tiền bối lúc đó người kia giết những tu sĩ kia, người còn giữ thi thể sao? Trưởng lão tà thần điện nghe vậy hơi khẽ gật đầu nói. Còn chưa xử lý, như thế nào? Những thi thể này thật có tác dụng. Chu Thiên cơ cười nói, có, còn xin tiền bối mang ta đi xem một chút. chương 510, thôi diễn Thiên cơ, cũng không lâu lắm, ba người đi vào trong một cung điện âm u dưới đất. Trên mặt đất của cung điện này khắp nơi đều trưng bày thi thể, hình như là dùng những thi thể này bố trí ra một đại trận tu luyện một loại tà pháp nào đó nhìn thấy một màn âm u đáng sợ này thần sắc chu thiên cơ cũng không thay đổi lúc này u minh thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm một lát sau trưởng lão tà thần điện đã mang theo hai người tới trước mặt mười mấy bộ thi thể trải qua thời gian hơn một năm những thi thể này chẳng những không thối giữa ngược lại dưới ảnh hưởng của bí thuật tà thần điện trở nên có chút sinh động như thật những thi thể này chính là những tù sĩ lúc đó bị người kia giết trưởng lão tà thần điện giới thiệu nói chu thiên cơ nhẹ gật đầu tiếp đó xoay quanh trong đó một thi thể cẩn thận quan sát đánh giá chọn một khắc đồng hồ hắn đột nhiên nhắm mắt lại bắt đầu lẩm nhẩm một loại chú ngữ nào đó loại chú ngữ này hóa thành quang văn từ trong miệng hắn bay ra rơi xuống trên thi thể rất nhanh toàn thân trên dưới thi thể kia đã hiện đầy minh văn tỉnh lại sau khi đọc xong chú ngữ Chu Thiên Cơ mở mắt từ tốn nói, vừa dứt lời, thi thể kia không ngờ lại đột nhiên mở mắt, nhưng mà dưới mí mắt lộ ra không phải con mắt, mà là hai đạo bạch quang. Thoạt nhìn muốn quỷ dị bao nhiêu thì quỷ dị bấy nhiêu, dọa hai người U Minh và trưởng lão tà thần điện giật nảy mình. Cái này, cái này sống, U Minh cả kinh nói, người này đều đã chết hơn một năm, lại còn có thể mở mắt, hắn thấy quả thực là thần hồ kỳ ký thiên cơ tông có thể sừng sững một giới nhiều năm như vậy, quả nhiên danh bất hư truyền. Không sống, chỉ là làm cho một bộ phận linh thức còn sót lại của hắn trở về thân thể, không bao lâu nữa sẽ tiêu tán. Chu thiên cơ cười nói, tiếp đó thần tình nghiêm túc không gì sánh được nhìn về phía thi thể kia. Người tên gọi là gì? Vương Khiêm, Tu Vi gì? Luyện hư hậu kỳ, nhìn hai người một hỏi một đáp, U Minh và trưởng lão tà thần điện hai mặt nhìn nhau, đều thấy được trong vẻ ngạc nhiên mắt của nhau người giết các ngươi các ngươi quen biết sao không biết chỉ biết hắn là thổ dân hạ giới sau khi hắn đánh bại chúng ta cũng không giết chúng ta mà là bước chúng ta giao ra bản mệnh tinh hồn để chúng ta nghe hắn ra lệnh nghe nói như thế u minh nghiến rằng nghiến lợi nói quả nhiên là hắn ta biết ngay mà chu thiên cơ khoát tay áo ra hiệu hắn an tâm chớ vội tiếp đó lại hỏi người biết tướng mạo của hắn sao Người kia có một tấm mặt nạ có thể tùy thời thay đổi khuôn mặt, ta không thể xác định tướng mạo hắn. Chu Thiên Cơ nghe vậy thở dài, nói khẽ, thật sự là một người cẩn thận dè dặt đây. Nói xong hắn vất tay, thi thể người kia triệt để biến thành cho bụi. Đã hỏi xong, trưởng lão tà thần điện bất đắc dĩ nói, người kia cực kỳ cẩn thận, lại hỏi tiếp cũng không cần thiết. Thực ra chỉ cần biết rằng hắn là thổ dân của thế giới kia là đủ, Giờ đây chúng ta chỉ cần phái người đi tiểu thế giới kia hỏi thăm một phen, là sẽ biết tình huống người kia, lấy năng lực của người kia, ở trong thế giới kia chắc chắn là cực kỳ nổi danh. Nhưng mà, phải nhớ kỹ, chớ huy động nhân lực nếu không sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Chu Thiên Cơ cười nói, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. U Minh khẽ vuốt cằm, sau đó không nói tiếng nào bước đi ra ngoài, ước chừng qua một khắc đồng hồ, hắn mang theo hai đệ tử luyện hư đỉnh phong đi đến hai sư đệ này bình thường làm việc chắc chắn nhất lần này ta sẽ phái bọn hắn đi thế giới kia chu huynh ngươi nhưng còn có dặn dò gì khác không chu thiên cơ nhìn về phía hai người kia nói hai vị ghi nhớ kỹ phải khiêm tốn không phải vạn bất đắc dĩ không nên dùng thủ đoạn cưỡng chế nếu như có thể tốt nhất có thể tìm tới một chút tóc hoặc là y phục người kia mặc qua hoặc là pháp bảo và các loại vật liệu người kia dùng qua mang về hiểu rõ hai đệ tử lên tiếng thấy không có phân phó gì khác thì quay người rời khỏi. Chờ qua một tháng, hai đệ tử luyện hư từ hạ giới thuận lợi trở về, lại lần nữa xuất hiện trong tà thần điện. Sau khi U Minh nhìn thấy hai người, hào hứng dẫn hai người tới trước mặt Chu Thiên Cơ. Chu Huynh, bọn hắn đã trở về. Lúc này, Chu Thiên Cơ đang đang loay hoay một bộ cờ đặc biệt, nghe thấy như thế ngẩng đầu lên. Cười nói, xem ra chuyện xử lý rất thuận lợi, may mắn không làm nhục mệnh, hai đệ tử luyện hư kia cao giọng nói, có thể trở thành đệ tử tà thần điện, vậy khẳng định không phải ra áo túi cơm, nếu chuyện đơn giản như vậy mà bọn hắn đều làm không xong, vậy còn không bằng tìm sợi dây treo ngược lên. Người kia tên gọi Trần Trầm, là một nhân vật truyền kỳ trong giới đó, thực ra hắn sớm mấy năm trước đã phi thăng tới giới chúng ta. Không tệ, hắn sở dĩ có thể trở về thế giới kia. Tám chín phần mười là sen lẫn trong đại quân trinh phạt lần trước nghe được hai người này lời nói u minh bừng tỉnh hiểu ra khó trách giới kia có thể xuất hiện người kinh tài tuyệt diễm như thế thì ra là tu sĩ thật sớm đã phi thăng tới thượng giới sau khi hiểu rõ chuyện này trong lòng của hắn dễ chịu hơn nhiều can đảm cẩn trọng đúng là khó được có mang về vật liệu hắn dùng qua hay không chu thiên cơ hỏi trong mắt lóe lên một tia tò mò sau khi càng am hiểu về người tên trần trầm này hắn đối với người này càng hiếu kỳ có Ngươi xem, đây là pháp bảo hắn dùng qua, ta từ trong tay một tu sĩ giới kia thu mua đến, bởi vì bị hắn sử dụng, giá cả so với pháp bảo ngang cấp đắt hơn gấp mấy lần. Một tu sĩ luyện hư lấy ra một chuôi kiếm nói, Chu Thiên Cơ liếc mắt nhìn, nhịn không được cười lên nói, giả, kiếm này vừa luyện chế không được một năm. A, à, vậy ngài nhìn cái này một chút. Hai tu sĩ luyện hư giật mình, lại liên tiếp lấy ra mười mấy thứ đồ, trong đó lại có một nửa là giả cái này làm cho hai người vô cùng nổi giận. Nhưng mà có một nửa là thật, cũng đã đủ Chu Thiên Cơ dùng. Nhìn lên một chút vật phẩm đê dai trước mặt, Chu Thiên Cơ dò xét ra tay, nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng, sau đó lấy ra một pháp bảo bàn cờ, điểm nhẹ hai lần lên phía trên. Bị hắn một chút như vậy, bàn cờ lập tức sáng lên quang mang, vô số quân cờ đan sen ngang dọc, liên tiếp thành tuyến đường vô cùng phức tạp. Chu Thiên Cơ lẳng lặng nhìn những con cờ kia di động đầu ngón tay thỉnh thoảng bắn ra từng nét bùa chú cứ như vậy tiếp tục đến nửa ngày sau hắn mới đặt một quân cờ cuối cùng xuống lúc này cảnh tượng toàn bộ bàn cờ đã đại biến một quân cờ màu đỏ đặc thù bị bao vây ở chính giữa không thể động đậy chu thiên cơ gỡ quân cờ màu đỏ kia xuống bắt đầu yên lặng tính toán lại qua nửa canh giờ hắn rốt cục thu pháp bảo vào thế nào tìm ra trần trầm kia không u minh đợi nửa ngày thấy cuối cùng kết thúc Tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, có chút ít đầu mối, người kia bây giờ cách nơi này vô cùng xa. Dứt lời hắn chỉ hướng phương Bắc, mặt mũi tràn đầy đã tính trước. Ở phía Bắc chúng ta, khoảng chừng bao xa, chu huynh ngươi có thể cảm giác được sao? U Minh hỏi, Chu Thiên Cơ nói, có chừng bao xa ta nói không chính xác, nhưng mà lúc này tứ phía của hắn toàn là các cảnh vật xung quanh cực đoan tồi tệ, nếu như ta không đoán sai thì có lẽ hiện tại hắn đang ở vùng hẻo lánh trong hãn hải đại sa mạc, thấy Chu Thiên Cơ nói thẳng ra địa danh, U Minh vui mừng quá đỗi nói. Chu Huynh thật sự là kinh thế chi tài, nếu ngày sau có gì cần, tại hạ tuyệt không chối từ. Hãn hải đại sa mạc, rất tốt, ta sẽ dẫn người tới, bạn đang nghe chuyện tại Tán Tu, đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ.